Chương 221 Chúng ta không giống nhau 240 đốt. Dạ. Sau khi rèn xong xương chân bên phải, tốc độ rèn luyện xương bên trái nhanh hơn không ít. Tốt lắm, tốc độ không chậm. Lưu Phượng Ngưu hiếm khi khích lệ một câu, Triệu Tuyết Mai ngồi bên cạnh, sắc mặt phức tạp như có thể ăn tươi nuốt sống người khác, ngỏ giọng nói. Đạo sư, em cũng rèn xương được, 40 đốt rồi. Háng này, tốc độ của cô cũng không tệ. Lớp huấn luyện đặc biệt cung cấp khí huyết đan, giúp cô không cần buồn phiền vì chuyện phải bổ sung khí huyết. Tháng đầu tiên, cô rèn được 4 đốt xương. Tháng này tốc độ cũng tăng lên, rèn được 5 đốt xương. Nhưng lúc cô rèn được 31 đốt xương, Phương Bình vẫn còn chưa trở thành võ giả. Lúc cô rèn được 40 đốt xương, Phương Bình cũng rèn được 40 đốt xương. Trên lệch này cũng quá lớn rồi. Lớp Phượng nu cười nhạt nói. Đừng tự ti, cậu ta đã 3 lần tôi cốt rồi. Em mới có một lần thôi, cậu ta có bí mật của cậu ta, Ít ra thì tốc độ hồi phục khí huyết của cậu ta cũng nhanh hơn em nhiều. Tiến độ như vậy cũng không có gì lạ. Em cũng không tệ. Đến khi kết thúc học kỳ. Nữ ít thì cũng đã có thể rèn được 5 người đốt xương rồi. Nếu nhanh thì trực tiếp đạt đến đỉnh cấp 1 cũng không biết chừng. Còn Phương Bình thì có thể rất nhanh sẽ đến đỉnh cấp 1 rồi. Nhưng tốc độ tôi cốt và cường độ khí huyết tăng lên không có nghĩa là thực lực cũng tăng lên. Nói xong, Lưu Phượng Ngưu trầm mặc trong chốc lát, nói, địa quật ngày càng nguy hiểm cho nên lúc này cả hai đứa em cần phải tăng cao thực lực trên mọi phương diện, bao gồm thực chiến. Phương Bình, em vẫn như trước, chưa quyết định rốt cuộc có muốn tham gia trí đấu giao lưu hay không sao. Sắc mặt Phương Bình có hơi thay đổi, như đang đấu tranh tư tưởng, sau một chốc mới gật đầu nói. Em nghĩ kỹ rồi. Em sẽ tham gia. Nghe nói lần này khen thưởng rất nhiều, bên công ty vẫn chưa có lợi nhận, trên thực tế cũng không nhanh như vậy. Giai đoạn đầu chính là bỏ tiền vào mà thôi, điểm tài phú của cậu mình đây không ngừng tiêu hao, Tuy rằng tháng này cậu lại có thêm 30 viên khí huyết đan phổ thông, nhưng điểm tài phú tăng lên còn chưa đủ cho cậu dùng để tôi cốt. Trước đó, điểm tài phú cao nhất của cậu đã lên đến con số 86 triệu. Tháng này, cậu tiêu hao hơn 2 triệu điểm tài phú, cho dù có tiền thuốc bù lại, nhưng điểm tài phú cũng không tăng cao lại như ban đầu. Ngược lại, hôm qua còn rơi xuống mức 8 triệu. Tuyết Mai, em thì sao? Triệu Tuyết Mai kiên định nói. Em muốn tham gia, nhưng mà, nhưng mà không chắc em sẽ có được cơ hội này. Thực lực của cô ở lớp huấn luyện đặc biệt thực ra không tính là yếu, nhưng thực lực ngang hàng với cô cũng có ít nhất khoảng 1.020 ngày. Cuối cùng, chưa chắc cô đã có cơ hội tham dự. lớp Phượng Như cũng không an ủi, cười nói. Nếu đều muốn, vậy không thành vấn đề, có suy nghĩ này mới có động lực phát triển. Thân là đạo sư của các em, nếu như cả hai em cuối cùng đều có thể tham gia chi đấu giao lưu, hơn nữa còn có thể đánh trận thành danh, vậy cũng xem như cho tôi chút thể diện. Buổi tối các em về chuẩn bị một chút đi xin nghỉ hai ngày, hai ngày tiếp theo, tôi mang các em ra ngoài một chuyến. Phương Bình cảm thấy không quá tự do, thấp giọng nói. Đạo sư, sẽ không phải là đi địa quật chứ, ha ha. Lữ Phượng Ngưu Sen thường, không đang trả lời. Hai đường cùi bắp này, cô sẽ dẫn tị nó tới địa quật chịu chết sao. Dù cho Phương Bình trước đó đã đánh chết hai người, cậu ta cũng vẫn còn non vào xanh lắm. Bước ra khỏi biệt thự số 8, Phương Bình nhìn Triệu Tuyết Mai nói. Cậu cảm thấy, ngày mai đạo sư muốn đưa tị mình đi đâu? không biết triệu tuyết mai không biết cũng không muốn đoán tùy ý nói đi đâu cũng mực tôi thấy đây là chuyện tốt cũng không hẳn đâu tôi luôn cảm thấy đạo sư của chúng ta không quá đáng tin tiêu tuyết mai liếc cậu một cái đi một hồi lâu mới mở miệng nói họa là từ miệng mà ra đó cậu không biết võ giả đỉnh cấp sau có thính lực rất tốt nghe được rất xa sao đạo sư sẽ không nhàm chán vậy chứ vậy cũng không chắc đâu nha triệu tuyết mai nở nụ cười có vẻ hơi hà hê nói xem ra cậu bị đánh còn chưa đủ nói cứ như cậu không bị đánh vậy phương bình phản kích một câu đến khi đến được ký túc xa tân sinh lại hỏi cậu thật sự muốn tham gia trí đấu giao lưu à tôi cảm thấy nữ sinh không cần thiết tham gia trước đừng nói tới tôi cậu thì sao triệu tuyết mai hỏi ngược lại tôi cảm thấy cậu cũng không giống như quá để ý đến chuyện chi đấu giao lưu thắng hay thua vì sao phải tham gia lấy lợi ích phương bình bất đắc sĩ nói cảm thấy gần đây tiêu xài nhiều quá Trường học hàng ngày bù lại cho chúng ta quá ít, không tham gia chi đấu giao lưu. Trường học sẽ tiếp tục cho chúng ta lợi ích như vậy sao? Điều cứ tiếp tục, tiêu hao cũng muốn mòn núi rồi. Hơn nữa, tôi cũng cảm giác được, đạo sư hy vọng chúng ta tham gia. Có thể có liên quan đến tình hình diễn biến ngày một xấu đi, còn phải ở trường học tiếp mấy năm nữa đó. Tôi vẫn là tân sinh viên, lúc này mà không ra mặt vì trường học, cậu cảm thấy nhà trường sẽ xem tôi như thế nào. Mấy ngày này, Phương Bình cũng nghĩ kỹ rồi. Trong đám tân sinh viên, cậu cũng không phải hạng người vô danh gì, nếu như cậu liên tiếp trốn tránh không thi đấu, nhà trường sẽ nghĩ cậu là người như thế nào? Tuy rằng nhà trường nói không bắt buộc, nhưng nếu Tân Nhân Vương lại không muốn xuất lực, tâm lý của những học sinh khác nhất định sẽ có chút thay đổi. Tình huống tốt nhất, nhà trường chẳng thèm để ý, nhưng trường hợp xấu nhất, trường học cảm thấy Phương Bình căn bản không có lòng trung thành với Ma Võ, sau này, tài nguyên cũng sẽ không ưu tiên. Thậm chí từ chối bồi dưỡng Phương Bình là chuyện bình thường, Ma Võ là một miếng thịt ngon, lúc này Phương Bình cũng không thể từ bỏ thân phận học sinh xuất sắc của ma võ được. Nếu không, sau này sẽ vạc phiền phức. Triệu Tuyết Mai nghe nói như thế. Có hơi buồn bực nói. Bọn tôi còn đang buồn phiền vì phải tranh giành suất thi đấu giao lưu. Cậu thì hay rồi. Đổi lại, tôi mà là cậu, tôi căn bản sẽ không do dự. Chúng ta không giống nhau. Phương Bình thành thật nói một câu. Nếu có thể, cậu thật hy vọng yên yên ổn ổn lên cấp 2, cấp 3. Cứ từ từ tăng cấp đến tông sư nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn không cho phép cậu làm như thế. Này hôm sau, từ sáng sớm, Phương Bình và Triệu Tuyết Mai đã có mặt ở cổng trường đứng chờ. Lữ Phượng Nhu không phải đi bộ ra, mà lái xe đến, chiếc xe thể thao màu đỏ. Cả hai tháng nay, Phương Bình cũng không ra khỏi trường, cũng quên mất chuyện xe cộ. Lúc này thấy Lữ Phượng Nhu lái xe, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm. Nhìn cái gì? Lên xe. Lữ Phượng Nhu nhìn rất ngầu, còn mang cả kính đen, chờ hai đứa học trò lên xe. Lữ Phượng Như cũng không nói nhiều, nhấn ra chạy nhanh ra khỏi trường học, xe chạy ra ngoại ô Ma Đô. Cuối cùng, xe dừng lại ở trước một khoảng sân rộng, xuống xe. Phương Bình vui vã xuống xe, nhìn chung quanh một lần, chung quanh hoang vu vô cùng, hoàn toàn khác xa với nội thành Ma Đô, còn có thể nhìn thấy đồng ruộng gần đó. Nơi ngừng xe là một khoảng sân rộng, bên trong cũng không phải nhà cao tầng gì. Trước cửa đại viện có hai người đàn ông lực lưỡng đứng canh, nhìn thấy Lữ Phượng Như, hai người cũng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt đánh giá người đến sau đó cũng không nhìn bọn họ nữa. Lữ Phượng Nhu cũng không quan tâm bọn họ, càng không đưa giấy tờ chứng minh gì. Cô dắt hai đứa học trò của mình đi vào bên trong. Mãi đến khi đi vào bên trong đại viện, Lữ Phượng Nhu mới dừng lại trước một cánh cửa lớn đang đóng. Hôm nay có cuộc chiến sinh tử nào không? Người đứng canh cửa cũng là một người đàn ông lực lưỡng, nghe được hỏi như thế. Hắn ta nhìn gương mặt non nớt của Phương Bình và Triệu Tuyết Mai, nhếch miệng cười nói. Có, vé vào cửa 10 ngàn trên người. Lữ Phượng Nhu cũng không lấy tiền ra, tiện tay ném cho hắn một viên khí huyết đan phổ thông. Đối phương liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu nói: "Mời vào." Chương 222. Đáng buồn thay, trơ vào bên trong, Phương Bình mới phát hiện bên trong là một không gian rộng lớn khác, phía sau cửa phòng còn có thêm mấy lượt cửa khác. Lữ Phượng nhung mắt nhìn thẳng, đi thẳng về phía trước. Dần dần, Phương Bình nghe được tiếng huyên náo và tiếng người giao hò. Lúc này Phương Bình đã ý thức được gì đó, thấp giọng hỏi: "Đạo sư, đây là sàn đấu ngầm sao? Cho là vậy đi, nhưng mà là nửa công khai, nồng với không ngầm cái gì, võ giả không phải không phân tranh, nhưng chính phủ không cổ vũ việc quyết đấu sinh từ trước mặt công chúng, cho nên những nơi như thế này mới xuất hiện, có thù, có oán, muốn kiếm tiền, muốn rèn luyện, muốn gặp máu thì cứ tới những chỗ như thế này. Số lượng học sinh của võ đại không nhiều, đều là bảo vật, cũng không thể mỗi người đều phải sắp xếp người cho các em đánh chết. Ở nơi này thì không phải lo lắng gì cả. Võ giả nơi này có không ít người đều chẳng phải hạng tốt lành gì có bị đánh chết cũng không buối lý. Nói xong, tiếng giao hò phía trước ngày càng lớn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Giác rưởi mau đứng lên. Giết hắn. Đấm vào đầu kìa, Phương Bình hơi nhíu mày, sắc mặt triệu tuyết mai cũng hơi trắng bệch. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói. Không để cho các em lên đài đâu. Trước hết vào xem thôi, nhìn máu, nhìn quen thì tốt. Nhìn mấy trận chiến sinh tử nay trước mà làm quen đi, không đến nỗi đến lúc quan trọng, nhìn thấy người chết, chân tay lại ngưỡng ra lần này lúc Phượng Ngưu dẫn bọn họ ra ngoài chính là để hai người nhìn máu lần trước ở trong trường học cũng không tính là gì xảy ra quá nhanh Phương Bình cũng chưa chắc làm quen được với chuyện như vậy cả hai đều không lên tiếng chỉ đi theo Lữ Phượng Ngưu bước vào cánh cửa cuối cùng vừa vào cửa Phương Bình đã cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt không gian giống như sàn đấu quyền anh vậy xung quanh là khán đài ở giữa là võ đài lúc này bên trong có không ít khán giả nam nữ già trẻ đều có tiếng huyên náo rất lớn ở trên võ đài có hai người đàn ông đang giao thủ nói giao thủ thì cũng không đúng vì một trong hai người đã bị người kia đánh ngã xuống đất ngay lúc mấy người phương bình tiến vào người còn đang đứng kia bỗng nhiên cua chân đạp lên đầu người đàn ông đã ngã xuống đất tia tiếp theo trên màn ảnh lớn bốn phía đều truyền lại từ tận hình ảnh rất đặc tà. Wow, Hòa, triệu tuyết mai liếc mắt nhìn nhị không được muốn ói ra ngay lữ phượng như hừ nói né lại đây là lôi đài sinh tử có người chết mới là bình thường cũng có những trận phân thắng thua cũng có chi đấu kiểu biểu diễn, nhưng những cái đó đều không liên quan đến các em. Nhiệm vụ của các em hôm nay chính là xem một màn so tài này. Nhìn đến khi nào tâm lặng như nước, nhìn đến khi thấy máu tanh cũng không hề biến sắc, thì lúc này mới đạt được mục tiêu. Bàn chân đừng có nhũn ra, ngay cả người bình thường còn có thể chịu được, không lý nào các em lại không chịu được. Còn nữa, đừng để bị ảnh hưởng bởi bầu không khí. Khán giả chung quanh rất điên cuồng, có vài người đỏ mắt lớn tiếng giống to, lôi cao đám người chung quanh cũng điên cuồng hưởng ứng theo. Lưu Phượng Nưu không bị ảnh hưởng chút nào, thấy Triệu Tuyết Mai cúi đầu, bỗng nhiên cao mày nói, nhìn cho tôi. Ngay cả việc nhỏ vậy mà cũng không làm được sao? Nếu như em không thể chịu được, vậy thì bây giờ lập tức ra ngoài, về trường, cũng đừng nói đến chuyện chi đấu giao lưu gì nữa. Nạo sư, tên, đi ra ngoài, hoặc là trận to hai mắt nhìn cẩn thận cho tôi. sắc mặt Triệu Tuyết Mai trắng bệch, nhưng vẫn không nhấc chân lên. Kim Né nhẫn nhịn cơn buồn nô trực trào, ngẩng đầu nhìn về phía võ đài. Phương Bình bên cạnh tốt hơn khá nhiều, dù sao tình huống như vậy cũng không phải là lần đầu cậu nhìn thấy. Lúc trước ở Thụy Dương, võ giả tà giáo kia bị đánh chết tại chỗ, thậm chí óc ác còn bắn tung té, tên khắp người cậu. Lúc đó đúng là cậu đã nôn mửa một trận, lại lần trước nữa, cậu cũng đã tự tay đánh chết hai người. Lúc đó, bàn chân cũng muốn nũn ra, sau đó cũng không còn quá khó khăn nữa rồi. Hiện tại, mặc dù có chút mùi máu tanh muốn buồn nôn, nhưng Phương Bình vẫn có thể chịu đựng, cậu vẫn còn đang nghĩ ngợi. Lữ Phượng Như bỗng nhiên nói: "Triệu Tuyết Mai ở lại đây xem, Phương Bình đi theo tôi." Phương Bình vội vàng buổi theo, Lữ Phượng Như đưa cậu đi về phía sau hậu trường. Phương Bình có hơi thấp thỏm, chắc không bắt mình lên đài chứ? Vô duyên vô cớ quyết đấu sinh tử, cậu không quá tình nguyện tiếp thu chuyện này đâu. Sau một phút, hai người đến hậu trường. Ở đây hẳn là có người giám sát, rất nhanh, có một người đàn ông trung niên rất vạm vỡ bước đến trước mặt họ, vừa nhìn thấy Lữ Phượng Như, người đàn ông liền cười nói: làn gió nào đưa Lữ vô địch đạo sư đến đây vậy thật vinh hạnh ít nói nhảm đi lữ phượng Như cũng không khách khí chỉ vào phương bình nói sắp xếp một chút đi ăn bài cho cậu ta nật xác nhìn thi thể ha phương bình hơi dừng sốt một chút người đàn ông kia lại bình tĩnh như chuyện thường ngày ở huyện cười ha hà nói được tiểu triệu treo tiếng người đàn ông hỏi có một thanh niên trẻ chạy chậm tới cung kính nói ông chủ đưa cậu ta đến phòng xác lát nữa mà có người chết thì cho cậu ta lên nhà xác À phải rồi nhà sắc cứ để lại cho một mình cậu ta xử lý là được sắc mặt phương bình thay đổi liên tục không nhịn được liếc mắt nhìn lữ phượng như lữ phượng như lại mặc kệ cậu ta cô tìm muốn nơi ngồi xuống lười biếng nói mở to hai mắt mà nhìn thi thể mà thôi lẽ nào em còn sợ cái gì đúng rồi có phim kinh gì không để nó ở trong nhà xác xem bộ phim kinh dị nhất đóng kín cửa đừng để nó chạy loạn đạo sư luyện lan luyện Can nào thêm ít nói nhảm có đi hay không em không đi. Vậy tôi sẽ vứt em lên võ đài, bị người khác đánh chết cũng đừng chết tôi. Phương Bình vác theo gương mặt đau khổ, đành phải đi theo sau lưng tiểu triệu. Hai người vừa đi, Phương Bình vừa cười khan nói. Anh gì ơi, đạo sư của em chỉ nói đùa một chút thôi. Phim kinh dị gì đó, không cần chiếu đâu. Nhưng tiểu triệu lại lắc đầu nói. Vậy thì không được đâu. Nếu đã nói là chiếu phim kinh dị nhất, vậy thì nhất định phải chiếu. Chú em không cần sợ, thực ra người cũng đã chết rồi. Cũng không có gì đáng sợ phim kinh dị thôi mà. Không sao đâu. Phương Bình im lặng không nói gì, không sao đâu. Nói đúng là nhẹ nhàng quá. Cũng may không phải buổi tối, người chung quanh cũng nhiều, cậu cũng không cần quá lo lắng. Nhưng càng đi sâu vào trong, người càng ít. Khu vực nơi đó cũng tối tăm hơn. Ánh đèn lờ mờ hơn nhiều, Phương Bình cảm thấy không quá thoải mái, đây là cố ý sao. Đi thêm vài phút, cũng không còn nghe được những tiếng giao hò nữa. Tiểu trự đưa Phương Bình đến trước một gian phòng, ngoài cửa lúc này đang có hai người đang đứng gác nhìn thấy tiểu triệu hai người vội vàng nói anh triệu ồ bên trong hiện vẫn chưa xử lý phải không vẫn chưa vậy thì tốt để cho chú em này đi vào mở tivi lên bật u linh tỏa hồn hạ ánh đành mờ, mờ một chút quy tắc cũ hai người làm xong thì có thể đi rồi tiểu triệu sắp xếp rất tự nhiên hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên anh ta làm chuyện này hai người canh cửa nhìn chằm chằm phương bình cười kha khá không ngớt nhưng cũng không chậm chạp chút nào vội vàng đi vào sắp xếp rất nhanh hai người bước ra khỏi cửa cười ha hả nói dạ xong rồi chú em à đi vào đi từ triệu tươi cười nhìn phương bình phương bình có chút xoắn suýt cắn răng một cái cất bước đi vào cậu vừa mới bước vào còn chưa kịp nhìn rõ tình huống cửa ngoài đã bị khóa rồi chú em à bọn anh đi trước lát nữa nếu có người chết rồi bọn này sẽ đến gọi chú em không sao đâu nơi này đã mở cửa hoạt động nhiều năm cũng chưa từng thấy chi hóa lời nói chưa dứt tiếng bước chân bên ngoài đã dần đi xa phương bình vô lực nổ ngụm nước bọt lữ phượng như đúng là biết nhiều chiêu trò lại bắt cậu đến cái nơi quỷ quái này giờ khắc này phương bình mới có tâm trạng đánh giá bố cục của căn phòng dân phòng không lớn đại khái cũng tầm 50 mươi mét vuông tổng cộng có 6 tấm giường chiếu được đặt song song lúc này trên ba cái giường có người người chết chương 223, đáng buồn thay hai người bị đánh chết lúc đám người phương bình tiến vào cũng ở đây hơn nữa còn nằm ngay bên cạnh phương bình ngoại trừ giường chiếu trong phòng cũng không có cái gì khác chỉ có một cái tivi cho lơ lửng đang chiếu phim kinh dị ngương mặt ba bộ thi thể đều rất dữ tợn cũng không bị che lại mùi màu tanh lan tỏa nồng nặc phương bình liếc sơ qua một cái thấy đôi mắt của ba người chết rõ ràng còn mở to không biết là vốn dĩ như thế hay là do hai người vừa rồi sắp đặt mẹ kiếp nhất định phải như vậy sao phương bình thầm mắng một tiếng trong phòng lúc này chỉ có một cái bóng đèn mờ ảo yếu ớt lập lòe cộng thêm ánh sáng u ám từ màn hình nhưng thật sự phương bình cảm thấy có hơi sợ hãi đánh chết người và canh nhà xác không giống nhau người mang tội giết giết người lúc giết người không sợ nhưng nếu để hắn ta ngồi y mặt với thi thể cả buổi tối có thể khiến hắn sợ mất mật không phải tôi đánh chết mấy người đâu nhé tôi chỉ đến canh trường chút thôi phương bình lẩm bẩm lau bao tự tăng dũng khí cho bản thân lúc này trên tivi bỗng nhiên lại truyền đến tiếng la tham thảo Phương Bình lại mắng, hù ai hả mày, ai sợ mày, đậu danh Cậu vừa nói xong, trên tivi bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt đẫm máu. Phương Bình sẽ hết hồn, thở hát một hơi. Tự mình an ủi mình, đạo sư cũng thật là, không cần thiết phải làm vậy chứ. Bên ngoài, ở một căn phòng khác cách đó mấy chục mét, ba người bọn tiểu triệu đang hút thuốc tán gỗ. Một trong hai người đàn ông trong cửa cười ha ha nói. Vừa nhìn là biết chim non của võ đại, hai người đoán xem thằng đó có thể chịu được bao lâu. Ngửa tiếng, Tao thấy 10 phút là ngất mẹ rồi, có muốn đánh cực một lần không? Trước đó cũng từng có sinh viên võ đại đến luyện gang, kết quả bị dọa sợ té đái. Nói thật nhé, tao chẳng hiểu nổi, vì sao chính phủ lại chống lưng cho đám người võ đại kia như vậy, ném từng đứa từng đứa lên đài, bảo đảm chết nhanh. Tiểu Triệu khẽ lắc đầu nói, đừng xen thường bọn kiên tài, cũng không phải ai cũng sẽ không lên võ đài. Sống qua được 3 trận đầu, bọn chúng sẽ tiến bộ rất nhanh chóng, luyện được dũng khí, có kinh nghiệm rồi những thằng nhãi như tụy nó ra tay con tàn nhẫn hơn đấy. Khí huyết cao, câu pháp mạnh, võ giả xã hội vẫn đúng là không thể bằng bọn họ. Nói vậy cũng đúng, đáng tiếc. Chúng ta không chi đậu võ đại. Người đàn ông lực lưỡng kia thở dài một tiếng, tiếp đó lại cười nói. Những cái đó đều là chuyện sau này, còn thằng nhóc đang được luyện lan chắc sẽ không lợi hại như vậy. Nói về thằng nhóc này đi, nhìn dáng vẻ hẳn là tân sinh viên, hai người đoán xem nó có thể sợ tới mức bỏ chạy không. Không biết, tao có sắp xếp cho nó một trò vui lát nữa nhất định dọa nó sợ té đái. Tiểu triệu khẽ cau mày nói: mày làm gì rồi? Không có gì, chỉ là dùng một chút tiểu xào. Lát nữa mấy bộ thi thể kia bỗng nhiên nhảy lên, tụi bay nói xem nó có thể bị dọa khóc không? Hồ đầu. Trong lúc hai người này đang nói chuyện, Phương Bình đã dần dần lấy lại bình tĩnh. đều là ngươi chết thôi mà, cũng không phải mình đánh chết. Hơn nữa thực lực của mình tiến bộ nhanh chóng, mấy tên này cho dù thực sự đang sống, mình cũng có thể đánh chết được. Phương Bình tự nói cũng không còn sợ như ban đầu nữa. Ánh mắt lướt qua thi thể bên cạnh, Phương Bình còn có tâm tình đánh giá một chút, thầm nói. Rèn luyện xương chi trên. Tay phải thô to. Xương cốt cường trắng. chắc là đã rèn xương xong rồi. Tay trái có vẻ như chưa rèn xương xong. Số lượng xương đã rèn luyện được trong khoảng 35-45 bốt, hẳn là không quá 50 đốt. Người này cũng vậy, cũng rèn luyện xương chi trên. Người này rèn luyện xương chi dưới. Xương cốt đều bị đánh lộ ra ngoài, thực lực của đối thủ coi bộ không tệ có thể bẻ rẽ xương cốt đã qua tôi luyện hẳn là bị đầm chết điểm chí mạng là ít hầu một quyền đánh nát ít hầu phương bình bắt đầu ngồi phân tích ở võ đại cũng có chương trình họp như thế này chủ yếu là cần phân tích điểm mấu chốt vào chiến pháp đối phương nhìn một hồi phương bình hơi nhíu mày nói người này rốt cuộc bị làm sao nhỉ không bị thương ở chỗ hiểm chết như thế nào do dự một chút phương bình thử sờ sạo tìm tòi trên bộ thi thể thứ hai có vẻ còn hoàn hảo cô nánh buồn nôn nói xương ngực bị vỡ có thể là do nội tạng bị xương ngực đâm thủng, mất máu mà chết. Võ giả cấp 1 có không ít chỗ yếu hiểm, đến khi lên cấp 3 rồi, hoàn thành rèn luyện dương sống, chỗ yếu hại mới ít đi. Một quyền đấm trúng xương ngực cũng không có gì đáng ngại, nhớ may mắn, không bị thương nội tạng, vậy còn có thể phản kích. Mới vừa nói xong, bỗng nhiên con mắt Phương Bình giật này một cái, cậu vội vàng lùi về sau. Mấy bộ thi thể bỗng nhiên nhảy bắn lên cao, tim Phương Bình như chậm mất một nhịp, sau đó không hề nghĩ ngợi gì, cậu đột nhiên nhất chân quét ngang qua. Đủ, thi thể lập tức bị đá bay, Phương Bình sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói. Ấu chỉ, mới vừa rồi cậu đúng là sợ hết hồn, nhưng hiện tại không phải cậu hoàn toàn không có khả năng phản tích, cho nên đã cho bản năng mà quét chân qua. Cho đến khi thấy thi thể rơi xuống đất, cậu biết ngay có người muốn đùa dai. Chớ chết tôi, không phải là tôi cố ý đá mấy người đâu, Phương Bình xin lỗi một tiếng, nhạt lại thi thể, cho nằm lại lên giường đàng hoàng, hay, ngõ giả, thực đáng buồn. Phương Bình thở dài một tiếng, cậu không biết những người này là người tốt hay là người xấu, nhưng dù sao bây giờ cũng đã chết rồi. Vậy mà còn bị lợi dụng hết lần này tới lần khác, ngẫm lại, rất đáng buồn. Võ giả trong mắt người thường vô cùng cao cao tại thượng, nhưng chỉ khi gia nhập giới võ đạo mới phát hiện rằng, một khi không có thực lực thì sống chẳng bằng người bình thường. Nếu mình không muốn có một ngày bị như thế này, không muốn xác chết lưu lạc nơi hoang dã, không muốn chết ở địa quật, vậy càng phải nhanh chóng tăng cao thực lực, một mực tránh né là không được một khi địa cuộc xảy ra chuyện, ai cũng chạy không thoát. chờ thêm một chút, chờ mình hoàn thành rèn luyện xương chi dưới, mình sẽ đi nhận một vài nhiệm vụ, không cần phải ngồi đợi nữa. Phương Bình tự nói với mình. lúc này cũng không phải là đánh cược nữa, mà là cân nhắc cho tương lai. ý định muốn luyện can đảm cho Phương Bình của Lữ Phượng Như có vẻ không quá hữu dụng với Phương Bình. Nhưng Phương Bình nhìn thấy những võ giả này chết thê thảm như vậy, may cả chi thể cũng bị đem ra làm công cụ cho người khác luyện can đảm, cậu thấy có chút buồn. mọi người đều là người như nhau cả làm gì có ai cao quý hơn ai. Phương Bình ở nhà xác hơn một giờ, bởi vì có người chết, Phương Bình phải đi ra hỗ trợ nhặt xác, toàn bộ quá trình hoàn toàn không thể hiện chút sợ hãi to lớn gì. Đáng người tiểu triệu nhìn cậu bằng con mắt kỳ quái, biểu hiện của thằng nhãi này rất tốt, chắc từng thấy máu rồi chứ. Thẳng đến giữa trưa, lúc ăn cơm. Triệu tuyết mai rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, cô nôn ra. Mùa trưa. Lưu Phượng Nhung mời ăn trưa, lại là món bò bít tết vừa tái, nôn nôn ra vài lần là quen thôi lưu phượng nhu không để ý lắm bình tĩnh nói ở địa quật không có cách nào nhóm lửa chỉ có thể chọn ăn lương khô hoặc ăn đồ sống đương nhiên nếu như em có nguồn năng lượng khoáng vậy cũng có thể ăn đồ nấu chín nhưng năng lượng khoáng là thứ các em có thể vơ lấy là có hay sao hơn nữa đó là món đồ quý giá nếu dùng để nấu cơm không bằng dùng nó đổi lấy thuốc ăn cơm cũng quá lãng phí rồi sau này cũng sẽ quen thôi nói xong cô nhìn về phía phương bình nói có cảm tưởng gì võ giả không hào ngáng tốt lành như người bình thường Mỹ. cái này thì đúng rồi lõ giả được hưởng thụ nhiều nhưng chết cũng nhanh võ giả chỉ có khí huyết cao hơn một chút mà thôi nhưng cũng chỉ là hiện tại đến sau này thì cũng chưa chắc dạ cân nhắc đến chuyện đánh sinh tử chiến sao lữ phượng như mở miệng nói đánh sinh tử chiến có thể giúp em học hỏi thêm kinh nghiệm ra tay của đối phương trải nghiệm thử cảm khác sống chết trong gang tức đương nhiên không bắt buộc cái này tùy ý em em sẽ suy nghĩ thêm chút nữa đạo sư em muốn đánh triệu tuyết mai đang nôn mửa bỗng nhiên chen vào một câu lưu phượng nhu cao mày nhẹ giọng nói thực lực của em quá yếu chương 224 hệ thống thăng cấp em không yếu Tem đã rèn được 40 đốt xương lúc 169 calo khí huyết đã đột phá lên võ giả đã học chiến pháp tung công cũng đến cảnh giới thực trạng trà cước cũng có chút thành tựu rồi em cảm thấy em không yếu ít nhất em không sợ những người trên lôi đài sinh tử kia bây giờ không vội trước hết thêm có thể tiếp nhận một vài nhiệm vụ hoặc tham gia các trận đấu thắng thua bình thường nếu muốn trải nghiệm lôi đài sinh tử vậy cũng phải đợi em có kinh nghiệm đã hiện tại ten còn quá non tay không khuyến khích tham gia lôi đài sinh tử như phương bình lữ phượng nhu ngược lại bắt triệu tuyết mai phải kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ten có thể đi nhận nhiệm vụ rồi hùng có thể được triệu tuyết mai vô cùng mừng rỡ quên luôn cả cảm giác buồn nôn vừa rồi phương bình kỳ quái nhìn cô ta con nhỏ này làm gì vậy Triệu Tuyết Mai cũng không nhìn cậu, suy nghĩ một chút, cắn răng, bắt đầu ăn bỏ bít tết tái sống, sắc mặt trắng bệch dạ người, ăn được một lát. Sắc mặt Triệu Tuyết Mai lại càng trắng, nói, em đi vào nhà vệ sinh một chút, nói hết, vội vã rời đi. Triệu Tuyết Mai vừa đi, Lữ Phượng Nhu liền nói, đừng nhìn nữa, truy cầu thực lực thôi, cũng bình thường, bố nó trước đây là võ giả cấp 4, tham gia chuyến đi địa quật ở Thiên Nam, chết rồi, trong nhà còn công ty, không phải nhỏ. Hiện tại bố nó chết rồi, ai cũng đang dòng ngó chằm chằm. Không có thực lực, sớm muộn gì cũng gánh không nổi. Bây giờ ở trong võ đại còn tốt, hơn nữa, có đạo sư như tôi. Còn có thể váng ngượng được, nhưng đến khi tốt nghiệp đại học mà còn không thể đạt đến cấp 4, làm sao có thể giữ nổi gia nghiệp? Nếu như mất công ty rồi, cho nó một chút tiền, nó có thể cam tâm sao? Con người có động lực một chút cũng tốt, không như em. Phương Bình Kiều Oan nói, Đạo sư, em cũng có động lực, em muốn trở nên mạnh mẽ muốn có tiền, muốn cho người nhà sống tốt, mấy cái này mà em cũng gọi là động lực à, nhưng mà em rất sợ chết, đây là chuyện tốt, nếu không muốn chết, vậy coi như là có áp lực. Lữ Phượng Ngưu trêu dạo một câu, Phương Bình hơi quê quê, nói như thể cô không sợ chết vậy. Buổi chiều tiếp tục đi xem, lần này không phải nhìn máu tanh, mà là học tập, học sự tàn nhẫn của võ giả xã hội, học cách tạo bất ngờ cho đối thủ, học cách tìm đường sống trong ngõ chết. Hôm nay xem xong, ngày mai các em sẽ tham gia một trận đấu bình thường thử xem thấy sao hả đấu thường có chết người không cô xem may mắn thêm như thế nào thường thì bị thương nhiều hiếm khi có người chết không phải lôi đài sinh tử không nhất định phải có người chết tên vậy em thử xem phương bình thở ra một hơi không thể một mực tránh chiến được đấu thường dù sao cũng có tính an toàn cao nếu ngay cả cái này cũng không dám đánh vậy cũng phí công nguyện võ rồi xế chiều hôm đó phương bình và triệu tuyết mai đến nghiêm túc xem các trận đấu chú ý các chi tiết chiêu thức ra tay phương bình phát hiện những người tham gia lôi đài sinh tử này có thể khí huyết không cao, số lượng xương cốt rèn được cũng không nhiều, nhưng thực lực không kém. Rất nhiều lúc, rõ ràng đã bị đánh đến máu thịt bé bét, nhưng vẫn có khả năng phản kích từ trong đường chết. Không giống như những người phương bình từng giao thủ, những võ giả này có vẻ nhiều quyết tâm hơn. Nhờ thế phương bình mới biết, võ giả xã hội cũng có chỗ không giống nhau. Như đàm chấn bình là võ giả thuần túy về khí huyết, nhưng cũng có võ giả muốn đột phá tới cảnh giới cao hơn, muốn bước lên con đường võ đạo cao hơn. Bọn họ không có tài nguyên như võ đại, cũng không được chính phủ bồi dưỡng, cũng không có bản lĩnh mở công ty kiếm tiền, cho nên bọn họ mới muốn đến sàn đấu ngầm, tham gia một trận lôi đài sinh tử, võ giả cấp 1 cũng có thể ôm được cục tiền lên đến 200 ngàn. Còn về việc đánh cược là hoàn toàn do mình, muốn cược bao nhiêu thì cược, còn chuyện đánh giả, chỉ cần không sợ chết có thể thử, ở nơi này, nếu mua đối thủ thắng, kết cục có thể sẽ là chính mình bị người ta đánh chết, cho nên bình thường khi tham gia lôi đài, đều sẽ cược cho mình chết rồi thì thôi, còn thắng sẽ kiếm được bộ tiền, một vòng chi đấu kiếm được 500 nghìn 600 000 là chuyện bình thường, có thể cho lão Vương tham gia. Chết rồi thì thôi, còn thắng là giàu to đó, Phương Bình lẩm bẩm một câu, ngược lại cảm giác ông nội kia mới là người bật, cũng không biết. Người nào đó cũng không phải chưa từng đánh lôi đài như vậy, đương nhiên, kết quả là đánh mấy trận, phía bên Nam Giang nhân lực ít, lại mất đi vài người. Đã trực tiếp từ chối không tiếp ai đó luôn rồi. Không như mà đồ võ giả nhiều chết bớt cũng không đáng kể ở nam giang nếu một võ giả cấp 3 chết sẽ gây ra náo động không nhỏ nay cuối cùng của tháng 10, ba người phương bình lại lần nữa đến đại viện hôm qua lần này công chủ đi ra đón tiếp rất nồng nhiệt lữ phượng nu dứt khoát nói sắp xếp cho cậu ta một trận đấu thường với võ giả đỉnh cấp 1. thực lực của người này đã rèn luyện được 40 đốt xương người đàn ông hơi nhíu mày nói trên lệch hơi lớn có nguy hiểm nếu chết ở đây thì đáng đời nó lắm được được chờ chút tôi lập tức đi sắp xếp. Người đàn ông đáp lại một tiếng, nhìn Phương Bình nói. Thường thì chi đấu thường cũng rất an toàn, bình thường cũng sẽ không ai có ý định muốn đánh chết người. Nếu có thể nương tay, cũng hy vọng cậu có thể nương tay. Mọi người không tham gia lôi đài sinh tử, mà tham gia chi đấu thường, chính là vì không hy vọng có người chết. Phương Bình khẽ vật đầu, Lữ Phượng như lại, nói. Đừng nghe hắn nói. Có thể không đánh chết là tốt nhất, nhưng đừng nghĩ đến chuyện nương tay. Nếu không, có chết rồi cũng đừng trách người khác. Phương Bình lại ngợt đầu, sau đó cười hỏi. Ông chủ này, tiền thường tính thế nào đây? 50.000 một trận, ít vậy thôi á. À? Đúng, nhưng cậu có thể đặt cược cho cậu thắng. Cậu chỉ mới rèn 40 đốt xương, đối phương là đỉnh cấp 1, ít nhất cũng một ăn ba đó. Vậy tôi cược một triệu cũng được à? Được chứ, ông chủ chẳng cảm thấy chút áp lực nào. Một triệu tính là gì? Gen thu vé vào cửa một ngày ở nơi này đâu phải chỉ có nhiêu đó. Đối với võ giả mà nói, một triệu tính là gì chuyện phương bình lấy đâu ra tự tin nói như vậy học sinh võ đại tự tin là chuyện thường nhưng nếu thật sự lên đài vậy thì chưa chắc nửa tiếng sau phương bình được đưa đến một sân đấu khác không phải là võ đài ngày hôm qua nữa trước khi lên đài lữ phượng Ngư suy nghĩ một chút nói đấu thường thế này thì có thể chịu thua còn lôi đài sinh tử chịu thua cũng vô dụng trừ khi đối phương không muốn đánh chết em đây chính là khác biệt hiểu chưa dạ tôi cực em 5 triệu nếu thua em phải bồi thường cho tôi khóe miệng phương bình co giật dựa vào cái gì chứ triệu tuyết mai cẩn thận nói tôi cũng cực cậu một triệu mặt phương bình đen như đít nồi mình cũng vừa mới cực bản thân mình một triệu tâm tư kiếm tiền của hai người cũng quá lớn đi thường thì đặt cược sân đấu thường có xác suất rủi ro hơi lớn bởi vì không phải là lôi đài sinh tử không cần phải hoặc chết hoặc sống mà là có một bên chịu thua là chuyện thường nên không thể đoán trước thắng thua cho nên cực những ván như thế này lại càng rủi ro hơn tiếp sau đây xin mời hai vị võ giả bước lên đài võ giả đỉnh cấp một hắc viện trên võ đài Người chủ trì lớn tiếng hô hoán một câu một người đàn ông trung niên ra rẻ ngăm đen nhanh chóng lên võ đài võ giả cấp một trung kỳ đao vương ha ha triệu tuyết mai ngồi dưới đài lập tức cười bỏ cảm giác cạn lời đao vương lữ phượng như cười nhạt nói dùng manh khóe đây mà đao vương không cầm đao lẽ nào lại gọi là đao vương nhưng mà cũng có thể dùng được có vài người rất ngu thực sự sẽ tin tưởng vào danh hiệu không thể nào có đấy, cho nên, sau này gặp phải kẻ địch, đừng rảnh rỗi nhớ tới địa hiệu của hắn làm gì. La Nhất Xuyên dùng thương rất lợi hại, nhưng không có nghĩa là ông ấy không biết dùng binh khí khác. Đường sư tử quyền cước lợi hại, cũng không có nghĩa là ông ấy không biết dùng binh khí, chỉ là chuyên luyện công thôi. Nếu thật sự cho rằng La Nhất Xuyên không dùng thương thì muốn làm gì ông ta cũng được. Vậy đối phương có chết cũng sẽ không biết mình chết như thế nào đâu. chương 225, hệ thống thăng cấp 2, hoặc hỏi một chút đi. Thằng nhóc này tuy rất sợ chết, nhưng đầu óc linh hoạt, không ngốc đầu. đến lúc thật sự phải liều mạng, nó cũng không hồ đồ. nó có thể đè đầu cưỡi của người khác được, nhưng người khác muốn làm gì nó, chính là đòi mạng nó đấy. triệu tuyết mai đam chiêu, ngật gật đầu trên võ đài, phương bình hiền lành cười nói, chú ơi, lần đầu con lên võ đài, chúng ta bàn luận một chút thôi nhé. nếu lát nữa con chịu thua, con sẽ hô con chịu thua. chú nhớ dơ cao đánh khẽ. người đàn ông trung nên tên hắc diện cao mày lạnh nhạt nói, còn tùy, chú a chỉ là đấu thường thôi mà. Con thấy, bắt đầu, cậu còn chưa dứt lời, trọng tài đã la lớn một tiếng, không cho cậu cơ hội nói nhảm. Mặc dù ngoài miệng Phương Bình đang nói linh tinh, nhưng nghe tiếng bắt đầu vang lên, cậu đã lập tức bật người lên, trực tiếp tung cước vào người đàn ông trung niên tên Hắc Diện. Lần này, cũng không phải là đá một cước, cơ thể Phương Bình bay lên cao, chân trái dân phải tung ra lên hoàn cước. Hắc Diện giơ tay đón đỡ, nhưng thân thể vẫn bị đá đến mức không ngừng lùi lại. Ngày kiếp, phản kích đi dưới đài có tiếng người hô lớn chẳng ai ngờ rằng mới vừa bắt đầu hắc diện lại phải ở thế phòng thủ bị thằng danh con kia đá đến mức liên tục lùi lại một người là võ giả đỉnh cấp một một người là võ giả cấp một trung kỳ thực lực hai người trên lệch như vậy không ít người cảm thấy hắc diện vừa lên đài là đã có thể đánh cho thằng nhóc mang biệt hiệu đao vương này phải quỳ xuống đất xin hà mới đúng nhưng mà mọi chuyện lại không diễn ra theo như mọi người mong muốn phương bình đã liên tục đá đối phương người mấy cước liền ngay khi thân thể vừa rơi xuống đất Phương Bình cũng không lùi, mà lại tiến tới. Mài miệng hô to xem cước ta lầy. Nhưng thực chất lại là song quyền đánh tới. Cậu vung nắm đấm thẳng vào đầu đối phương, hắc diện thở hổn hển, vội vàng giơ tay đón đỡ. Phương Bình nện một quyền xuống, đánh cho đối phương lùi lại hai bước, sau đó kéo dài khoảng cách, lại tiếp tục giơ chân lên đá. Tiếng va chạm ầm ầm không ngừng vang lên, ngay lúc hắc diện vừa đón đỡ, vừa ấp hủ mong muốn phản kích, Phương Bình bỗng nhiên không còn đơn thuần là đá đạp nữa, mà chân phải thẳng tắp mũi chân lướt nhanh trong không khí tông một tiếng đạp vào vai hắc diện ba à, một bên vai của hắc diện bỗng nhiên bị đá lõm xuống sắc mặt hắc diện thay đổi vài lần bỗng nhiên cắn giang nói ta chịu thua chấp nhận phương bình lập tức thu chân lùi lại mấy bước cười ha hả nói chú ơi cảm ơn đã nhường nhé ồ ừ, người đàn ông trung niên rên nhẹ một tiếng đỡ vai trái trực tiếp bước khỏi võ đài ông ta không hề nghĩ tới đối phương sẽ nhanh chóng đá ông ấy bị thương nhanh như vậy ông đã rèn xong xương chi trên xương cốt cũng không phải dễ bị thương như vậy đối phương có thể làm tổn thương đến xương của ông có nghĩa là khí huyết không yếu hơn ông lực bộc phát thậm chí còn mạnh hơn ông nếu không rất khó đột phá được hàng phòng ngự của ông nhìn thấy đối phương còn trẻ như vậy không cần đoán cũng biết tám chín phần 10 là từ võ đạn đánh đến cùng có khi thua thật cũng không phải lôi đài sinh tử đánh tiếp nữa chưa chắc đủ tiền để trị thương Giới đài không ít người chửi ấm lên lưu phượng nhu lại cao mày nói không có tác dụng gì thực lực phương bình mạnh hơn so với đối phương nhiều bất kể là chiến pháp thung công hay khí huyết đều hơn đối phương điều duy nhất thua kém chính là tiến độ tôi cốt thôi bị phương bình đoạt mất quyền tấn công đối phương căn bản chưa kịp đánh trả hai bên giao thủ còn chưa tới một phút phương bình đã thắng rồi đối chiến như vậy không có tác dụng lớn gì đối với phương bình đáng tiếc thằng nhóc này sợ chết nếu không có thể thử lôi đài sinh tử nhưng bây giờ cũng không vội, còn chưa đến đỉnh cấp 1, tạm thời vẫn tập trung tôi cốt." Lữ Phượng Nưu khẽ lắc đầu, triệu Tuyết mai lại vô cùng ước ao nói: thực lực Phương Bình mạnh hơn em nhiều, khí huyết của cậu ấy, khí huyết của cậu ấy chắc cũng phải tầm 300 lo hả cô. Không biết, có thể vậy." Lữ Phượng Nưu cũng chưa từng hỏi Phương Bình, nhưng Phương Bình đã ba lần tôi cốt, lúc này nếu khí huyết không được 300 calo thì chắc cũng 280 calo rồi. Phương Bình cũng cảm thấy đấu thương cũng khá đơn giản, nhưng cũng vẫn cực kỳ mừng rỡ quan trọng không phải thắng, mà quan trọng là thắng tiền. Lần này thắng tiền tương đối nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên cậu ra tay, xí nhà cái cũng không màu ra thực lực của cậu, cho nên cực một an ba, rất đúng quy củ. Sẽ có lần sau, nhưng không thể ăn với tỷ đệ ngon lành này rồi. Phương Bình cược bản thân mình một triệu, tả vốn lẫn lời nhận được 3 triệu, hơn nữa, đánh một trận được 50 ngàn. Chỉ trong một phút, cậu kiếm lời được 2 triệu 50 ngàn. Mà giờ khác này, điểm tài phú của Phương Bình cũng lần đầu tiên cán mốc 10 triệu tối hôm qua cậu tu luyện như bình thường, dùng gần 50 000 điểm tài phú. Trước đó điểm tài phú đã ở mức gần 8 triệu, bây giờ thêm 2 triệu hơn vào, lập tức cán mốc 10 triệu. Sau khi điểm tài phú đạt đến mốc 10 triệu, Phương Bình phát hiện hệ thống lại được nâng cấp rồi. Giống như lần trước, hệ thống bỗng nhiên đen thi một hồi, sau đó mới xuất hiện số liệu mới. Tài phú, 10 triệu 010 000 khí huyết, 267 calo 289 calo, tinh thần, 241 HZ 249 HZ tôi cốt. 40 đốt 90%, 166 đốt 30%, có thêm một hạng mục tiến độ tôi cốt, ánh mắt Phương Bình khẽ chuyển động, chẳng lẽ nói. Có thể trực tiếp rèn xương trang, nếu không, cậu cũng không phải không biết số lượng xương cốt đã rèn luyện của mình. Thử lầm nhầm tăng cường tiến độ tôi cốt thử, rất nhanh, ánh mắt Phương Bình thay đổi. Lúc này, số liệu tôi cốt đã thay đổi. Tôi cốt, 40 đốt tiến độ 90%, 1 đốt 31%. 165 đốt 30%. Thật có thể kìa, Phương Bình mừng như điên, chẳng lẽ nói. Mình trực tiếp có thể hoàn thành tiến độ tôi cốt thật rồi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Phương Bình lại thay đổi. Điểm tài phú đã bị trừ đi 10.000. Tiến độ tăng lên được 1%, thì điểm tài phú bị giảm xuống 10.000. Cũng có nghĩa là, để tôi luyện một đốt xương đó đến 90%. Cần phải tốn 6 triệu điểm tài phú. một Lúc này cậu còn cách đỉnh cấp một khoảng 22 đốt xương chưa được luyện đến 90%. Nói cách khác, cần ít nhất khoảng 13 triệu 200 ngàn điểm tài phú mới đủ. Nếu như cậu tự thân tu luyện, dùng khí huyết nuôi dưỡng, thì không cần tốn nhiều như vậy, cùng lắm là khoảng một nửa số tiền tài trên, tầm 6 triệu điểm tài phú. Nghĩa là, mình có thể, nhưng càng phải cần nhiều điểm tài phú hơn sao. Phương Bình thật muốn phỉ báng hệ thống, dù hiện tại cậu có 10 triệu điểm tài phú, nhưng đó là cả một thời gian dài tích lũy tiền tài của cậu. Kết quả, còn không đủ để đạt đến đỉnh cấp 1. Vậy thì, nếu có thể tự mình tu luyện vậy thì cứ tự mình tu luyện đi cần tiết kiệm điểm tài phú nhưng mà đến lúc cần thiết đúng là có thể trực tiếp tăng lên suy nghĩ một chút phương bình bỏ luôn ý nghĩ trực tiếp tăng lên ít nhất thì hiện tại không được tiến độ tôi cốt của cậu vốn rất nhanh nếu còn nhanh hơn nữa lữ phượng như thật muốn vất kiệt khả năng của cậu rồi rõ là buộc mình phải kiếm tiền kiếm thật nhiều tiền a à? phương bình thở dài hệ thống trong thoải mái nhưng mà điểm tài phú khó kiếm xài lại càng lúc càng nhanh hơn nữa chưa chắc là không có hạn chế, giống như lần tăng khí huyết trước đó, ban đầu trực tiếp tăng khí huyết lên, nhưng sau đó cũng phải nuôi dưỡng xương cốt và cường hóa thân thể, bây giờ xương cốt cũng vậy, trực tiếp tăng lên. Sợ là sẽ có liên quan đến sức chịu đựng của cơ thể, ít nhất thì độ dẻo dai của cơ thể cần phải theo kịp, không cần đầu óc cũng có thể đoán được, hệ thống không tốt lành như vậy, làm gì có chuyện trực tiếp có thể giúp mình tăng lên đỉnh cấp 3. Phương Bình oán thầm một trận, cậu cảm giác suy nghĩ của mình không sai, nếu không Cậu chỉ cần tăng tiến độ tôi cốt các xương tứ chi và xương sống lên 90%, chẳng phải đồng nghĩa với việc trở thành võ giả đỉnh cấp 3 rồi sao? Khả năng lớn hơn chính là còn có những hạn chế ở các mặt khác. Bây giờ không cần thử, qua thêm một thời gian lại nói. Mặt khác. Có thể tăng lên được 100% không? Trong lòng nghĩ những điều này, Phương Bình đã thấy hai người Lữ Phượng nhu. cậu vừa xuống khỏi võ đài đã đi thẳng đến nơi lấy tiền, đúng là đã quên chào hỏi đạo sư của mình. Một chỗ 30% 90% này giải thích cho các bạn một chút, Phương Bình đã tôi cốt 3 lần, nên tiến độ tôi cốt của tất cả các đốt xương là 30%, võ giả cấp 1 và 2 chỉ có thể tôi cốt các chi lên mức tối đa là 90%, sau khi lên cấp 3 mới tiếp tục tôi cốt thêm 10% cuối cùng cho toàn thân. Chương 226, thu phí bảo hộ, ra khỏi võ đài ngầm, thầy Phương Bình muốn nói lại thôi, Lưu Phượng Như vẫn đang lái xe, trực tiếp nói. Chuyện cô đặt cược không liên quan gì tới em. Đừng có sở ý đồ với đạo sư của em cuộc sống đạo sư cũng không dễ dàng gì. Phương Bình Ngượng cười nói, sao có thể chứ, tôi thấy em chính là có ý này, thật sự không có mà. Phương Bình vội vàng phủ nhận, nhưng đầu về hướng triệu tuyết mai nói. Này sư muội, bây giờ ở đại học ít dùng đến tiền, nếu không để anh giữ giúp em. Sắc mặt triệu tuyết mai lại thay đổi, nửa ngày mới ra sức lắc đầu nói. Không cần, cảm ơn, mai ra. Cậu có thể đừng gọi tôi là sư muội được không? Triệu tuyết mai có chút không quen, trước kia phương bình cũng không có nhiệt tình như vậy lữ phượng nhu châu dạng nói phương bình nếu không thì em theo đuổi tuyết mai đi theo đuổi được không phải tiền của em ấy cũng là của em sao cô triệu tuyết mai cho dù tính cách có giống nữ hán tử đi nữa thì lúc này cũng có chút xấu hổ phương bình cười ha hà nói Tên tạm thời chưa có tâm tư này đợi khi nào nghĩ về một nửa còn lạn, em có thể sẽ cân nhắc đề nghị này của đạo sư phương bình triệu tuyết mai trừng mắt nhìn cậu phương bình cười một cái không buồn nữa đổi đề tài khác nói. Đạo sư, bây giờ về trường sao? Ồ, các anh còn là tân sinh viên, ra ngoài va chạm xã hội nên không nhất thiết phải ở bên ngoài lâu. Phương Bình bọn họ lúc này ở trường học học tập càng tốt hơn một chút. Lần này cũng là vì nội dung huấn luyện của lớp huấn luyện đặc biệt sẽ được tăng cường, nên Lữ Phượng Ngưu mới cố gắng làm trách nhiệm của một đạo sư, đem hai người ra ngoài va chạm xã hội. Lần sau nếu em muốn tới chỗ này thì trực tiếp tới là được, có điều ở đây cũng vừa mới bắt đầu rèn luyện nên tới đó có thể thích ứng thêm đạt đến cấp 2. Cấp 3 thì không cần thiết tới đó nữa. Quyết đấu sinh tử với võ giả mà nói chỉ đơn thuần là vì tiền mà chém giết, nhưng không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta. Bất luận là kinh doanh hay là tham chính, nhập ngũ thì mục đích cuối cùng của võ giả đều là trở nên mạnh hơn. Đi càng xa, quét sạch tai họa ngầm địa quật, Phương Bình gật đầu, biểu thị đã hiểu. lữ Phương Ngưu không nhiều lời nữa lái xe về trường học. Cổng trường, Phương Bình xuống xe trước. Bên ngoài trường học Ma Võ, một tòa nhà thương mại lâu năm, Phương Bình dạo bước vào đại sảnh, phía xa chính là công ty Vĩ Phương ở tầng 6 của tòa nhà, đã được thêm một nửa tầng lầu làm văn phòng, từ lúc thuê được văn phòng, tìm được Lý Thừa Trạch, Phương Bình hầu như không tới nữa, trước trước sau sao. Tính luôn lần trước tăng thêm 8 triệu, Phương Bình đã đầu tư gần chục triệu rồi, mặc dù cảm thấy Lý Thừa Trạch không dám phản bội, nhưng không quan tâm. Không hỏi han trong thời gian dài cũng không phải là chuyện tốt, đây là giật dây cho cấp dưới phải bội bạn, vào thang máy rất nhanh đã đến tầng 6, ra khỏi thang máy bên trái chính là công ty viễn phương bên phải là một công ty cho vay nhỏ viễn phương bên này tương đối yên tĩnh bên phải chính là ồn ào náo động viễn phương bên này cũng không có phòng chờ cho khách một mặt là hiện tại công ty còn nhỏ mặt khác cũng là vì tiết kiệm chi tiêu viễn phương tạm thời không có quá nhiều nghiệp vụ cần người tới xử lý phương đình đi đến cũng không gõ cửa mà trực tiếp vào phòng làm việc cậu vừa bước vào thì chỉ có một nhân viên thấy cậu vội vàng hỏi xin chào ngài tìm ai giám đốc lý thừa trạch có ở đây không dạ có đang ở bên trong văn phòng. Cảm ơn. Phương Bình nói xong tiếng cảm ơn liền trực tiếp đi vào bên trong, cũng không có người ngăn cản. Quản lý công ty tương đối hời hợt, Phương Bình khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường. Hiện tại công ty, nhân viên tổng cộng cũng không có bao nhiêu, nhân viên chuyển phát nhanh không ở bên này. Bên này đều là phụ trách hoạt động trang mạng với nhân viên phát triển nghiệp vụ. Phương Bình nhìn thoáng qua cũng chỉ có khoảng 30 người. Công ty nhỏ như vậy lại thành lập cũng chưa được lâu, quản lý có chút lòng lào có thể hiểu. Trương Tông, tôi nói rồi, Công ty không phải của tôi, tông chủ của chúng tôi là một người khác. Tôi biết gia nhập liên minh đối với chúng tôi là có lợi, nhưng tôi chỉ là một nhân viên làm công, không cách nào thay ông chủ quyết định. Huống hồ điều kiện của ngài cũng quá hà khắc rồi. Tôi sẽ thay mặt ngài truyền lời cho ông chủ. Ngài yên tâm. Cọc, cọc, cọc. Được, vậy tôi cúp máy trước. Tôi bên này còn có chút việc phải xử lý. Đợi khi nào ông chủ có thông báo, tôi sẽ gọi điện thoại lại cho ngài. Mời vào. Lý thừa trạch cúp điện thoại, lên tiếng. Đợi Phương Bình đẩy cửa đi vào, Lý Thừa Trạch có chút kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, nói Phương tiên sinh, sao mày lại tới đây? Đúng lúc ra ngoài làm chút chuyện, tiện đường tới. Phương Bình cười một tiếng nhìn chung quanh, phòng làm việc của Lý Thừa Trạch không lớn, cũng rất sơ sài so với khách sạn ma võ bên kia còn kém xa. Cũng không nhiều lời, Phương Bình trực tiếp nói Vừa mới có người muốn chúng ta gia nhập liên minh, xem như là đại lý. Lý Thừa Trạch giải thích nói Từ khi ngài chuyên thêm 8 triệu, ngoại trừ mở rộng nghiệp vụ giao thức ăn bên ngoài. Các điểm phân phối cũng tăng thêm không ít. Hiện tại, ở thành đại học đã có 20 điểm phân phối. Ở thành đại học có thể có khoảng 40-50 điểm phân phối thì có thể bao trùm toàn bộ khu vực thành đại học. Hiện nay có mấy công ty triển phát cỡ chung, bọn họ ở thành đại học không có quá nhiều nghiệp vụ, nên hy vọng chúng ta có thể đại diện nghiệp vụ cho bọn họ ở thành đại học. Nói xong, Lý Thừa Trạch có chút do so dự nói. Phương Tiên Sinh, thật ra tôi cảm thấy làm đại diện cũng không hẳn là không thể chúng ta có thể dùng danh tiếng của bọn họ tiếp nhận nghiệp vụ đương nhiên điều này không phải là quan trọng nhất chủ yếu là lợi dụng mối quan hệ và thương hiệu của bọn họ con đường thương hiệu chúng ta bây giờ chỉ giới hạn ở thành đại học ở các nơi khác trên toàn quốc không có điểm phân phối nhà kho trung tâm trạng vận chuyển hàng hóa ngay cả xe vận tải cũng không có như thế nếu chúng ta không trở thành đại lý cho một công ty chuyển phát ở khu vực khác thì chúng ta căn bản không có cách nào tiếp tục phát triển chỉ có thể chờ đợi chính chúng ta mở rộng chuyển phát nhanh với giao thức ăn nhanh không giống nhau Điều kiện chuyển phát nhanh bắt nguồn từ khắp cả nơi trên toàn quốc mà đồ ăn thì bắt nguồn từ trong khu vực quanh địa phương. Vì vậy dịch vụ đồ ăn có thể từng bước mở rộng, chuyển phát nhanh thì không được. Đồ ăn thật ra mà nói là con đường đơn giản hơn nhiều, cũng có thể chưa ra làm. Nhưng chuyển phát nhanh thật sự không được, ngài không có đường dây cả nước, trừ khi là người địa phương thành đại học gửi đồ cho người địa phương. Bằng không, ngài căn bản không có cách nào nhận công việc này, cùng nhiều chi nhánh trong thành phố, mà bây giờ còn chưa được liên kết với nhau và cũng không phải được ưa chuộng cho lắm công ty chuyển phát nhanh bây giờ hầu như đều là theo hình thức 2C. Một, Phương Bình trầm ngâm trong chốc lát nói. Lấy danh nghĩa viễn phương của chúng ta đại diện cho nghiệp vụ của bọn họ thì như thế nào? Trước hết để viễn phương giao hàng trong khu vực, chủ yếu giao hàng khi mua sắm. Hiện nay, điều kiện chuyển phát nhanh như dạng hàng hóa của bọn họ tương đối ít. Hơn nữa, kênh mua sắm mặc dù không lớn nhưng giao hàng sẽ có nhiều vấn đề, chủ yếu là là nhiều khách hàng, lợi nhuận cũng không so được với đơn hàng chuyển phát lớn nếu như chúng ta lấy danh nghĩa viễn phương làm đại lý lớn cho kênh mua sắm có lẽ sẽ có thể nắm quyền đại diện cho nhiều công ty chuyển phát nhanh khác lý thừa trạch lập tức nói ý của ngài là chúng ta bây giờ phải đại diện cho kênh mua sắm chuyển phát nhanh ở khu vực thành đại học sao đúng có được không lý thừa trạch suy nghĩ trong chốc lát có chút ngập ngừng nói nhưng bây giờ những công ty chuyển phát nhanh khác ở thành đại học cũng không phải không có nhà đại diện một hai c mô hình kinh doanh giữa cá thể với cá thể trong đó cả người mua và người bán sản phẩm hay dịch vụ đều là cá nhân không phải doanh nghiệp. Chương 227, thu phí bảo hộ 2, giá cả của chúng ta đưa ra hợp lý hơn, phục vụ chuyên nghiệp hơn các công ty khác. Hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu trong xã hội bây giờ chính là phục vụ, chất lượng phục vụ kém, những cái khác cho dù làm tốt đi nữa. Danh tiếng không đi lên nổi thì cũng vô ích thôi. Lĩnh vực chuyển phát nhanh hiện nay tôi cũng hiểu rõ vài phần, thần lớn đều là gia nhập liên minh kinh doanh những liên minh chuyển phát nhanh này nói khó nghe một chút ai thèm quan tâm công ty bạn phục vụ tốt hay không tốt miễn là giao hàng tới phục vụ gì đấy thì khỏi bàn gia nhập liên minh a nếu như danh tiếng công ty bị bêu xấu vậy tôi lại đổi sang liên minh cũng vậy cũng vẫn làm chuyển phát nhanh ai biết công ty tôi đã từng bị bêu xấu chúng ta không giống như vậy chúng ta cần phải giữ vững thương hiệu của chính mình chắc chắn sẽ không lừa gạt khách hàng cho qua chuyện đây cũng là ưu điểm của chúng ta đồng thời cũng là khuyết điểm lý thừa trạch nhắc nhở liên minh chuyển phát nhanh sở dĩ muốn người khác gia nhập liên minh phí gia nhập liên minh chỉ là chuyện nhỏ cái bọn họ muốn là mở rộng quy mô cùng với sức ảnh hưởng của bọn họ chúng ta dùng chính thương hiệu của mình mở rộng thị trường mọi người chắc chắn không thể không nghĩ đến điểm này thử một chút xem công ty chuyển phát nhanh cũng không phải chỉ có một cái tôi không tin mỗi công ty nhất định phải dùng thương hiệu của liên minh bọn họ mới được nếu như thực sự không được chúng ta cũng trả phí đại diện và phí gia nhập liên minh nhưng không dùng thương hiệu của bọn họ tôi nghĩ nhất định có người sẽ đồng ý phương bình khẳng định nói một câu lý thừa trạch gật đầu đành nói công ty lớn chưa chắc có thể những công ty vừa hoặc nhỏ có lẽ sẽ đồng ý nhưng cứ như vậy chúng ta trước đó cho dù nhận nghiệp vụ chỉ sợ cũng sẽ không có lợi nhuận gì điều này không quan trọng chỉ cần thương hiệu nổi tiếng là có thể kiếm ra tiền rồi nói xong phương bình lại nói niệm đồ ăn hiện nay làm thế nào rồi cũng không tệ có điều đã có người bắt đầu ăn theo rồi bọn họ phất lên nhanh như gió sắc mặt lý thừa trạch có hơi khó coi nói thực ra ăn theo không khó, chi phí ban đầu cũng không quá cao, hiện nay ở phía đông thành đại học đã có trường học xuất hiện những trang mạng đồ ăn rồi. Tuyên truyền, phát triển, phục vụ, chuyên nghiệp, Vương Bình nói mấy chữ này, lại nhắc nhiều nói. Chúng ta trước tiên tập trung vào dịch vụ phục vụ, cho người ta ấn tượng về sự chuyên nghiệp của chúng ta, đồng phục phải mới, phải thống nhất, đừng ăn mặc bừa bãi, làm vậy sẽ khiến người vừa nhìn vào liền cảm thấy không đáng tin. Tiêu chí của Viễn Phương phải rõ ràng, hiệu suất cũng phải nhanh, trích phần trăm cho nhân viên giao hàng cao hơn một chút so với những công ty khác. Ngoài ra, trang mạng cần phải đơn giản hóa một chút, nhìn mới dễ hiểu. Tôi đã xem qua trang mạng gọi đồ ăn của chúng ta. Còn tương đối phức tạp, các loại thức ăn cần phải được phân loại, chia theo từng khu vực, còn phải nhanh và tiện lợi nữa. Của một, thanh toán, phương thức thanh toán phải đa dạng, cố gắng hết sức hỗ trợ tất cả các phương thức thanh toán hiện nay. Còn nữa, hiện tại đã bắt đầu di động hóa rồi. Có thể bắt đầu chuẩn bị thiết kế trên điện thoại di động được rồi di động hóa đơn giản mà nói chính là thời đại sử dụng điện thoại hiện tại thứ mà mọi người luôn mang theo bên mình không là gì khác chính là điện thoại nước ngoài đã bước vào thời đại 3 giờ bắt đầu công nghệ 20 rồi chúng ta bên này cũng sắp rồi một khi máy tính cá nhân máy tính sách tay được thay thế bởi điện thoại di động vậy nhập vụ đi liền với di động mới chính là xu hướng chính chúng ta bây giờ còn có thời gian chuẩn bị soát gối 3 giờ vừa mới xuất hiện chưa lâu chúng ta cần chuẩn bị tốt để đón nhận thay đổi bất cứ lúc nào Đừng để lỡ thời gian, ngay khi thị trường chuyển đổi sang điện thoại, phải triển khai nghiệp vụ liền. Những gì tôi nói không giới hạn về nghiệp vụ đồ ăn, bao gồm cả chuyển phát nhanh nữa, hiểu ý của tôi không? Bây giờ phục vụ chuyển phát nhanh cũng rất phiền phức. Sau này, khách hàng vừa đặt đồ ăn qua điện thoại chúng ta liền giao hàng đến cửa, tạo điểm ấn tượng về tốc độ giao hàng của chúng ta, đi trước người khác một bước, dần dần, công ty mình cũng sẽ có tên tuổi." Phương Bình nói xong, tiếp tục nói: "Tôi không nghĩ nhanh chóng có thể kiếm được tiền trong thời gian này." thời gian trước mắt chính là dùng để chuẩn bị cùng với sắp xếp đợi công nghệ 3 giờ trở nên phổ biến chúng ta đã có sự chuẩn bị đi trước mọi người một bước đến lúc đó không sợ không kiếm được tiền lý thừa trách nghe một hồi nhị không được hỏi phương tiên sinh những điều này đều là tự ngài nghĩ đến sao phương bình mới là sinh viên năm nhất đại học mà thôi kết quả cảm giác hình như cậu còn thông thạo nghiệp vụ kinh doanh hơn anh ta đối với một vài thứ cũng nắm rõ như trong lòng bàn tay có triển vọng cao đương nhiên cũng rất dũng cả lúc này 3 giờ chỉ mới bắt đầu ở nước ngoài. 3 giờ trong nước đúng chuẩn cũng mới được thông qua. Còn chưa chính thức bắt đầu sử dụng, Phương Bình cười nói. Lúc rảnh rỗi thích xem tin tức, mau mẫn suy nghĩ một chút. Nếu phát triển dần dần từng bước, chúng ta theo không kịp đâu. Bây giờ muốn làm tốt, chỉ có thể tìm đường đi mới. Nếu thành công thì tốt, không thành công cũng không đáng tiếc. Lý thừa trạch vẫn vô cùng bội phục, qua một lúc, lại có vẻ hơi do dự nói. Phương tiên sinh, công ty bây giờ, hết tiền rồi, không phải, lần trước ngài gửi qua 8 triệu còn chưa dùng hết nhanh như vậy. Lý Thừa chặt lắc đầu, tiếp đó giải thích. Bởi vì ngài vẫn một mực không ra mặt, đều là tôi phụ trách. Trước kia tuyên truyền công ty chúng ta là do võ giả kiêm sinh viên của ma võ mở ra, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi, cũng không có động thái gì. Như ngài chưa bao giờ ra mặt, bên công ty chúng ta ở đây cũng không ngừng mở rộng, hiện tại công ty có chút đứng không vững rồi. Thành đại học bên này còn có không ít những điểm kinh doanh của công ty truyền phát nhanh khác, bao gồm một vài tiện thức ăn nhanh gần thành đại học bọn họ làm loạn sao cũng không tính là làm loạn chỉ là ra oai với cảnh cáo cảnh cáo vâng gần đây đã có người bắt đầu hành động có một vài trường học bây giờ không cho chúng ta lên lầu trước đó đều có thể ngươi của chúng ta cũng rất tuân thủ quy tắc nhưng bây giờ chính là không cho vào mà những trường học không cho vào đều là những nơi các công ty khác đã triển khai nghiệp vụ tôi đoán có lẽ là do bọn họ rửa trò phương bình trầm ngâm chốc lát mở miệng nói trước tiên dùng phương thức văn minh giải quyết, có thể làm được thì tạo mối quan hệ, nếu không được, anh họ điện lại cho tôi. Đến lúc đó tôi xem tình huống xử lý, được, Phương Bình dặn dò vài câu, cũng không ở lại mà nhanh chóng rời khỏi công ty, nhìn thấy điểm tài phú của mình nhanh chóng tột xuống dưới 10 triệu, Phương Bình thở dài, không có tiền chơi không nổi a à. Bản thân mình có lên tìm con đường kiếm tiền khác không? Công ty chuyển phát nhanh cho dù có thể làm ăn được, xem như là có thể kiếm tiền, nhưng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều toàn bộ kế hoạch cho công ty phát triển cũng là bước chuẩn bị cho sau này giai đoạn hiện tại còn phải dựa vào cách khác kiếm thêm tiền mới được ông tâm tư sầu muộn về việc kiếm tiền phương bình trở về trường học lúc đến ký túc xá phương bình gặp không ít tân sinh viên ở dưới lầu giống như lúc khai giảng gặp được tiểu mập mập nghe được những tân viên này đang thương lượng cuối tuần đi đầu chơi đi đầu ăn phương bình có chút suy nghĩ linh tinh nói không biết có thể thu phí bảo hộ tân sinh viên hay không tân sinh viên ma võ có rất nhiều tiền trăm mấy chục ngàn cũng là số tiền nhỏ một người thu một trăm ngàn hơn nghìn người cũng có trên trăm triệu rồi tu phí bảo hộ cũng là một con đường kiếm tiền nhưng với điều kiện tiên quyết là trường học không chén chết mình một oh. thanh toán khi nhận được hàng chương 228, nhiệm vụ đầu tiên cùng lúc đó phương viêm vẻ mặt bị ép đến mức không biết chuyện gì xảy ra nhìn bạn nữ sinh trước mặt cả người đều cảm thấy không khỏe chỉ hai có thể nhận em vào hội không em sẽ trả hội phí cô bạn nữ sinh còn nhỏ tuổi hơn phương viên lời vò yếu đuối vẻ mặt chờ đợi nói gia nhập hội viên bình Ten nhất định nghe lời đại tỷ bảo em làm gì thì làm nó cho dù cho dù kéo bày kéo lũ đánh nhau ten đánh không nổi nhưng cũng có thể đứng cổ vũ cho đại tỷ cô bạn nữ sinh nắm chặt tay trên mặt hơi ửng hồng mặt phương viên tái xanh rồi trương ra vẻ mặt đau khổ nửa ngày mới nói thêm gái a à, ten có phải hiểu lầm gì rồi phải không hội của tôi không phải là nhóm xã hội đen phương viên giống lên một tiếng trong lòng hội của tôi là hội nhóm thương mại siêu kinh doanh đấy. Có hiểu không? Cô em có hiểu không? Vì cái con mèo gì mà lại có người muốn đến nộp phí bảo hộ, xin gia nhập hội viên bình. Chuyện Dương Thành, Phương Bình đương nhiên không biết gì cả. Bản thân cậu muốn thu phí bảo hộ như không dám, Phương Viên không muốn thu, nhưng lại có người đến cửa cho tiền con ép con bé phải nhận lấy. May là Phương Bình cũng không biết, bằng không lúc này có lẽ cũng có ý nghĩ trở về bóp chết nha đầu kia. Nay 1 tháng 11, thứ bảy lớp huấn luyện đặc biệt khai giảng gần một tháng, Phương Bình rốt cuộc đã nhìn thấy viện trưởng Hoàng Cảnh phong thực huấn sắc mặt hoàng cảnh bình tĩnh chậm rãi nói dị động trước đó của địa quật ma đô bên này quân đội tổn thất hơn người vị võ giả cảnh giới trung cấp dưới cấp ba tổn thất hơn trăm người ma võ cũng có ba vị đạo sư hy sinh rất nhiều sinh viên đến nay vẫn chưa có tin tức địa quật càng lúc càng nguy hiểm chúng tôi không thể không nói trước cho các em hiểu rõ nội tình để các em biết nguy cơ ma võ kinh đầu võ đại phổ thông võ đại tầng lớp thứ hai chúng tôi cạnh tranh không phải vì tư lợi của bản thân chúng tôi muốn sinh viên ma võ nhiều tài nguyên một chút trả giá ít một chút cường giả nhiều một chút như vậy thời gian chúng ta chấp hành nhiệm vụ có thể sống lâu thêm chút nhưng tất cả mọi người đều là người chúng tôi nghĩ như vậy người khác cũng nghĩ như vậy các em là sinh viên là cục cương của gia đình học trò của bọn họ cũng là sinh viên cũng là bảo vật trong nhà không người nào muốn cho bất cứ ai đi vào chỗ chết tôi cũng không muốn sinh viên võ đại phổ thông đi chết nhưng nếu cho tôi lựa chọn giữa việc muốn sinh viên của ma võ an toàn hơn hay là muốn sinh viên trường khác càng an toàn hơn thì tôi chỉ có thể lựa chọn ma võ chuyện này không có phân biệt đúng sai đổi trên phương vị khác nếu như tôi đứng trên góc độ là võ đại phổ thông cũng sẽ không cam tâm sẽ không phục nhưng cho dù thế nào chúng ta đã là người của ma võ vậy phải suy nghĩ cho ma võ giọng điệu của hoàng cảnh ẩn chứa chút mệt mỏi lúc này mọi người không muốn tranh cũng không muốn đấu nhưng không thể không tranh không thể không đấu ai muốn chết chứ không ai muốn chết cả Thực lực mạnh thì xác suất còn sống càng lớn, vì vậy, học kỳ này chi đấu giao lưu không thể không tổ chức, cũng không thể không nói với mọi người là nhất định sẽ rất tàn khốc, hoàn cảnh ngữ khí lạnh lùng, tàn khốc là chuyện tất nhiên, quyết đấu sống chết cũng không phải là không có khả năng. Tài nguyên nhiều như vậy, mỗi năm chế tạo thuốc. Đinh khí cùng với tài nguyên có lợi cho việc tu luyện đều có hạn, bạn nhiều thì tôi ít, bạn ít thì tôi mới có thể nhiều một chút, cho tân sinh quyết định phân chia mức độ, cho sinh viên quyết định sống chết chúng tôi thật sự không muốn, nhưng vì sao cuối cùng vẫn quyết định cho sinh viên đi tham gia trí đấu giao lưu chứ? Sắc mặt hoàng cảnh đột nhiên có chút lãnh khốc nói. Bởi vì tân sinh viên thực lực thấp, chết rồi cũng không có đáng tiếc. Bởi vì tân sinh viên bỏ vốn ít chết rồi thì không lãng phí nhiều tài nguyên. Giống như vậy, cũng bởi vì tân sinh viên ở trường học càng lâu thì tương lai được lợi chính là các em. Các em không tranh. Vậy sinh viên năm 3 năm 4 bọn họ càng sẽ không đi tranh vì bọn họ đã có một thực lực nhất định, cũng sắp tốt nghiệp rồi chỉ duy nhất các tem bắt buộc phải đứng ra việc đáng làm thì phải làm các học sinh đều không lên tiếng giọng điệu hoàng cảnh cũng ôn nhu lại không ít cười nhạt nói đương nhiên trường học cũng không hy vọng các em đi chịu chết đều là tinh anh chết một người cũng là tổn thất của nhân loại vì vậy thi đấu giao lưu cần phải có biện pháp bảo hộ là điều bắt buộc phải có cái này chút nữa sẽ nói chúng ta tiếp tục nói về chuyện lớp huấn luyện đặc biệt bởi vì nguyên nhân trên yêu cầu của lớp huấn luyện đặc biệt đối với mọi người có chút cao sức lực càng mạnh càng tốt, chúng ta là sinh viên võ đại, không phải là võ giả xã hội, không phải là võ giả khí huyết, cũng không đơn thuần nhìn vào tiến độ của khí huyết và tôi cốt, tháng trước mọi người cũng đã học kiến thức cơ bản, vậy tháng này sẽ phải tiến thêm một bước." Dứt lời, hoàn Cảnh cất cao giọng nói. "Hoàn cảnh hòa bình thì không tạo nổi cường giả, bắt đầu từ ngày mai, năm vị đạo sư vân thành năm đội, mỗi đội 10 người, dẫn theo các sinh viên đi chấp hành nhiệm vụ, trường học muốn cho các em môi trường càng tốt hơn." điều kiện trưởng thành càng tốt, cho nên đưa ra quyết định, mỗi nhiệm vụ hoàn thành, mức khen thưởng ban đầu sẽ được tăng gấp đôi. Ví như một nhiệm vụ vốn có mức khen thưởng cho mỗi người 5 điểm thưởng, nhưng bây giờ chính là 10 điểm thưởng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ai đóng góp càng nhiều thì càng lấy được nhiều điểm thưởng, do đạo sư quan sát phần điểm. Tháng 11, đội nào hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhất và hoàn thành tốt nhất, đội đó sẽ có khen thưởng thêm. Tháng 11, cho các em lần đầu mở mang kiến thức, bước ra xã hội. Đội đến tháng 12, từ trong 50 người, Chúng ta sẽ chọn ra 10 người được huấn luyện đặc biệt để chuẩn bị cho cuộc thi đấu giao lưu toàn quốc. Thời gian thi đấu giao lưu tạm thời còn chưa quyết định, có điều chậm nhất cũng là giữa tháng 1 sẽ diễn ra, nhưng cũng có thể sẽ sớm hơn. Thời gian còn lại cho các em không nhiều." Hoàng Cảnh nói xong, cuối cùng nặng nề nói: "Không nên xem thường sinh viên võ đại phổ thông. Theo như tôi biết, lần này các trường đang toàn lực bồi dưỡng một vài tuyển thủ xuất sắc. Trước mắt tôi chỉ biết là tân sinh viên mỗi trường có 3 đến 5 võ giả cấp 1. Trường học võ đại phổ thông nhiều Tính gục lại số lượng võ giả không ít hơn ma võ với kinh võ đâu, bọn họ là chân trần không sợ ma dày. Nếu thắng bọn họ sẽ kiếm được lợi ích, mà thua cũng không tổn thất cái gì, vì vậy, bọn họ có thể thua được nhưng chúng ta không thể thua. Tôi chỉ nói đến đây thôi, bắt đầu từ hôm nay phân đội, quyết định đi theo đạo sư. Đạo sư và sinh viên của mình không thể ở một đội. Lời này vừa nói xong, các sinh viên thì thầm với nhau, không cho mình đi theo đạo sư của mình. Nếu như gặp phải nguy hiểm đạo sư khác không cứu thì phải làm sao hoàng cảnh cũng không quan tâm bọn họ an bài như vậy một mặt là tạo cho các sinh viên có một chút cảm giác nguy hiểm mặt khác cũng là để công bằng quá trình chấp hành nhiệm vụ đạo sư sẽ đảm nhiệm làm trọng tài lúc này nếu như trong nhóm có học trò của mình có thể sẽ xuất hiện một chút thiên vị hoàng cảnh đến đây cũng chỉ nói mấy câu như vậy sau đó liền vội vàng rời đi chuyện của địa quật còn chưa hoàn toàn kết thúc hơn nữa tiếp theo đó còn phải thương lượng cụ thể sắp xếp thi đấu giao lưu với các trường đại học như thế nào chuyện tranh luận không cần tông sư ra mặt nhưng vì quyền lợi và lợi ích không có tông sư áp chế cũng không được im lặng hoàng cảnh vừa đi đường phong liền quát lên một tiếng cắt đứt những lời nghị luận của các sinh viên bây giờ bắt đầu phân đội võ giả cũng rất sức khoát đường phong cũng không phí lời trực tiếp nói phong bình triệu lỗi Phó xương đình dương tiểu mạn trần vân hy các em là đội trưởng của mỗi đội chương 229, nhiệm vụ đầu tiên hai lời vừa nói xong phó dương đỉnh liền u ỏa nói Tên còn muốn được phân vào đội có người đẹp kìa, tân như vậy thích hợp sao? Đừ Phong cũng không trách mắng, cười nói, có thể, Trương Diệt Hạ Văn Du, hai người các em đến đội của Phó Sư Đỉnh. Trong đám người, hai người đẹp này lần trước lạm dụng chức quyền, vẻ mặt đầy rụt xè bước tới, ngượng ngùng đi tới bên cạnh Phó Sư Đỉnh. Mặt Phó Sư Đỉnh tái mét rồi, em chỉ là nói vậy thôi. Thế mà thầy cho thật, cậu ta cũng không phải thật sự ngốc, lúc này phân đội, đương nhiên là đồng đội càng mạnh càng tốt, bây giờ dẫn theo hai người vướng víu này thì phiền phức hướng rồi đây không phải là lúc đồ dưỡng phó xương đỉnh cũng không phải người mới ngây thơ rốt nát làm nhiệm vụ thật sự sẽ chết người đó nhưng đường phong đã nói như vậy rồi vậy thì không còn đường cứu vãn nữa điều này đường phong cường gia đỉnh cấp 6 sẽ không bùa sắc mặt phó xương đỉnh có chút cứng ngắc hướng về hai nữ sinh cười nhạt nhẽo một cái cười có chút đáng chát đường phong cũng không quản cậu ta đạo sư la nhất xuyên của phó xương đỉnh cũng không thèm nhìn người học trò này cứ thích bốc phét thật sự cho rằng không ai có thể chừng trị em sao. Phương Bình cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, thấp giọng nói. Đã đủ thỏa mãn chưa? Hai nghi nước nhìn nhiều một chút cho bổ mắt. Cụt, Phương Bình, thực lực em mạnh nhất, cũng là lớp trưởng. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đường Phong lúc này vẫn tiếp tục nói. Triệu Thanh, Mô Khắc Bằng, Chu Nguyệt Hồng, bọn họ sẽ cùng một đội với em. Thưa thầy, Phương Bình có mặt dày hơn nữa cũng phải sụ xuống. Thầy xác định không phải lấy việc công để báo thù riêng chứ. Ai mà không biết, đội ngũ thực lực càng mạnh, chấp hành nhiệm vụ càng đơn giản, hoàn thành càng nhanh càng tốt, dẫn theo một vài võ giả thực lực yếu thì đây không phải là tự mình tìm phiền phức sao? Đội này của cậu, ngoại trừ phương bình thực lực không tệ ra còn có triệu tiết mai, mà ra còn có đường Tùng đỉnh, hai người này thực lực cũng không kém, nhưng bảy người khác ở lớp huấn luyện đặc biệt cũng là tốt từ dưới đếm lên. Đường Phong thản nhiên nói: "Em có ý kiến sao?" "Có ý kiến có thể nói." "Nhưng để cho thực lực ngang nhau, sắp xếp đội ngũ đã cố định rồi." "Tên Phương Bình suýt nữa thổi huyết, đã cố định rồi, vậy em còn có ý kiến cái giám ấy. Đường Phong thấy cậu không nói nữa, lúc này mới tiếp tục phân chia đội. Thực lực ngang nhau, đây là suy nghĩ của Đường Phong. Hiện nay lớp học rèn cốt số lượng đang là 31 đốt trở lên, tổng cộng đại khác có 30 người. Bình quân mỗi đội đều có khoảng 3 người, còn lại thì là chia đều. Tôi cốt 31 đốt chứng tỏ xương cốt một bên sườn đã rèn luyện hoàn thành. Võ giả như vậy, theo định nghĩa phân cấp cũng là võ giả cấp một trung kỳ thấp hơn 31 đốt thì là võ giả sơ kỳ. Đương nhiên, có người rèn luyện xương chi trên. Số lượng xương cốt không giống nhau, cũng dựa vào có hay không một bên xương rèn luyện hoàn thành tới phân chia. Phương Bình 5 người này, ngoại trừ Phương Bình tôi cốt 40 đốt, 4 người khác. Trước mắt cao nhất là Triệu Lỗi đã rèn cốt 49 đốt, phó dương đỉnh mấy người cũng gần như vậy, đều đang 45 đốt trở lên. chưa xong đội ngũ chính là Vân đạo sư. Lữ Phương như rõ ràng không thể dẫn Phương Bình bọn họ, cuối cùng đạo sư dẫn đội Phương Bình là Châu Thạch Bình là người lớn tuổi nhất trong mấy vị đạo sư. Châu Thạch Bình bình thường rất ít nói bởi vì ông ta tu luyện quyền pháp, trong võ đại người học cái này không nhiều, học trò của ông ta cũng ít. Châu Thạch Bình nhìn chung khoảng 50 tuổi, trên thực tế đã gần 60 tuổi, có vẻ hơi gầy yếu. Vân đạo sư xong. Châu Thạch Phong nhìn Phương Bình bọn họ một chút, hơi gật đầu, không nói chuyện. Lưu Phượng Như dẫn đội Trần Văn Hy, Đường Phong dẫn Phó sư đỉnh, sắc mặt cậu ta có chút trắng bệch, luôn cảm thấy không tốt lắm. La Nhất Xuyên với Từ Kiến Châu chia ra dẫn hai người học trò của Đường Phong, chia xong đạo sư và đội ngũ, Đường Phong tiếp tục nói: "Hôm nay mọi người trở về thu dọn hành lý một chút, chủ yếu mang theo binh khí, gỗ, thuốc chủ yếu nên dùng khí huyết đan và nước trị liệu, nếu không có nước trị liệu có thể đi đổi một ít, nam điểm thường một chai, chữa mại thương, nội thương đều có hiệu quả rất tốt." Mài ra, lần này ra ngoài chi tiêu đều là trường học chi trả, bao gồm một người một chai nước trị liệu, năm viên khí huyết đan phổ thông, một viên khí huyết đan cấp 1 nhiều như vậy không ít người vui mừng ra mặt lớp huấn luyện đặc biệt đối xử với các sinh viên thật tốt tháng trước mỗi người đại khái đều lĩnh được khoảng 20 viên khí huyết đan phổ thông mấy người phương bình nhiều hơn một chút phương bình lĩnh 25 viên đến bây giờ cũng chưa dùng dựa theo 20 viên mà tính đây chính là 60 điểm thưởng lần này chỉ là ra ngoài liền chi tiêu 30 điểm thưởng phí thuốc trị liệu gia nhập lớp huấn luyện đặc biệt chưa tới một tháng mỗi người đều đã lấy được gần trăm điểm thưởng nếu như lấy đi đổi thành tiền thì có thể là 3 triệu hơn nữa trước đó cũng nói rồi khen thưởng thăng nhiệm vụ nhiều hay ít đều phải nhìn bản thân mình trường học còn tăng gấp đôi khen thưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy làm cho mọi người đều hớn hở ra mặt đường phong thản nhiên nói trường học bỏ ra đương nhiên là có yêu cầu mọi người đều hiểu ý của tôi chứ trong mắt võ giả mọi người nhất định phải có nhận thức rõ ràng trao đổi năng giá bỏ ra càng nhiều thì mới có thể thu được nhiều cho dù một số người trong các em đến cuối cùng không thể tham gia chi đấu giao lưu các em cũng đang trả giá ví dụ trong quá trình chấp hành nhiệm vụ có người tử vong Tôi không phải đang đùa, các đạo sư dẫn đội sẽ cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho các em. Nhưng đạo sư cũng là người, cũng sẽ có sơ suất, cũng sẽ có chuyện phải làm, cũng sẽ ăn uống ngủ nghỉ. Các em không thể trông cậy vào đạo sư bảo hộ các em 24 trên 7, vì vậy, xuất hiện thương vong là việc không thể tránh được. Nhà trường bây giờ bỏ ra tất cả, các em xem như không cần bỏ ra cái gì, trên thực tế đã và đang bỏ ra, các em phải hiểu ý của tôi. Được rồi, đã nói nhiều như vậy mỗi đạo sư cùng với các học trò của mình sắp xếp một chút ngày mai đều phải xuất phát cho dù là chấp hành nhiệm vụ hay là du sơn ngoạn thủy cũng không cho phép ở lại trường học có người kinh ngạc nói du sơn ngoạn thủy la nhất xuyên từ nãy giờ không lên tiếng bình tĩnh nói phong cảnh địa cột rất đẹp có thể xem là du sơn ngoạn thủy tất cả mọi người bỗng chốc in lặng mùa a cấp 3 đi còn chết nhiều bọn họ còn lâu mới muốn đi du sơn ngoạn thủy la nhất xuyên dẫn đội trợ lỗi mặt trợ lỗi đều tím lại lão la sẽ không thật sự đưa bọn họ đi du sơn ngoạn thủy chứ. Nam đội tự mình phân ra, bắt đầu cùng đạo sư dẫn đội bàn bạc. Bên nhóm phương bình, châu thạch bình nói ít nhưng cũng rất dân chủ. đợi mọi người đến đầy đủ, châu thạch bình khẽ cười nói. phương bình có thể tiếp nhận nhiệm vụ rồi, hắn là đã nhìn qua hệ thống nhiệm vụ, tên có thể thương lượng một chút với mọi người, lựa chọn nhiệm vụ gì, tôi chủ yếu phụ trách bảo hộ mọi người, những các khác đều có thể do các em sắp xếp. phương bình thấy mọi người nhìn mình, suy nghĩ một chút nói, vừa mới bắt đầu chúng ta nhận một nhiệm vụ đơn giản một chút, làm quen đã. Phương Bình, thực lực chúng ta cũng không yếu lại nhiều người như vậy, Tôi cảm thấy nhận nhiệm vụ cấp 2 đều được. Thời gian không nhiều, nếu như tốn quá nhiều thời gian, chớp mắt một tháng liền đi qua. Trong nội, có người đưa ra ý kiến không giống nhau. Trong lúc này đưa ra ý kiến, thực lực sẽ không quá kém. Đưa Tùng Đỉnh là người đề xuất ý kiến này, cũng chính là bạn học cao trung của Phó Sư Đỉnh, cũng là người bị bạn Phó đánh suốt mấy năm. Phương Bình cao mày nói. Chúng ta 10 người, người có người nào đã từng tiếp nhận nhiệm vụ chưa có người nào từng giao thủ với võ giả cấp hai chưa tớ là loại người quan tâm sống chết mà thôi rất nhiều người đều chưa từng giao thủ với võ giả lấy đâu ra tự tin muốn làm nhiệm vụ cấp 2. tít nói nhảm tớ nói cậu nghe theo là được cậu đừng tung đình đào mặt chương 230, trăm luyện phương bình uy hiếp nói nếu như cậu không phục hai người chúng ta đánh một trận ai thắng thì nghe người đó đường tùng đình lập tức chi sục hư một tiếng không nói nữa cái này còn tạm được, tớ là đội trưởng, thầy châu không phát biểu ý kiến, sau này mọi người đều phải nghe tớ, tớ không muốn biến nhóm mình thành nhóm dân chủ gì đó, cái gì mà thiểu số phục tùng đa số, một tháng tới, các cậu chỉ có thể nghe tớ, không muốn cũng không bắt buộc, bây giờ có thể tự mình xáo đi, tự mình đi tiếp nhận nhiệm vụ, đừng liên lụy tới tớ là được. nói xong câu này, phương bình mở miệng nói, nhiệm vụ đầu tiên, không cần quá xa cũng không cần quá mạnh, nhiệm vụ hệ thống tớ đã xem qua một chút rồi bên cục điều tra và truy bắt có một một nhiệm vụ lùng bắt một võ giả cấp một trung kỳ ở bên cục điều tra và truy bắt rất ít khi có vụ án võ giả cấp một sơ kỳ Những vụ võ giả cấp một trung kỳ khen thưởng phổ biến là 100 trăm tiền mặt cấp một cao kỳ với đỉnh cấp một thường khen thưởng là 200 trăm tiền mặt đến cấp 2 thì từ 300 trăm hoặc 10 điểm thường chúng ta trước tiên nhận nhiệm vụ cấp một trung kỳ khởi động một chút đường tùng đình có có vẻ không muốn triệu tuyết mai cũng nhíu mày nói phương bình cấp một trung kỳ cũng chỉ mới hoàn thành rèn luyện một chi lắm chúng ta đã có ba người chúng ta đã tôi cốt bốn người đốt rồi. Cậu xem có nên. Trước tiên khởi động một chút đã, xem tình hình thế nào, các cậu làm gì mà vội vàng như vậy. Phương Bình bất lực, một đám lính mới, bao gồm bản thân cậu cũng là linh mới. Cái gì cũng không biết, vội cái gì mà vội. Châu Thạch Bình bên cạnh đột nhiên nói. Các nhiệm vụ sau này của các em đều dùng điểm thưởng kết toán. Nếu có tiền mặt thì tính theo tỷ đệ 30.000 trên điểm thưởng. Đợi đến cuối tháng, cống nhất tổng kết nhiệm vụ một lượt. Nóng nào điểm thưởng cao nhất đội đó có thể lấy được thêm mức khen thưởng ít nhất là 100 điểm thưởng. Phương Bình, cậu nghe thấy chưa? Cầm miệng. Phương Bình cắt lời Đường Tùng Đình, cao mày nói. Tớ quyết định, trước làm nhiệm vụ võ giả cấp một trung kỳ thử, làm nhiệm vụ thế nào cũng không biết, mới bắt đầu lẽ nào đi giết võ giả cấp 2. Cậu còn nhiều lời nữa, có thể cút đi. Đường Tùng Đình vẻ mặt không phục, cô nén cơn tức không nhìn Phương Bình nữa. Phương Bình cũng không quan tâm cậu ta, những người này tự cao tự đại, Nguyên một đám trẻ tuổi nóng tính, không chừng lần này còn gây ra phiền phức, cậu thì dễ nói rồi, ít nhất cậu sợ chết, nhất định lấy an toàn làm chính, như những người còn lại trong đội thì không dễ nói. Lần này không chừng có người mất mạng, Phương Bình thậm chí còn hoài nghi, nhà trường cố ý cho đạo sư làm ngơ trước việc sinh viên tử vong, bởi vì có thể kích thích các sinh viên cho bọn họ cảm nhận được cảm giác chân chính của cái chết, mỗi ngày đều nói có thể gặp nguy hiểm, có thể sẽ chết. Ai mà thèm để ý, nhưng nếu như nhìn thấy người bên cạnh thật sự chết, những sinh viên này đều sẽ trưởng thành trong nháy mắt ý nghĩ như vậy phương bình đã sớm nghĩ tới dùng sinh mệnh của người khác để đổi lấy sự thức tỉnh cho tất cả tân sinh viên tinh anh đẳng cấp đây là vụ mua bán có lời võ đại chính là thực tế như vậy phương bình cũng không nói nhiều nữa dùng máy tính của phòng thực huấn đăng nhập vào hệ thống nhiệm vụ cuối cùng chọn một nhiệm vụ cảm giác phù hợp vừa tiếp nhận nhiệm vụ phương bình liền lấy được thông tin chi tiết tên long quân giới tính nam tuổi ba tuổi thực lực cấp một trung cấp mức độ tôi cốt khoảng 31-35 đốt, không có vũ khí nóng, có thể mang theo binh khí lạnh, tu luyện chiến pháp quyền cước cơ bản, không có kỹ năng chiến đấu đặc thù. Vụ án Ngày 30 tháng 8 năm 2008, vì tranh đấu với người khác, ra tay giết chết kẻ địch sau đó bỏ trốn, người chết là võ giả cấp một sơ kỳ. Vụ án được giao cho phân cục điều tra và truy bắt khu vực Bắc Định tại Mado. Người tiếp nhận nhiệm vụ có thể liên hệ với phân cục ở khu Bắc Định để hỏi thăm tin tức. Khen thưởng 120.000 giới thiệu nhiệm vụ tương đối chi tiết, cũng có rất nhiều hình ảnh. Tiếp nhận xong nhiệm vụ Phương Bình liền nói. Ngày mai, đầu tiên đi đến cục điều tra và truy bắt khu vực Bắc Định thăm dò một chút. Đường Tùng Đình vừa muốn chất vấn. Phương Bình liền thản nhiên nói. Đầu tiên tới cục điều tra và truy bắt tạo mối quan hệ, xem tình hình, sau đó hỏi vị trí hiện tại của tội phạm ở đâu. Đương nhiên, nếu như tối nay mọi người biết đối phương ở đâu thì ngày mai chúng ta trực tiếp đi bắt người. Những người khác cũng không lên tiếng, Châu Thạch Bình cũng không nói. Đường Tùng Đình thấy thế biểu môi xem như chấp nhận quyết định của Phương Bình. Buổi sáng ngày hôm sau, cổng trường, Phương Bình sách theo báo, đợi ở cổng trường. Rất nhanh, có người tới. Rất nhanh Châu Thạch Bình cũng lái một chiếc xe nội địa tới, mở kính xe, ló đầu ra chào hỏi nói. Bạn học Phương Bình, chào thầy, ô, oh, ten, không lái xe à. Châu Thạch Bình hỏi câu này làm cho Phương Bình có chút không biết, tam thế nào. Rất nhanh, Phương Bình liền hiểu ý tứ trong đó. triệu tiết mai cũng tới rồi, lái xe tới đường tùng đình cũng đến rồi lái một chiếc xe thể thao nguy trần tới bảy bạn học khác ba người lái xe bốn người đi bộ tổng cộng người một người sáu người lái xe đến phương bình có chút kích động muốn thổ huyết cần phải dùng tới sao châu thạch bình có thể là vì nguyên do ra ngoài nên nói nhiều hơn một chút ngươi cũng ôn hòa không ít cười nói chấp hành nhiệm vụ lái xe tương đối phù hợp một chút thi thoảng có một vài nhiệm vụ truy đuổi nếu em không lái xe mà nghi phạm lái xe sẽ rất phiền phức phương bình đang muốn nói cậu thấy vương kim dương với tần phượng thanh có lái xe đâu suy nghĩ một chút mình với bọn họ cũng tiếp xúc chưa được bao lâu ai biết bọn họ có xe hay không hơn nữa hai người này có lẽ đi địa quật tương đối nhiều nên chắc cũng không cần phải lái xe có điều mua xe hình như là chuyện thực sự rất cần thiết trong lòng phương bình lẩm bẩm trên mặt lại không thể hiện ra biểu cảm gì trực tiếp sắp xếp nói mọi người tìm xe lên ngồi tớ ngồi xe của triệu tuyết mai là được đi đến cục điều tra và truy bắt ở khu bắc định đừng đi riêng đám người đều đồng ý mỗi người lên xe vùng Bắc Định ở phía Bắc Ma đô thành đại học ở phía Nam tiếp giáp Nam Phụ từ Ma võ đến Bắc Định cũng không ngắn trên xe triệu Tuyết Mai có chút hương phần nói cuối cùng có thể tiếp nhận nhiệm vụ rồi trước đó chưa lên đại học tôi đã biết võ đại có thể nhận nhiệm vụ có cần phải hương phấn như vậy không đương nhiên cậu thi hiểu cái gì võ giả nhận nhiệm vụ thể hiện cho việc quang binh chính đại chấp hành pháp luật còn được tiền thưởng điều này không giống tự mình tranh cường hao thắng đánh chết người rồi chính là phạm pháp cũng giống như lần này nếu như lâm quân ở võ đại thì cũng là điều hết sức bình thường đánh chết người vậy cũng không cần bị truy bắt hoặc đã tiếp nhận nhiệm vụ cho dù đánh chết đối phương cũng có khen thưởng võ giả khí huyết cao thực ra có đôi lúc rất dễ bị kích động loại kích động này phải phát tiết bằng không để trong lòng sẽ khó chịu phương đình không có gì để nói nửa ngày mới lên tiếng kiềm chế một chút chết rồi thì cái gì cũng không có nữa biết rồi chỉ là một võ giả cấp một trung kỳ thôi mà phương bình không lên tiếng nói như thể cậu không phải võ giả cấp một trung kỳ vậy phân biệt võ giả cấp một tương đối đơn giản rèn luyện một chi chính là trung kỳ cao kỳ với đỉnh cấp đôi khi không dễ phân biệt kỳ càng như vậy rèn luyện hoàn thành hai chi là đỉnh cấp một nếu như cao kỳ thì rèn luyện từ 50 đốt xương trở lên bởi vì xương chi trên và chi dưới khác biệt nhưng cũng không cần phải phân biệt cẩn thận cũng không người nào muốn phân biệt cẩn thận đều là người yếu phân biệt rõ ràng như vậy để làm gì hơn 50 phút sau cục điều tra và y bắt vùng bắc định vùng bắc định mặc dù là khu vực nhưng ma đâu có 6 khu dân số và thực lực kinh tế của mỗi khu đều mạnh hơn so với thành phố cấp tỉnh bình thường thân cục điều tra và truy bắt bắc định rất hùng vĩ đồ sộ đây là một tòa cao ốc hơn 20 tầng chương 231, trăm ba thực luyện hai tại cục điều tra và truy bắt vùng bắc định láo người phương bình lần lượt xuống xe nghi danh thầy võ đạo của bọn họ ở chỗ người gác cổng năm sáu phút sau có người tới tiếp đãi bọn họ các cậu là sinh viên của võ đạn tới tiếp bọn họ là một người đàn ông hơn 30 tuổi, ngai mặt nam tính, mặc đồng phục, Châu Thạch bình căn bản không xuống xe, Phương Bình với tư cách là đội trưởng, chủ động tiếp lời nói. "Chúng em là sinh viên Ma Đầu Võ Đại, tiếp nhận nhiệm vụ của bác định nên tới đây tìm hiểu thông tin một chút, xem có gì phải chú ý hay không?" "Các em là lần đầu tiên làm nhiệm vụ." "Đúng vậy, tem tên là Phương Bình, là đội trưởng của đội nhận nhiệm vụ lần này, không biết nên xưng hô với anh thế nào ạ?" À? "Gọi tôi là anh trịnh là được, theo tôi." người đàn ông cũng không nói nhiều dẫn mọi người đi vào bên trong cục điều tra và truy bắt chưa vào tòa nhà chính người đàn ông dẫn mấy người đến một gian phòng làm việc gần tòa nhà phòng làm việc rất lớn các em tiếp nhận nhiệm vụ gì mã số bao nhiêu 20 tỷ 080 triệu trăm linh bảy. tên là Lâm Quân người đàn ông mở máy tính kiểm tra một chút rất nhanh liền nói võ giả cấp một trung kỳ thực lực không phải quá mạnh sở dĩ đem nhiệm vụ giao cho võ đại là vì người này lãng phí không ít thời gian của chúng tôi Tực lực của hắn mặc dù không mạnh, nhưng hắn rất giả hoạt. Trái lại có khả năng phản trinh sát rất mạnh. Người này hiểu rất rõ cuộc điều tra và truy bắt chúng tôi. Chúng tôi vừa tiếp cận hắn liền phát giác được, chẳng mấy chốc sẽ thay đổi chỗ trốn. Bây giờ hắn có lẽ đang ở Bắc Định hoặc vùng ngoại ô phía Bắc. Người còn ở Bắc Định. Người đàn ông họ Trịnh gật đầu nói. còn có người từng gặp được, vì vậy tôi mới nói hắn giả hoạt. Đồng thời lá van cũng rất lớn. Đạo lý trong tối ngoài sáng, mọi người đều hiểu. Hắn lộ mặt ở địa phương khác nhưng hắn lại bí mật lẻn về vùng Bắc Định. Nếu không phải là bị người ta bắt gặp, chúng tôi còn thật sự cho rằng hắn chạy rồi. Nhưng Bắc Định và Bắc Giao cũng không nhỏ, dân số đông đúc. Anh Trịnh có biết phạm vi cụ thể không? Người đàn ông họ Trịnh cũng không nói nhiều. Lấy ra một tấm bản đồ chỉ ra chỗ danh giới Bắc Định với Bắc Giao nói. Ở đây, có người nói vặp được Lâm Quân. Nhưng bây giờ còn ở đó hay không thì không rõ. Có thể đi rồi nhưng cũng có thể còn ở đây. Có điều Lâm Quân có một thói quen, thích cờ bạc nguyên nhân lần trước hắn đánh chết người cũng là vì cùng người ta đánh bạc hắn bây giờ chưa chắc có thể nhịn được ở gần bắc định với bắc giao có một vài sòng bạc ngầm sòng bạc ngầm đó là chuyện của cảnh sát không liên quan đến chúng tôi người đàn ông họ trịnh biết ý của cậu cận miệng nói bản thân cậu xem làm thể nào muốn cướp muốn đoạt tùy ý nhưng sòng bạc ngầm mở ra nhất định có khả năng chuẩn bị sẵn cho những tình huống võ giả đến gây sự thực lực các em chưa chắc đủ cố gắng đừng dính vào rắc rối Trước khi bọn họ để võ giả phá vỡ trật tự xã hội, chúng tôi sẽ không động đến bọn họ. Nhưng nếu thật sự bị các em tiêu diệt thì cũng đáng đời. Cho cảnh sát dọn dẹp tàn cuộc là được. Nhớ kỹ, không được phép làm hại người bình thường, trừ phi đối phương công kích các em trước. Hơn nữa phải có chứng cứ, những cái khác sau này các em cũng sẽ từ từ hiểu rõ. Đối phương nói một chút về tình hình, cuối cùng phát cho mấy người phương bình mỗi người một tấm thẻ chứng minh mới thẻ hiệp tra viên người hỗ trợ phá án. Trước khi đi, người đàn ông họ trịnh lại, nói nhiệm vụ hoàn thành rồi có thể tới cục điều tra và truy bắt kết toán, cũng có thể kết toán ở võ đại các em. Võ đại sẽ cùng chúng tôi thống nhất kiểm tra tình hình hoàn thành nhiệm vụ định kỳ. Cuối cùng, lại nhắc nhở các em một lần, không được liên lụy đến người bình thường, tốt nhất là không nên ra tay ở nơi công cộng, ra tay truy bắt ở nơi đông người sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Sự tồn tại của võ giả là an định lòng người, mà không phải là không kiêng nề gì, phá hỏng trật tự xã hội. Nếu thật sự các em gây nên ảnh hưởng tồi tệ, nhẹ thì bị trừ điểm thường, nặng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không muốn có một ngày các em cũng sẽ trở thành một trong những đối tượng nhiệm vụ bị chúng tôi truy bắt. Phương Bình vội vàng gật đầu nói. Sẽ không đâu, chúng em nhất định sẽ chú ý. Ồ, còn nữa. Cẩn thận chút, người đàn ông họ trịnh nhắc nhở nói. Không nên coi thường bất kỳ người nào, cho dù đối phương là người bình thường cũng như vậy. Ngõ giả, đặc biệt là võ giả dưới cấp 3 cũng không phải là vô địch, cũng không có thân thể kim cương bất hoại. Các em đều là thiên tài của ma võ, Chết ở đây cũng là tổn thất của nhân loại. Cảm ơn." Phương Bình nói tiếng cảm ơn rồi cùng với mọi người rời đi. Bên ngoài cục điều tra và truy bắt, Phương Bình nhìn những người khác một chút, suy nghĩ một chút mới sắp xếp nói. Ban ngày Lâm Quân ra ngoài hoạt động khả năng không lớn, trước tiên tìm nơi nào để ở, đến tối hai người một nhóm đi các dòng bạc ngầm tìm thử, tìm được rồi. "Đừng manh động." Phương Bình dừng một chút, nhìn về hướng Đường Tùng Đình nói, "Lời tớ nói, phải nghe. Có người nếu như thấy mình có thể bắt được đối phương." có thể cướp công. Tớ chẳng để ý đâu, chết rồi đừng trách tớ không nhắc nhở các cộng. Không chắc chắn vậy thì hãy thông báo cho những người khác, cùng nhau hành động. Vậy nếu như không tìm thấy thì sao? Tìm không thấy, thì giới hạn trong vòng 3 ngày, sau đó trực tiếp từ bỏ. Nhiệm vụ thất bại cũng chỉ bị khấu trừ 10% tiền thưởng, không tính là gì. Lần này không ai có ý kiến, cùng nhau lái xe đến một khách sạn ở Bắc Giao, Thì mấy căn phòng. Phương Bình đám người đang cùng nhau hành động, bốn nhóm khác cũng đang hành động. Mà đầu võ đại, Hoàng Cảnh vừa xử lý văn kiện vừa cười hỏi: "Tình hình thế nào?" Trần Vân Hy không thích hợp làm đội trưởng, không có chủ kiến, những người khác còn đang xem xét, Phó Dương Đỉnh không tồi, quan hệ với đồng đội cũng rất tốt, lúc tiếp nhận nhiệm vụ cũng trưng cầu ý kiến của mọi người. Triệu lỗi vẫn hơi kiêu ngạo, hành động độc lập, tiếp nhận nhiệm vụ cấp 2 sơ kỳ, có chút phiền phức, Dương Tiểu Mạn tạm được, không tồi. Phương Bình, Châu Thạch Bình báo cáo tình hình của Phương Bình, Châu Thạch Bình dừng lại một chút cười nói: "Tên nhóc này làm việc ngược lại rất củng thỏa." thích hợp được chọn làm đội trưởng, chính là có chút chắc chắn quá mức. Những cái khác sẽ xem tiếp, chắc một chút còn tốt hơn so với hấp tấp. Trong tai nghe, đường phong lên tiếng nói. Tên nhóc này tôi biết, lúc chiếm lợi ích thì nhanh lắm, lúc chịu thiệt thì chạy cũng nhanh. Tính cách tạm được, có điều tôi không thích cho lắm. Ngược lại tôi cảm thấy, lúc chi đấu giao lưu cho phó xương đỉnh dẫn đầu đội càng thích hợp hơn một chút. Phó xương đỉnh thực lực hơi yếu, chưa chắc chèn ép được chịu lỗi. Mọi người thảo luận một hồi, hoàng cảnh cười nói. Lão Châu, tên nhóc đó không phải thận trọng sao tạo cho cậu ta một chút phiền phức lần sau cho cậu ta tiếp nhận nhiệm vụ cấp 2. cấp 2. đúng đổi nhiệm vụ khác theo dự đoán của tôi nhiệm vụ tiếp theo cậu ta sẽ tiếp nhận đỉnh cấp 1. cho cậu ta nhận nhiệm vụ võ giả cấp 2 sơ kỳ thử sen quan sát cậu ta khi đối diện với tình hình bị phát sinh cậu ta phản ứng như thế nào đối phó ra sao có thể dẫn đội an toàn trở về hay không những đội khác xem tình hình rồi nói Chữa lỗi hấp thấp quá đáng vừa mới tới liền chọn cấp 2. Thật cho rằng cấp 2 bên ngoài đều là võ giả khí khuyết sao. Mọi người lại nói vài câu, lúc này mới kết thúc thảo luận, khách sạn bác giao. Phương Bình hát xì hơi, lẩm bẩm nói. Có người nói xấu mình, lắc lắc đầu, Phương Bình tiếp tục giành cốt. Bây giờ ma võ càng lúc càng hung tàn với bọn họ, phải nhanh chóng tăng cao thực lực mới được. Buổi tối, hai người một nhóm, tân thành nam nhóm đi đến các dòng bạc ngầm. Đương nhiên, nói là sòng bạc ngầm nhưng trên thực tế chính là gánh hát rong đợi đến 10 giờ đêm có một nhóm phát hiện tông tích của lâm quân hai người phát hiện ra lâm quân không có tùy tiện hành động mà thông báo cho tất cả mọi người chương 232, vây quét đợi lúc phương bình chạy tới lâm quân đã bị đường tùng đình bắt rồi nhìn thấy phương bình tới đường tùng đình bĩu môi nói thực lực yếu giống như cận bã vậy lãng phí quá nhiều thời gian kết quả mới được 120 trăm ngàn bốn điểm thưởng mỗi người 4 điểm tớ đã sớm nó rồi nên tiếp nhận nhiệm vụ mạnh một chút nhiệm vụ thuận lợi lạ thường Lâm Quân mặc dù cũng là võ giả cấp một trung kỳ, nhưng giao thủ với Đường Tùng Đình chưa được bao lâu liền bị đánh bại rồi, cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Lã phí mất một ngày với Phương Bình, Đường Tùng Đình có chút không vui, cậu ta cảm thấy buổi sáng nên trực tiếp tới đây bởi vì Lâm Quân tên này mấy ngày nay luôn ở bên đây đánh bạc. Ngược lại chịu Tuyết Mai nói, Phương Bình đi cục điều tra và truy bắt cũng là vì hỏi rõ tình trạng, bằng không cũng không có dễ dàng bắt được đối phương. Vậy hỏi xong rồi, thì nên trực tiếp hành động, buổi tối càng tốt hơn một chút hơn nữa cũng là thời gian tốt hành động nói ngược lại là đơn giản dễ dàng thời gian gấp như vậy đủ rồi phương bình quát lạnh một tiếng ngắt lời nói không hài lòng cậu bây giờ có thể rời đi còn ai muốn đi thì cùng đường tùng đình rời đi các cậu làm nhiệm vụ của các cậu tớ có thể xin nhà trường sắp xếp cho các cậu một đạo sư khác dựa vào cái gì mà tớ phải đi đường tùng đình vẻ mặt không hài lòng phương bình quét mắt nhìn cậu ta không lên tiếng qua một lúc mới sâu xa nói cậu còn chống đối lại tớ nữa tớ đảm bảo sẽ tìm cơ hội vây bẫy chết cậu không tin cậu có thể thử cậu cậu cảm thấy tớ có thể làm được không ờ sắc mặt đường tùng đình biến đổi liên tục cậu không biết nhưng cậu cũng không dám cược bởi vì cậu ta biết phương bình trước đó đánh chết hai võ giả đỉnh cấp 1 bằng không cậu ta trước đó cũng sẽ không chịu đựng đến mức không dám phản đối phương bình không quan tâm đường tùng Bình nữa quét mắt nhìn lâm quân bị đánh bán giống bán chết quay đầu liền đi lồng bẩm nói không tốt lắm a à? nhiệm vụ đầu tiên quá dễ dàng rồi dễ dàng khiến cho mọi người bây giờ đều tăng cao tự tin cảm thấy không gì là không làm được cậu còn dự định mượn nhiệm vụ đầu tiên đà kích tính tích cực của mọi người phương bình đều dự định xong hết rồi trước tiên kéo dài ba ngày mai rũ tính cách của mọi người nhưng ai mà biết được lâm quân là một tên phế vật mới một đêm đã bị tìm thấy rồi trong đám người đang vây quanh bên cạnh có lẽ chỉ có châu thạch bình có thể hiểu rõ suy nghĩ của phương bình cái thế có chút buồn cười trong lòng trầm nói lần này hẳn là có thể nhìn ra vài thứ rồi lúc này đám người rất tự tin sẽ tiếp nhận nhiệm vụ võ giả cấp 2. đối với nguy cơ lớn này ông cũng muốn xem phương bình sẽ phản ứng thế nào chạy trốn chiến đấu một mắt một còn không lùi bước cầu cứu hoặc là cách khác ví dụ như bán đứng đồng nội theo lời phương bình nói lúc nãy với đường tùng đình bán đứng đường tùng đình hình như cũng không quá đáng chút nào sẽ không phát sinh tình huống như vậy chứ võ đại bồi dưỡng sinh viên không đơn thuần là nhìn năng lực có đôi lúc bồi dưỡng một sinh viên còn phải xét đến rất nhiều thứ trong lòng nghĩ những điều này miệng châu thạch bình lại thản nhiên nói đường tùng đình một mình chiếm 25%, phần triệu thanh chu nguyệt hồng hai người chiếm 25%, phần bảy người còn lại tổng cộng chia 50%. tính như vậy phương bình mấy người bận rộn cả một ngày một người thu được chưa tới 10 ngàn năm điểm thường cũng không có cho dù trường học khen thường gấp đôi cũng chưa được một điểm phương bình cũng không nói gì đường tùng đình lộ rõ có chút đắc ý trở về khách sạn mọi người liền thương lượng nhiệm vụ thứ hai lần này mọi người đều yêu cầu làm nhiệm vụ võ giả đỉnh cấp một Phương Bình suy nghĩ một chút không từ chối nữa. Tiếp nhận một nhiệm vụ của quân đội, nhiệm vụ rất đơn giản, biết địa điểm của đối phương, trực tiếp đi giết là được. Mười dinh viên liên thủ đánh giết võ giả đỉnh cấp một không khó. Phương Bình thấy mọi người lòng đầy tự tin, cũng không nói gì có điều luôn cảm thấy lão Châu bên cạnh cười có chút sâu xa. Tiếp nhận nhiệm vụ thứ hai, mọi người không đi quân đội hỏi thăm tình hình nữa. Cứ nhất, nơi đóng quân của quân đội tương đối xa, danh trại cách bọn họ hơn nửa ngày đường. Thứ hai là vì nội dung nhiệm vụ rất tỉ mỉ, tên, Thạch Phong, giới tính, nam, tuổi tác, 39 tuổi, cực lực, đỉnh cấp 1, tu luyện chiến pháp, tinh thông quyền pháp, biết một ít binh khí, ma theo dao bấm cấp E, mức độ nguy hiểm, cao. Đề xuất, một nhóm có 3 võ giả đỉnh cấp 1 trở lên hoặc võ giả cấp 2, vụ án. Ngày 26 tháng 10 năm 2008, đánh giết một tên võ giả đỉnh cấp 1, hiện tại đang ẩn náu ở thôn Thạch Thanh, Đông Giao, Ma Đầu, Khen thưởng 15 điểm thường chú ý thực lực tương đối mạnh, cộng 5 điểm thưởng. Tiếp nhận xong nhiệm vụ Phương Bình mới phát hiện khen thưởng được thêm 5 điểm thưởng. Thì ra loại võ giả đỉnh cấp một này khen thưởng nằm ở giữa từ 7 tháng 10 điểm thưởng. Lúc mới bắt đầu chưa nhận nhiệm vụ, nhìn thấy khen thưởng 10 điểm thưởng mọi người liền đã la hét muốn nhận nhiệm vụ này, Phương Bình cũng không từ chối. Nhưng đợi đến lúc nhận nhiệm vụ rồi lại phát hiện khen thưởng đã lên đến 15 điểm thưởng. Một vài võ giả cấp 2 sơ kỳ khen thưởng cũng mới ở mức 10 15 điểm thưởng, mà cái tên Thạch Phong này vậy mà có khen thưởng tới 15 điểm thưởng. Nhận nhiệm vụ xong, sắc mặt phương bình hơi thay đổi nhắc nhở nói võ giả đỉnh cấp một thông thường khen thưởng sẽ không vượt qua ba trăm tiền mặt hoặc 10 điểm thưởng nhưng thạch phong này lại khen thưởng tới 15 điểm thưởng thực lực e rằng còn mạnh hơn so với tưởng tượng lần này mọi người cẩn thận chút còn nữa đối phương có vũ khí hợp kim cấp e cũng không phải là võ giả khí huyết nhau mà ngay cả chiến pháp cũng sẽ không tu luyện có thể đánh giết võ giả đỉnh cấp một cung cấp nhiệm vụ này có rất nhiều gợi ý bất luận là đề xuất ba võ giả đỉnh cấp một hợp thành đội hay là sau đó còn tăng điểm thưởng điều này cũng chứng tỏ thực lực của tên thạch phong này không yếu ít nhất cùng là võ giả đỉnh cấp 1, thạch phong còn mạnh hơn những người cùng cấp thông thường đội phương bình có cộng triệu tuyết mai đường tùng đình đều có vũ khí hợp kim thực lực cũng không yếu nhưng đều không phải là võ giả đỉnh cấp một bảy người còn lại ít nhất cho đến bây giờ mới tôi cốt khoảng 20 mươi đốt triệu tuyết mai gật đầu đường tùng đình lại có hơi kiêu ngạo nói ma võ đỉnh cấp một so với võ giả đỉnh cấp bên ngoài không giống nhau chúng ta là những người cho dù chưa đạt đến mức độ tiến hành đột phá tôi cốt lần thứ hai, nhưng khí huyết đều đột phá vượt qua 150 calo. Lúc đầu tới đột phá võ giả thì khí huyết đã đạt đến 170 calo rồi. Bây giờ, khí huyết đạt gần 240 calo, nếu như không nhìn số lượng tôi cốt, mà chỉ đơn thuần nhìn khí huyết thì tớ không thua kém gì với võ giả đỉnh cấp một đâu nhé. Cộng thêm chúng ta có chiến pháp, đồng thời thông công tu luyện cũng không tệ, cộng thêm sự chỉ bảo của đạo sư trung cấp. Phương Bình cậu quá xem thường sinh viên ma võ rồi, Cung cấp thì sinh viêm võ đại không thua bất kỳ người nào, cho dù là cường giả quân đội, đó cũng là vì bọn họ trải qua chém giết nhiều hơn chúng ta. Võ giả bên ngoài xã hội, cấp 1, cấp 2 không có tư cách vào địa quật. Tôi cảm thấy cậu cẩn thận thái quá rồi, mặc dù Đường Tùng Đình ăn nói rất đáng ghét, nhưng lời cậu ta nói lại không sai. Học viên lớp huấn luyện đặc biệt cho dù không phải là võ giả hai lần tôi cốt, lúc đột phá khí huyết cũng cao hơn 150 calo. Đợi đến khi đạt được cấp 1 khí huyết của bọn họ cũng sẽ cao hơn so với võ giả xã hội cung cấp. Mà sinh viên ma võ phát triển tương đối đồng đều, sẽ không có nhược điểm rõ ràng. Đây cũng là điểm khác biệt với võ giả xã hội. Võ giả xã hội có thể tu luyện chiến pháp nhưng thung công có lẽ chỉ là cấp độ nhập môn. Cộng với lần này tổng cộng có 10 người. Phương Đình một mình từng đánh chết võ giả đỉnh cấp một của ma võ, đường Tùng Đình cũng không cảm thấy bọn họ liên thủ có gì nhiều nguy hiểm. Những người khác có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy. Sinh viên ma võ vốn hơi kiêu ngạo, cũng giống như sinh viên tài cao của Thanh Hoa Bắc Đại cũng sẽ không cảm thấy mình không bằng những người tự học thành tài ngoài xã hội. Chương 233, Vây Quét 2 Phương Bình thở dài một cái, nửa ngày mới nói. Có lẽ cậu nói đúng. Cũng có thể là tớ lo lắng quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, nhưng cẩn thận mới có thể đi lâu đi xa. Tắc cậu cũng không muốn vừa mới bắt đầu cuộc sống tốt liền bị kết thúc chứ. Xem tình hình rồi hành động, thật sự gặp nguy hiểm. Nhiệm vụ đầu tiên chính là rút lui, biết rồi bọn tớ cũng không phải là tự mình đi tìm cái chết nếu như không địch lại được thì chạy lại được rồi đường tùng bình cũng không phải thật sự muốn chui vào chỗ chết nếu như thật sự gặp phải đối thủ không địch lại được thì đương nhiên phải chạy về điểm này thì không cần phương bình nhắc nhở phương bình thấy vậy cũng không nói gì nữa bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình đôi giày hộp kim cậu luôn mang theo bên mình tay lốp hộp kim cấp cũng được phương bình đeo trên tay tiếp theo phân chiến nước trị liệu duy nhất một viên khí huyết đan cấp hai đã được cậu cất giấu trong người mặc dù cậu không lo lắng khí huyết bị tiêu hao nhưng khí huyết đan cấp hai trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra khí huyết hùng mạnh hơn khí huyết của phương bình bây giờ đã đạt đến 290 trăm lo rồi khí huyết như vậy có thể so với võ giả cấp 2 sơ kỳ thậm chí còn cao hơn một chút bọn họ chỉ cần không lúng túng không mắc sai lầm cho dù gặp phải võ giả cấp 2 cũng không phải không có sức liều mạng sợ là sợ một đám lính mới gặp kẻ địch bối rối lúng túng không biết đánh như thế nào lúc đó bị đánh tan tác đây mới là phiền phức buổi sáng ngày ba lúc 10 giờ mọi người đến thôn thạch thanh đông giao thôn thạch thanh mặc dù ở đông giao cũng là thôn sóng nhưng nông thôn với thôn sóng không giống nhau ở ma Đồ, dù là vùng ngoại thành nhưng cũng tương đối phát triển công thạch thanh có khách sạn có tiệm cơm, có nhà máy nhưng vẫn phát triển hơn so với một số thị trấn nhỏ thông thường ở những nơi khác thôn làng gần cảng biển thạch phong ẩu nấp ở đây có lẽ hắn dự định chạy trốn bằng đường biển quân đội đem nhiệm vụ này ném cho võ đại có thể là vì gần đây sự việc địa quật khá là phiền toái thiếu người nên không tự tới xử lý Phương Bình nghi ngờ cái tên võ giả đỉnh cấp một bị Thạch Thanh đánh chết, có thể có liên quan đến quân đội. Bằng không nhiệm vụ này thường là nhiệm vụ của cục điều tra và truy bắt, nếu như sự việc thật sự như cậu suy đoán, thực lực của Thạch Phong sẽ không yếu, võ giả quân đội cũng không phải là kẻ yếu. Đến thôn Thạch Thanh, Phương Bình liên lạc với quân đội, người nói chuyện với Phương Bình cũng không nói nhiều, chỉ nói đơn giản vài câu vài trong một địa chỉ cụ thể, sau đó dặn dò phải cẩn thận an toàn rồi liền cúp điện thoại. Phương Bình cúp máy. Suy nghĩ một chút rồi hỏi Châu Thạch Bình bên cạnh nói, Thưa thầy, ngay cả địa chỉ cũng biết mà quân đội không thể cử ra một người võ giả cấp 2 hay cấp 3 đi được à? Những nhiệm vụ này có phải là muốn cho người mới rèn luyện hay không? Châu Thạch Bình chỉ không nhúng tay vào nhiệm vụ, còn đối với những việc khác thì biết gì trả lời ló, nghe vậy cười một cái rồi nói, "Điều này không chỉ là rèn luyện mà còn mang nghĩa cảnh cáo." "Cảnh cáo?" "Đúng." Châu Thạch Bính trầm giọng nói, "Võ giả vì có sức mạnh hơn người, tâm tính có thể sẽ phát sinh ra một vài thay đổi, cảm thấy bản thân không gì là không thể làm được." là đẳng cấp đặc quyền giết vài người thì có tính là gì đặc biệt là người mới thì càng dễ dàng sinh ra cách nghĩ như vậy đen những nhiệm vụ này cho người mới cũng là cho các em biết dù là võ giả nhưng khi phạm lỗi thì cũng phải lánh chịu trách nhiệm nếu như em không kiêm nể gì cả thì cũng sẽ có một ngày em chính là một đối tượng bị truy bắt phương bình hơi gật đầu coi như nghi hoặc trong lòng đã được giải đáp đương nhiên quả thực là có liên quan đến chuyện nhân lực không đủ hiện tại các lối vào địa quật đều không yên ổn mà sinh viên võ đại cũng đang nhàn rỗi có thể tiết kiệm không ít thời gian cho bọn họ. Có đường địa chỉ cụ thể thì không cần đi khắp nơi tra hỏi nữa. Phương Bình quay sang triệu tuyết mai đám người nói. Vẫn là nên hành động vào buổi tối, ban ngày người bên này tương đối nhiều dễ gây ra ảnh hưởng không tốt. Lát nữa, tớ cùng với triệu tuyết mai đi thăm dò tình hình một chút, trong đội ngũ có người suy nghĩ một chút mới nói. Nếu như buổi tối, có thể sẽ hơi không ổn thì phải. Nếu như đối phương chạy trốn, buổi tối chúng ta cũng không có năng lực nhìn trong bóng đêm. Bây giờ đã biết rõ địa chỉ cụ thể, vậy không cần mò tìm cơ may như tìm lâm quân nữa. Ban ngày, rất nhiều người đều có công việc không ở nhà, tớ cảm thấy ban ngày hành động có thể sẽ tốt hơn một chút. Buổi chiều 3 hay 4 giờ lúc đó người cũng không nhiều, hơn nữa buổi tối hắn ta còn ở trong nhà hay không cũng khó nói. Ban ngày vì bị truy nã nên trốn trong nhà là khả năng rất lớn. Phương Bình liếc mắt nhìn, người tên là Triệu Thanh này thực lực tạm được, trước đó cũng là người đầu tiên phát hiện ra lâm quân. Con người cậu ta cũng coi như bình tĩnh không có tùy tiện hành động bây giờ đề xuất ý kiến như vậy trái lại không giống với đường tùng đỉnh suy nghĩ một chút phương bình hơi gật đầu nói cậu nói cũng rất hợp lý vậy thì như vậy buổi chiều chúng ta cùng nhau hành động đã là hành động ban ngày mà đi với số lượng quá nhiều sẽ rất dễ gây chú ý sẽ làm cho đối phương chạy mất phát hiện thấy đối tượng dứt khoát liền hành động bàn bạc xong rồi mọi người cũng không xoắn suýt nữa tìm một khách sạn ổn định đâu vào đấy 2 giờ 30 phút chiều đám người phương bình ra khỏi khách sạn đi thẳng đến thôn xóm phía đông, bên đó càng gần càng biển, Thạch Phong thuê phòng ở đó. Ở Ma Đô, vùng ngoại thành thôn xóm như thôn Thạch Thanh thì việc thuê phòng cũng không hiếm gặp, rất nhiều dân tộc ở nơi khác tới làm công, tiền thuê rẻ cũng không quan tâm chung quanh như thế nào. Ở đây thuê phòng cũng rất đơn giản, đưa tiền vào tiền cọc, có ký hợp đồng hay không cũng chẳng sao. Bình thường trả tiền thuê đúng hẹn là được. Thôn xóm phía đông, đầu thôn bên này với với bên kia không giống nhau, điều kiện khác biệt hoàn toàn. Đầu thôn là phía mặt tiền, nhà ở đều là tòa nhà lớn, bên phía đông này có không ít nhà đều là kiểu nhà đơn nhỏ phòng ốc cũng rất cố kỹ cũng rất thấp bé lúc này châu thạch bình đã không thấy bóng dáng đâu lúc chấp hành nhiệm vụ châu thạch bình cũng sẽ không phải lúc nào đi theo có thể ở trong tối quan sát cũng có thể đi làm gì đó rồi phương bình vừa đi vừa nghĩ lung tung dọc đường nhìn số nhà rất nhanh phương bình thấp giọng nói chính là căn nhà phía trước mọi người đều nhìn về tòa nhà cũ phía trước thạch phong có lẽ cũng không muốn tiếp xúc với ai căn phòng này hơi cách xa những căn phòng khác. Chu Nguyệt Hồng, Ngô Khắc Bằng, Trương Hạo, mấy cậu ở bên ngoài canh chừng, đừng cho ai đi qua đây. Đường Tùng Đình, cậu đi gõ cửa, xem người có ở đó không. Ừ. Đường Tùng Đình tái mặt, cậu tự tin thật, nhưng một mình cậu đi gõ cửa, nếu như bị người ta tập kích thì sao? Phương Bình Thản nhiên nói. Thực lực của cậu tương đối mạnh, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Huống hồ đối phương chưa chắc dám mở cửa, mà mọi người cũng tới rồi, nhiệm vụ cũng đã nhận đến lúc xác định có người thì cùng nhau tiến lên bắt lấy đối phương cũng không có lựa chọn khác bọn tớ sẽ ở bên cạnh phòng thủ yên tâm chỉ cần có người ở đó bọn tớ lập tức xông ra nhưng cậu có đi không ớ ờ, đường tùng đình cắn chặt răng oán hận nói tớ đi dù sao thì theo như sắp xếp tớ chỉ xác định có người hay không thôi đó đi đi phương bình cũng không quản cậu ta sắp xếp xong rồi liền cùng triệu tiết mai mấy người dựa sát vào sau tường của căn phòng ngồi chờ ở hai bên những người khác đi tuần tra bên ngoài, đề phòng người đi đường đi tới, trên thực tế thời điểm này cũng không có mấy người đi trên đường. Đường Tùng Đình hít sâu một hơi, bước lên phía trước một chút, đứng cách cửa một đoạn mới đưa tay ra bắt đầu gõ cửa, cốc cốc cốc. Có người ở nhà không? mươi 234. Ồ đà, bên trong căn phòng rất yên tĩnh, Đường Tùng Đình gõ hai lần nhưng không ai trả lời. Đường Tùng Đình nghiêng đầu nhìn Phương Bình, Phương Bình ra hiệu cho cậu ta tiếp tục gõ cửa. Đường Tùng Đình đành phải tiếp tục gõ cửa nói, mở cửa đừng giả bộ nữa vừa nãy nhà các người ném rác trước cửa nhà chúng tôi đừng giả bộ nhất định là nhà các ngươi làm lời này vừa nói xong trong phòng có chút động tĩnh sau một lúc lâu có người trả lời nói tôi không có ném rác sắc mặt đường tùng đình khẽ biến nhìn phương bình lần nữa phương bình lại ra hiệu cậu ta tiếp tục có cửa ở đây mặc dù là người thôn quê nhưng cửa cũng là cửa sắt mà không phải là gỗ nên đập cửa tiếng động cũng gây ra tiếng động rất lớn trước tiên cứ mở cửa đi ai biết có phải là nhà ông vớt hay không gần đây chỉ có ông mới chuyển tới trước kia chưa bao giờ như vậy trong cửa vang lên một vài tiếng động rất nhỏ phương bình ghé sắt tường nghe một hồi đột nhiên sắc mặt thay đổi thấp giọng quát Lui. đường tùng đình phản ứng nhanh vội vàng lùi lại đúng lúc cậu lùi lại trên cửa sắt đột nhiên xuất hiện nhiều lỗ thủng một lưỡi dao tử trong cửa phóng ra ngay sau đó cửa sắt được khé mở một bóng người nhanh như gió nhảy ra không hề dừng lại mà trực tiếp chạy về hướng bờ biển cách đó không xa hiển nhiên đối phương không có ý muốn liều mạng lúc này phương bình cũng chạy ra một cước đá về bóng người phóng ra đối phương cũng không dây dừa. hơi dừng lại một chút tránh được cú đá của phương bình lại tiếp tục chạy về phía trước trong lòng đường tùng đình vẫn còn sợ hãi nhưng lúc này cũng đã phản ứng lại từ phía sau đuổi tới trượt tuyết mai cùng hai người khác cũng đều từ chỗ núp chạy ra bắt đầu bao vây thạch phong thạch phong ông chạy không thoát đầu phía sau đường tùng đình quát một tiếng lấy thanh đao hợp kim của mình chém xuống sau lưng thạch phong thạch phong vừa mới bị phương bình ngăn lại lúc này cách đường tùng đình không xa cảm nhận được tiếng động từ phía sau Thạch Phong lần nữa né tránh được nhưng vẫn như cũ không dây dưa mà tiếp tục chạy về phía trước, Phương Bình bên cạnh lần nữa đá chân quét ngang. Triệu Tuyết Mai bên kia lúc này cũng lấy binh khí của mình ra, một cây trường côn hợp kim, trường côn quất thẳng vào ngực Thạch Phong, từ đầu đến cuối đều chỉ ngăn cản. Thạch Phong không thể không dừng chân lại, hơi nghiêng qua một bên né tránh, tránh được công kích của vài người, Thạch Phong lúc này mới lộ mặt, giống y hệt với bức ảnh mà mọi người nhìn thấy. Thạch Phong vừa dừng lại, Triệu Tuyết Mai mấy người cũng đều dừng lại, Phương Bình thấy thế quát lên: Nhìn cái gì, ra tay đi, đã đến lúc này rồi, lại xác định được mục tiêu mà còn dừng lại tính nói chuyện phiếm chắc. Mọi người lập tức phản ứng lại cũng không lên tiếng, nhanh chóng hợp lại bao vây Thạch Phong, mà Thạch Phong cũng nhìn nhận được tình hình sơ bộ, thấp giọng nói: "Sinh viên ma võ." Thanh không lớn, nhưng cũng không có dự định chờ bọn họ trả lời, nhìn thấy là một đám người nhỏ tuổi, Thạch Phong đã có phán đoán rồi, không phải là người của quân đội hay cục điều tra và truy bắt mà là sinh viên ma võ. Lần nữa lùi về phía sau vài bước, Thạch Phong không đợi bất cứ người nào trả lời mà là do xét chung quanh một chút. Lúc này, Triệu Tuyết Mai những người này cũng nhanh tới bao vây. Một đám người, nhìn thấy là một đám người. Thạch Phong ngược lại cũng không có vội vã như lúc ban đầu. Sinh viên võ đại thực lực mạnh sẽ hành động đơn độc. Một đám người vây giết hắn chứng tỏ thực lực không quá mạnh. Mấy người vừa mới công kích hắn phản ứng cũng không phải là quá nhanh. Điều này khiến Thạch Phong có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng. Tầm nhìn Thạch Phong nhanh chóng nhìn về phía Triệu Tuyết Mai. Tị trí triệu tuyết mai đứng chính là ven biển bên kia mặc dù đám người này thực lực không mạnh nhưng thạch phong cũng không có ý dây dưa bị phát hiện rồi dây dưa không ngừng còn không bằng chạy trốn ai mà biết còn có người nào tới hay không thực lực của hắn là cấp 2, những người đang công kích hắn đều là cấp 1, với lại phong cách làm việc không giống quân đội mà giống phong thái của võ đại hơn trong lòng đang nghĩ những điều này nhưng động tác thạch phong không hề chậm không quan tâm đến những người bên cạnh nữa thạch phong trực tiếp chạy về hướng chữ tuyết mai trợ tuyết mai thấy thế, tiền cầm trường côn quét ngang thẳng đến đầu thạch phong. thạch phong nghiêng đầu né tránh, vặn người qua một cái hai tay bỗng nhiên mạnh mẽ bắt lấy trường côn của triệu tuyết mai. phương bình vừa mới đuổi tới thấy thế, con ngươi co rụt lại, hét lên, lui. triệu tuyết mai không rõ vì sao nhưng không do dự, trường côn run lên một cái liền vội vàng rút lui. thạch phong không tiếp tục dây dưa, trợ tuyết mai lui ra, phía trước đã không có ai ngáng đường, lúc này liền chạy. phương bình bên này bước chân hơi chậm lại một chút. Nhưng nội cậu nhìn lại đã thấy đường Tùng Đình đuổi kịp Thạch Phong, vừa cắn dân vừa quát lớn, hắn ta cấp 2, đã rèn luyện xương tay, lần này mọi người đột nhiên bừng tỉnh, vừa nãy mọi người không phản ứng lại, hiện tại mới nhớ ra. Trong tin tức nói Thạch Phong rèn luyện dương chi dưới, nhưng vừa nãy Triệu Tức Mai dùng toàn lực vào côn nhưng đối phương vẫn dễ dàng bắt được, đây là điều không phải võ giả cấp một rèn luyện chi dưới có thể làm được, ha. Thạch Phong đang chạy trốn ngược lại sững sờ, không biết tôi là cấp 2, không phải là người võ đại sao? Nhĩ là nghĩ như vậy, thạch phong lại không chút do so dự tiếp tục chạy trốn đường tùng Bình lại lớn tiếng nói là cấp 2 sơ kỳ nếu thất bại sẽ bị trừ điểm thưởng đó đừng cho hắn chạy thoát mấy người khác vừa nghe lời này theo bản năng tiếp tục chặn đường phương bình lúc này cho dù muốn ngừng truy kích nhưng những người khác nhất định phải cùng chết cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn vốn là thạch phong vẫn muốn tiếp tục chạy nhưng trong chốc lát đột nhiên dừng bước chân lại trên mặt mang theo chút sợ hãi cùng tàn khốc giết một người là đủ nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy tiếng thạch phong lần này lại không chạy nữa nhưng đầu nhìn về hướng đường tung đình mấy người đang đuổi tới coi tôi là đối tượng rèn luyện sao thạch phong không ngu rất nhanh hắn đã hiểu huyết sắc trong mắt lóe lên phía trước có cường giả chạy không thoát rồi lần này mình chết chắc rồi cùng lúc đó phương bình cũng cảm thấy được lực khí huyết nồng nặc lóe lên một cái rồi biến mất tức miệng mắng to ngại nó cậu lập tức hiểu được khẳng định là châu thạch bình ông ta đang ép thạch phong ra tay với bọn họ lúc này phía trước có cường giả chặn đường thạch phong tự biết nhất định phải chết loại ngươi một khi liều mạng thì tuyệt đối không phải dễ trêu phương bình có lòng muốn bảo mọi người rút lui nhưng đợi nhìn thấy triệu thanh bọn họ chạy tới đều hợp lại thạch phong cũng dừng lại bước chân lập tức biết lúc này không thể chạy như chạy cậu có thể không sao như đám người triệu thanh rất có khả năng bị đánh chết châu thạch phong sẽ xuất hiện chiếu. phương bình không biết các đạo sư võ đại có chút máu lạnh bọn họ đã thấy nhiều chuyện sống chết có lẽ họ chỉ qua tâm sống chết của bản thân mà lại thờ ơ trước sống chết của người khác đều có thể lấy lấy tính mạng hoặc trọng thương của triệu thanh những người này để kích thích phương bình bọn họ không ngừng theo đuổi thực lực mạnh hơn có lẽ theo bọn họ nghĩ đây cũng là đáng giá cũng không phải là không thể địch lại được sự việc đã đến bước nay có tính toán hay không chút nữa mới nói việc cấp bách lúc này là không thể hỗn loạn không thể bị đánh bại như vậy mới thật sự phiền phức phương bình lập tức quát lớn những người khác lùi lại được triệu cùng tớ bao vây phương bình vừa nói xong thạch phong đã ra tay với triệu tuyết mai so với độ nguy hiểm khi đối mặt với thanh đao của đường tùng đình thì độ nguy hiểm của trường côn thấp hơn một chút còn về phương bình vừa nhìn liền biết là người dẫn đầu không dễ giết như con nhỏ này triệu tuyết mai lúc này đã biết đối phương là võ giả cấp 2, trong mắt lóe lên một ngấn nước trường côn nhanh chóng đánh về ngực thạch phong phía sau đường tùng đình cũng nhanh chóng rút đao dài chém xuống đầu mũi chân phương bình thẳng băng đá vào xương đầu bối của thạch phong chương 235, trăm tổ đà hai thạch phong không thay đổi chú ý của mình lại lần nữa lấy tay bắt lấy trường côn lần này triệu tuyết mai không rút lui mà thạch phong cũng không né tránh lập tức bắt lấy trường côn tay phải với trường côn truyền tới âm thanh va chạm như kim loại thạch phong cũng không mặc kệ dương tay tê dại khí huyết toàn lực bộc phát hung hăng giữ chặt trường côn kéo một cái về phía trước cơ thể triệu tuyết mai có chút trao đảo khí huyết của cô không bằng đối phương cũng không có rèn luyện xương chi trên thấy thế liền vội vàng lay động trường côn lần này hiệu quả lại không rõ ràng thạch phong không có ý né tránh triệu tuyết mai căn bản không phải là đối thủ lại đây thạch phong quát lên một tiếng lớn hai chân lại nhảy lên một cái tránh cú đá của phương bình cũng lúc đó triệu tuyết mai vẫn đang đấu sức với hắn nhưng không ngờ thạch phong đột nhiên giảm lực mượn lực của cô để kéo triệu tuyết mai đến trước mặt sắc mặt triệu tuyết mai liền thay đổi vội vã lùi về phía sau thạch phong lại nhắm vào cô đối với phương bình bên cạnh thì không thèm quan tâm cũng không để ý tới đường tùng đình bên cạnh xương sông kéo thẳng băng chân phải đá vào eo triệu tuyết mai nếu triệu tuyết mai lúc này không bung gậy thì chỉ có thể nhận đòn đánh này không do dự Triệu Tuyết Mai liền vội vàng buông tay lui về phía sau, cô vừa lui, trường côn hợp kim liền nằm trong tay Thạch Phong, Thạch Phong bắt lấy trường côn hai tay nắm chặt, quay người đánh Đường Tùng Đình, Đường Tùng Đình lúc này cũng chén xuống. Thêm. lập tức chuyển tới âm thanh kim loại va chạm, cổ tay Đường Tùng Đình run lên, sức lực của cậu còn thua xa Thạch Phong, Thạch Phong vừa đánh vậy xuống lập tức khiến tay cầm đao của cậu ta cầm không vững, lệ nó, Phương Bình mắng một câu, không biết là mắng Triệu Tuyết Mai hay là mắng ai, bọn họ cho dù là những võ giả cấp một hay hay hiệu quả binh khí vẫn là rất rõ ràng phát hiện triệu tuyết mai mất binh khí thạch phong cho dù không biết côn pháp nhưng hắn sử dụng lực mạnh chén xuống như thế nếu bị đánh trúng hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi trong lòng không suy nghĩ lung tung nữa phương bình nhìn về hứa triệu tuyết mai quát to cậu đánh trên tớ đánh dưới đường tùng đỉnh chống đỡ một chút đường tùng đỉnh âm thầm than khổ chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt đao liều mạng với đối phương cậu ta rèn luyện chi trên thạch phong đơn thuần dựa vào sức lực chi trên chém vào cậu, cậu cũng không phải không còn lực đánh trả Thanh keng keng không ngừng phát ra. Thạch Phong liên tục chém xuống nhiều lần, mà Triệu Tuyết Mai lúc này cũng đang mím chặt môi, công kích Thạch Phong từ phía sau khiến hắn phải né không ngừng. Phương Bình vừa nãy mới còn nói công kích phía dưới, lại là chân phải giữ vững làm trụ một cước đá vào vai phải của Thạch Phong. Thạch Phong nghe thấy âm thanh, ánh mắt giáo qua liếc một cái, sắc mặt hơi biến, chân phải bỗng nhiên rút lại lập tức bàn chân của Phương Bình cùng với hắn chạm vào nhau, phốc. Uy lực cước này của Phương Bình đã ra vượt ngoài dự liệu của Thạch Phong mũi chân của Phương Bình trực tiếp đá vào trong da thịt hắn, muốn chết. Thạch Phong cảm nhận được đau nhức, ánh mắt đó như máu nhức côn lên không chém vào Đường Tùng Đình nữa mà làm ra vẻ muốn đập vào đầu Phương Bình. Cổ tay của Đường Tùng Đình lúc này đã nứt tóc nên không nghĩ suy đến cái khác, ngược lại là chút được hơi thở, cảm giác như chút được gánh nặng. Phương Bình cũng cho rằng Thạch Phong đã bị mình kích động muốn tìm mình liền vội vàng trốn tránh, nhưng không ngờ Thạch Phong căn bản chỉ là giả vờ làm vậy. Trường Quân đột nhiên chuyển hướng quét ngang Đường Tùng Đình, ông giác một tiếng xương cốt giòn vang lên sắc mặt đường tùng đình lập tức tráng bệch tay trái rũ xuống không lo lắng phản kích đường tùng đình vội vã thối lui thạch phong một chiêu tấn công phương bình vẫn đang né tránh triệu tuyết mai lại một cước đá trúng lưng hắn thạch phong có hơi lảo đảo như là cười lạnh một tiếng không quan tâm cái chân bị đau mà tiếp tục truy kích đường tùng đình đường tùng đình vai trái bị rãi, thực lực suy yếu đi rất nhiều lại còn bị truy đuổi như vậy rất có khả năng bị đánh chết phương bình cũng không nhớ đến phán đoán sai lầm của mình đã gây ảnh hưởng mà vội vàng bắt đầu truy kích như nhìn thấy trường côn trong tay thạch phong lướt qua mình lập tức ốt ức lùi lại một bước đưa đao cho tớ cậu lui lại phương bình quát một tiếng cách đó không xa đều tùng đình có hơi do dự có điều rất nhanh hạ quyết tâm căn chặt răng ném trường đao về phía phương bình bản thân liên tiếp lui về phía sau triệu thanh các cậu ngăn cản một lát phương bình lại lần nữa quát to triệu thanh mấy người cũng không để thạch phong đuổi kịp đường tùng đình mà đường đình tùng không còn đao bên cạnh rất có khả năng sẽ bị đánh chết đường tùng đình chết rồi vậy thì càng loạn một khi loạn lên thì coi như xong đời. bọn họ ngăn cản một chút, Thạch Phong cũng không dây dừa. Vô Ngợi liền muốn đánh bay trường đao. Lúc này Triệu tiết Mai lại phối hợp ăn ý, một cước đá vào cánh tay hắn. Thạch Phong hơi né người, Phương Bình thuận thế bắt lấy đao. Đao vừa đến tay, Phương Bình liền có nhiều dũng khí vung đao liền chém. Tang, quân đao chạm nhau lần nữa. Phương Bình cảm thấy cánh tay tê dại. Thạch Phong cũng thay đổi sắc mặt, cảm nhận được khí huyết của đối phương lực không yếu hơn mình. Tang thanh va chạm không ngừng vang lên thạch phong dù sao cũng không quen dùng ngợi. ngược lại cảm thấy lúc này có hơi hạn chế bản thân cắn răng một cái thạch phong né tránh trường đao một vậy quét ngang mượn chiêu hất đao để đánh triệu tuyết mai bên cạnh trường đao đang ở trên không trung của phương bình nhanh chóng chuyển hướng một đao lướt qua phần eo của thạch phong sạt một tiếng quần áo của thạch phong bị rách ra cần eo cũng lập tức dướng máu mặc dù bị đao quẹt trúng thạch phong lại là không chút quan tâm một vậy đánh trúng chân phải của triệu tuyết mai triệu tuyết mai hét chảm một tiếng nhanh chóng lui về phía sau che mặt từng giọt mồ hôi lớn nhỏ trượt xuống khốn kiếp phương bình khẩn trương triệu tuyết mai với đường tùng đình đều bị thương rồi thạch phong mặc dù cũng bị thương nhưng phe cậu bị tổn thất hai chiến lực mà thương thế thạch phong lại không nặng không thể tiếp tục nữa phương bình trước đó luôn đều ở thế tiến công nhưng là không dám đánh bừa có điều gì hơi bất bình thường lại liền lập tức lui tránh điều này cũng dẫn đến việc không dùng hết sức đánh địch lúc này cũng không lo nghĩ được về sự nhát van của bản thân Phương Bình nhẫn tâm, cậu liền không tin. Châu Thạch Bình thật sự có thể nhìn bọn họ toàn đội bị diệt, cùng lắm thì bị thương. Nhi đến đây, Phương Bình không do dự nữa. Trường đao nhanh chóng chém Thạch Phong. Thạch Phong trước đó cũng phát hiện khuyết điểm của Phương Bình, thấy vậy cũng không đỡ, đòn mà ngược lại vung ngợi quét về hướng chân phải của Phương Bình. Lần này, Phương Bình lại là không như trước đó né tránh mà ngược lại không chút do dự nào chém trường đao xuống. Phốc, ông. Trường đao chém trúng vào vai trái của Thạch Phong, sắc mặt của Phương Bình trắng bệch, cảm giác chân phải không còn là của mình nữa cậu vẫn không kêu thạch phong lại là kêu thảm một tiếng ba à. cánh tay trái rơi xuống hắn mới đột phá cấp hai xương cốt cho dù đã rèn luyện nhưng cũng không tới mức rèn xương vai lưỡi đao hợp kim vô cùng sắc bánh một đao liền chặt đứt tay trái của hắn phương bình thấy thế cũng không nhớ đến đau đớn liền quát lớn tiếng cùng nhau lên giết chết hắn mấy người triệu thanh bên cạnh nghe vậy lập tức tiến lên vây đánh đường tùng đình với triệu tuyết mai cũng không đái hoài tới đau lớn phương bình lại lần nữa quát lên các cậu cùng nhau khống chế trường côn của hắn tới chém chết hắn sự lo lắng của cậu chính là trường côn hợp kim nếu như bị cây vậy này đánh trúng vào đầu cậu cũng phải chết nhưng chỉ cần khống chế được cạch phong chỉ còn một tay chưa chắc có thể chống đỡ được mấy đao của cậu phương bình vừa mới quát xong thạch phong sắc mặt trắng bệch đột nhiên vút trường côn dương chi dưới của hắn ta đã rèn luyện hoàn thành bây giờ đứt mất một tay dùng trường côn ngược lại sẽ không phát huy được sức mạnh của bản thân trường côn mặc dù có điểm tốt nhưng cũng thu hẹp không gian phát huy của thạch phong lúc này ngờ vớt côn thạch phong liền chạy thẳng tới chỗ đám người triệu thanh những người này mặc dù thực thực không mạnh nhưng cũng gây trở ngại cho hắn chương 236, trăm ẩu đả ba sắc mặt triệu thanh hơi trắng bệch nhưng lại không thối lui phương bình phía sau lần này cũng khá cẩn thận không để ý đau đớn ở chân nhào lên vung đao chém xuống đám người triệu tuyết mai thấy thế cũng phân biệt công kích từ mọi hướng Ánh mắt Thạch Phong lóe lên ý hận, nắm đấm không chút do dự đánh về hướng Triệu Thanh. Triệu Thanh cũng vung quyền đỡ đòn, nắm tay của hai người lập tức va chạm vào nhau. Triệu Thanh liên tiếp lùi về phía sau, sắc mặt từng hồng. Thạch Phong một quyền đánh bay cộng, lúc này mới ngồi xuống xuống, chân giống như không có xương cốt, Phương Bình hướng phía sau đá qua. Chân phải Phương Bình có chút bất tiện, nhưng là cố dùng chân phải làm trụ, chân trái giữ vững, mũi chân đâm về hướng Thạch Phong. Trường đao trong tay chẳng chút sợ hãi, âm thanh ma sát không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng một đao chén xuống đầu thạch phong chết đi Cạch phong bị chặt đứt vai trái lại bị nhiều người vây kích như vậy bên ngoài còn có một cường giả đang đợi đó biết chắc chắn phải chết lần này dứt khoát không tránh không né trường đao còn chưa chén xuống chân hai người đã chạm vào nhau trước Bồng. xương thịt va chạm sắc mặt phương bình lần nữa tái đi cảm giác ngón chân cũng muốn rẽ rồi mà lúc này đao trong tay phương bình cũng chém trúng thạch phong như là không chém trúng đầu mà là xương quai xanh con mắt thạch phong đỏ như máu nhưng lại cười lạnh một tiếng Tay phải đè chặt trường đao, không cho Phương Bình rút ra, lại nhất chân đá Phương Bình lần nữa, Phương Bình thấy thế âm thầm mắng một tiếng cũng không buông đao mà lại tăng thêm sức mạnh đao trong tay, chân trái lại lần nữa đá qua. Phập một tiếng, đầu ngón chân của Phương Bình đâm sâu vào trong xương thịt của đối phương, sắc mặt Cạch Phong tráng bệch, hung hăng nhìn Phương Bình, lại nhìn những người khác đang không ngừng công kích hắn, khoảng cách giữa cấp 1 và cấp 2 còn chưa khiến người ta thất vọng đến mức độ này. Lúc này thân thể hắn thương nặng, xương quai xanh bị Phương Bình chém trúng, chân cũng bị thương vai phải đè giữa đao không thể cử động chỉ có thể mặc cho người ta đầm ná không ngờ lại bị đám oát con các người giết chết thạch phong cắn chặt hàm răng tông máu từ trong miệng thấm ra đột nhiên tay phải buông lỏng trường đao chập bắt lấy đường tùng đình bên cạnh đường tùng đình bị thương ở vai trái lúc này tay phải đang chuẩn bị dơ quyền đánh vào đầu thạch phong thạch phong đột nhiên không giữ đao nữa mà tay phải bắt lấy quyền phải của đường tùng đình dùng hết sức lùi về phía sau giữ lấy đường tùng đình con mắt tràn lập tơ máu đầu hắn hung hăng đập vào đầu của đường tùng đình chính là chết cũng phải kéo theo một người mới cam tâm. Cứu tớ, đường tùng đỉnh cầu xin như sắp nứt cả tim gan, tay trái đau không nhấc lên được, tay phải thì bị nắm giữ, mắt thấy đồng của đối phương muốn đập vào đầu mình. Phương Bình lúc này cũng không kịp rút đao đang bị kẹt ở xương quai xanh, đột nhiên buông đao, xong quyền hợp lại, một quyền vung mạnh vào đỉnh đầu của Thạch Phong. Ầm, ừ. Phương Bình không dừng lại, tiếp tục vung quyền đập vào đầu đối phương. Thanh ầm 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 liên tục phát ra. Thạch Phong theo quán tính, vẫn nắm lấy cánh tay của Đường Tùng Đỉnh, đầu của hai người vẫn sẽ đập vào nhau. Ta. À. Đường Đình Tùng hét thảm nhưng phát hiện đầu không bị nổ tung như trong tưởng tượng, chỉ hơi đau một chút. Mở mắt ra nhìn, lần này lại là càng kêu thảm hơn. Nhanh, đánh chết hắn. Đường Tùng đình mặt hoàn toàn không còn chút máu nào. Trong tầm mắt, trên đầu Thạch Phong không ngừng có chất lỏng chảy xuống, là do Phương Bình đánh. Mà lúc này, Thạch Phong còn vắt lao nắm lấy đường Tùng đình, đầu hai người gần trong lang tấc. Đường Đinh Tùng cũng có thể cảm nhận được trên mặt mình cũng bắn tung té một ít chất lỏng không ai để ý tới cộng phương bình tiếp tục đập mạnh triệu tuyết mai mấy người cũng không ngừng đánh mạnh đến khi thạch phong triệt để không động đậy mọi người mới thở hồn hền ngừng lại nhìn xem còn thở không phương bình ngồi bệt xuống đất thở hồn hển, trong lòng biết nhất định là chết rồi đây mà còn chưa chết vậy thì thạch phong thật sự có cơ thể bất tử mấy thành viên không bị thương trong đội cẩn thận từng ly từng tí tiến lên có người trước tiên hung hăng đá thạch phong một cước sau đó mới đưa tay sờ vào cổ một lát sau thở phào nhẹ nhõm nói chết rồi vậy thì tốt nói xong Phương Bình cũng không quản người khác, ta quần mình lên nhìn bắp chân bên phải bị tím thẫm, bắt đầu thử khởi động khí huyết, cảm nhận một chút, Phương Bình mới thấp giọng mắng một câu, xương cốt không dễ như lại bị thương không nhẹ, ít nhất phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục như bình thường. Lúc này, Phương Bình mới nhìn hướng mọi người nói, các cậu thế nào? sắc mặt Đường Tùng Bình vẫn còn trắng bệch, không nhìn Thạch Phong nằm trên đất, trầm giọng nói, vai trái hơi giãn nứt, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày, ít nhất phải dùng một viên thối cốt đan cấp một một viên thối cốt đan cấp một cần 15 điểm thường, nhiệm vụ khen thưởng lần này cho một mình cậu mới có thể bù đắp đủ tổn thất. Triệu Tuyết Mai cũng thấp giọng nói. Xương bắp chân phải bị thương, cần phải điều dưỡng, xương tay bị rẽ một đốt. Triệu Thanh khoanh tay đứng bên cạnh sắc mặt khó coi, bị rẽ xương. Dùng thối cốt đan cấp một đó là nhất định, thối cốt đan cũng chưa chắc có thể lành lại nhanh. Có lẽ còn phải dùng thêm thuốc khác để trị thương. Những người khác vẫn tốt, mặc dù có người cũng bị liên lụy nhưng bị thương không nặng. Phương Bình cũng không an ủi, nhàn nhạt, nhạt, nói. Đây là võ giả cấp 2, chúng ta có 10 người, mặc dù cuối cùng vẫn thắng như lần này lỗ nặng rồi. Đối phương cấp 2 có lẽ không quá mạnh, ít nhất là hắn cho tớ cảm giác như vậy, vừa mới rèn luyện chi trên. Hơn nữa cũng chưa rèn luyện hoàn thành. Bằng không lúc đó một đao không thể nào chém đứt cánh tay trái của hắn. Nếu như cánh tay trái không đứt chúng ta bây giờ còn có thể sống hay không cũng chưa chắc. Triệu tuyết mai tự trách nói. Xin lỗi. Là lỗi của tớ cô làm mất trường côn hợp kim khiến nó trở thành vũ khí của thạch phong điều này mới khiến cho mọi người phải e ngại không dám tiếp cận đương nhiên nếu như thật sự tiếp cận kết quả cũng chưa chắc tốt hơn hiện tại đồ tùng đình không lên tiếng phương bình thở ra một hơi nói đều như nhau đều phạm sai lầm may mà kết quả vẫn được tớ cũng không muốn phê bình ai lần này bản thân tớ cũng phạm sai lầm may mà tất cả mọi người không có hoảng loạn điều này còn tốt hơn so với dữ liệu của tớ lúc đó đám triệu thanh không bỏ chạy nếu như có một hai hai người chạy đi thì sẽ không có ai ngăn chặn lối đi của Thạch Phong, khi đó hắn ta có thể sẽ đánh chết Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình chết, Thạch Phong bớt đi một phần khống chế và sợ hãi, về sau có thể sẽ còn có người chết, không nói thêm việc này nữa, Phương Bình cũng không quan tâm sắc mặt của những người khác như thế nào, tiến lên trên người Thạch Phong sờ sờ. Lúc Hoàng Bân chạy trốn, trên người có không ít đồ tốt, Thạch Phong lẽ nào không có. Mô khắc bằng, Chu Nguyệt Hồng, hai cậu vào trong phòng xem thử, mang con dao trên cửa lại đây. Với lại lục soát xem còn những thứ đồ nào khác không. Ờ. Hai người vội vàng về căn phòng Thạch Phong thế cách đó không xa, Phương Bình lại nói. Trương Hạo, Lưu Đại Thắng, mấy người các cộng đi canh trường bên ngoài, đừng cho ai đi tới. Sắp xếp xong, Phương Bình cũng sửa được một thứ. Lấy ra từ trong túi áo của Thạch Phong, Phương Bình nhìn một hồi, trên mặt hơi lộ ra vui mừng nói. Thôi cốt đan cấp một, nhiều không? Đường Tùng Đình vội vàng hỏi một câu. Ba viên, cũng may. Đường Tùng Đình thở phào nhẹ nhõm ba viên thối cốt đan cấp 1. Không tính là ít, không bao lâu sau. Ngô Khắc Bằng hai người cũng đã đi ra, Chu Nguyệt Hồng lập tức nói. Một con dao găm hợp kim, 200 ngàn tiền mặt, ngoài ra còn có 5 viên khí huyết đan phổ thông, dựa theo giá thị trường, thuốc giá trị 2 triệu, dao găm có lẽ cũng có giá trị 500 ngàn. Cộng thêm tiền mặt thì chúng ta thu hoạch được 27 triệu. Đây cũng là nguyên nhân khen thưởng cũng không quá nhiều. Trên người những võ giả này không nhiều thì ít gì cũng có đồ tốt. Thu lại trước đi. Đợi chút nữa phân chia sao? Trước hết đi tìm thấy Châu nói chuyện đã, Phương Bình cắn răng, lần này mặc dù không có chết người, nhưng có mấy người cũng bị thương, trẻ con biết khóc mới có sữa uống, cho dù không đòi được gì thì cũng phải cố gắng nói chuyện một chút, vì sao đỉnh cấp một lại biến thành cấp 2 rồi? Chương 237, trưởng thành và thói quen, Phương Bình người rất nhanh liền tìm thấy Châu Thạch Bình, hoặc có thể nói, Châu Thạch Bình chủ động đi tới, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của các thành viên, Châu Thạch Bình lắc lắc đầu nói: "10 người ba người mang theo vũ khí hợp kim phương bình khí huyết không thua thạch phong mà cuối cùng ai cũng bị thương biểu hiện quá kén. thạch phong thực lực cũng không phải là quá mạnh dưới tình huống thông thường phương bình chỉ cần thêm triệu tiết mai hoặc đường tùng đình hay bất cứ người nào cũng có thể thắng thưa thầy ten nhớ nhiệm vụ nói là đỉnh cấp một phương bình nghiến răng điều đó hết sức bình thường có võ giả đột nhiên đột phá cái này khó mà biết được tư liệu có thể tham khảo nhưng không thể tin tử tuyệt đối tức ra lấy 15 điểm khen thường của đối phương thì có thể nhận biệt được một vài điều sinh viêm võ đại không phải là đầu ngốc lẽ nào ngay cả điểm này cũng không nhìn ra châu thạch bình nói xong thì phê bình từng người một lần này triệu tiết mai mắc lỗi rất nghiêm trọng chấp hành nhiệm vụ lại làm mất binh khí còn đưa cho đối thủ đây là lỗi chí mạng nếu đã không giữ được binh khí vậy thì đừng dùng ngược lại càng an toàn đường tung đình cũng vậy ý thức chiến đấu yếu kém thạch phong giả vờ tấn công phương bình em liền buông lỏng điều này mới dẫn đến vai trái bị thương còn về phương bình em quá lo lắng việc bị thương rồi thạch phong vừa công kích em em liền lui tránh cho dù là cứng đối cứng thì thạch phong cũng chưa chắc đã đánh em bị thương như thế nếu em có thể khống chế lại thạch phong thì cũng không sẽ không khiến nhiều người bị thương như vậy triệu thanh biểu hiện rất tốt nhưng đầu óc chưa đủ linh hoạt lúc đó thạch phong không còn lối thoát ten lại cùng hắn liều mạng nếu không phải thạch phong muốn giết một người mạnh hơn một chút thì em nhất định đã chết rồi những người khác thực lực hơi yếu đương nhiên cũng không chạy loạn không gây cản trở cho phương bình bọn họ đã là không tồi rồi phê bình một hồi châu thạch bình mới nói lần này Phương Bình chiếm 25%, Đường Tùng Đỉnh, Triệu Thanh 20%, Triệu Tuyết Mai 15% những người còn lại 20%. Triệu Tuyết Mai đóng góp không ít nhưng bởi vì làm mất trường côn hợp kim khiến suýt nữa gây ra thương vong lớn, ngược lại được chia đóng góp ít hơn Đường Tùng Đỉnh. Phương Bình không quan tâm điều này mà là nghi ngờ nói, thưa thầy, lúc đó Thạch Phong muốn đi, có người bộc phát khí huyết, là thầy phải không, không sai, điều này không hợp thì phải lạ, chấp hành nhiệm vụ là chuyện của chúng em. Dù thầy không giúp thì cũng không nên tạo độ khó cho chúng em chứ. Còn nữa, Thạch Phong cũng không phải mới đột phá cấp 2, nhiệm vụ lại là đỉnh cấp 1. Tin tức nhiệm vụ quân đội cho chúng em là giả. Châu Thạch Phong cười nhạt nói. Vậy em định như thế nào? Khen thưởng gấp đôi, vốn là 15 điểm thưởng, Na trường khen thưởng gấp đôi vậy là 30 điểm thường. Bây giờ cho chúng em 60 điểm thường là được. Thế mà cũng dám đòi 60 điểm thường. Nhiệm vụ võ giả cấp 3 cũng chỉ có vậy. Thưa thầy, võ đại tuân theo quy tắc thầy là đạo sư dẫn nhóm, là cường giả cấp 6, chúng em đương nhiên không dám có thái độ gì với thầy cả. Nhưng lần này thầy đã phá vỡ quy tắc, suýt nữa khiến cả đội bị diệt, ma võ lẽ nào một chút quy tắc cũng không có sao. Châu Thạch Bình bật cười, qua một lúc hơi gật đầu nói. Có thể, vậy thì 60 điểm thừa, dù sao cũng chỉ có lần này. Có điều phương bình à, tôi vẫn phải nhắc em một câu, thời điểm thực sự giao thủ đừng nghĩ quá nhiều, sợ bị thương thì kết quả cuối cùng có thể chết càng nhanh. Em biết rồi, Phương Bình không nói nhiều, lần này quả thật cậu có hơi do dự, từ lúc bắt đã do dự có nên rút lui hay không. Đến nửa đường cũng có một chút sợ hãi, sợ võ giả cấp hai liều mạng chém giết mình. Lần đó ở trường học cậu không có do dự như vậy, lần đó cậu mang suy nghĩ cũng là chuyện đánh chết đối phương, như lần này, cậu đã do dự. Bởi vì đối phương là cấp 2, nên Phương Bình cảm thấy mình không đánh lại được thì chạy, một khi có suy nghĩ như vậy liền không dám liều mạng nữa. Trong lòng em vẫn là sợ hãi, Phương Bình lặng lẽ nói một câu, thật ra từ sự việc lần trước thấy hai sinh viên bỏ mạng cậu liền có chút sợ hãi sinh viên võ đạo cũng sẽ chết hàn nhát sao có lẽ có sợ hãi cái chết là điều bình thường nhưng lúc chiến đấu mà vẫn sợ chết thì không nên tâm tính cần phải điều chỉnh thở ra một hơi phương bình không nói nữa khen thưởng 60 điểm thưởng một mình cậu chiếm 25%, lấy được 24 điểm thường, thêm lần trước được gần một điểm thưởng, hai ngày lấy được gần 25 điểm thưởng. Ngoài ra, sau khi chia cuộc, Phương Bình lấy được một viên thối cốt đan cấp một và một viên khí huyết đan phổ thông, cộng thêm phủ cấp của nhà trường trước khi đi làm nhiệm vụ, cùng với khí huyết đan được nhận vào tháng trước. Lúc này, trong tay Phương Bình có 31 viên khí huyết đan phổ thông, một viên thối cốt đan cấp một, một viên khí huyết đan cấp một, một chai nước trị liệu, một viên khí huyết đan cấp hai. Về điểm thưởng, bởi vì làm lớp trưởng một tháng, cậu thêm trước kia vào học được khen thưởng 10 điểm, trước đó cũng có được 31 điểm. Hiện tại nhiệm vụ khen thưởng 25 điểm tổng công đã có 56 điểm tiền mặt cũng đột phá 6 triệu, trong đó 5 triệu là tiền thắng cược ở võ đài ngồng, bởi vì điểm thưởng vẫn chưa lấy nên điểm tài phú tạm thời không có tăng lên, nhưng trước đó lấy thuốc, cộng thêm lần này được chia của thì điểm tài phú của Phương Bình cũng không bị giả, ngược lại còn tăng lên tới 11 triệu. Tâm trạng vốn là thứ có thể thay đổi, sau hai nhiệm vụ, Phương Bình ít nói hơn một chút, dần dần làm quen được những thứ này. Đường Tùng Bình bởi vì bị thương nên cũng không có kiêu ngạo như trước, hai ngày tiếp theo mọi người không có tiếp nhận nhiệm vụ mà trở về trừ dưỡng thương. Lúc bọn họ dưỡng thương, bốn đội khác vẫn còn đang chấp hành nhiệm vụ ngày năm có tin tức truyền tới đội của triệu lỗi xảy ra chuyện rồi đội của triệu lỗi vừa mới bắt đầu liền nhận nhiệm vụ cấp 2. mặc dù triệu lỗi đã chuẩn bị mấy ngày mới đi chấp hành nhiệm vụ nhưng những người này có ai đã từng thật sự đọ sức sống chết với võ giả cấp 2 chứ lúc chấp hành nhiệm vụ vì đội viên sơ xuất nên dẫn đến một người chết ba người bị thương cuối cùng cũng xuất hiện thương vong phương bình thật ra sớm đã dự liệu được rất có khả năng sẽ phát sinh tình huống như vậy các đạo sư mặc dù dẫn đội nhưng trừ khi toàn đội bị tiêu diệt bằng không rất có khả năng sẽ không ra tay đạo sư dẫn đội của triệu lỗi là la nhất xuyên cường giả cấp 6 uy danh hiển hách cường giả như vậy nếu như ra tay đừng nói là cấp 2 mà ngay cả võ giả cấp 5 cấp 6 cũng rất khó gây ra tử vong cho sinh viên như lần này có người chết phòng thực huấn biết tin tức này không chỉ có đội phương bình bọn họ đội trần vân hy cũng trở về người của hai đội ở phòng thực huấn cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu không khí yên tĩnh có chút dị thường hồi lâu mới có người trầm giọng nói các đạo sư sẽ không ra tay giúp đỡ trừ phi chúng ta chết sạch lần này lục khôn cường chết rồi lần sau có thể chính là chúng ta chúng ta cũng không phải là võ giả tôi cốt lần hai chết cũng chết vô ích tất cả mọi người đều phải cẩn thận cũng đừng ôm mộng tưởng nữa đừng đồng tình với bất kỳ người nào không giết họ thì người chết có thể chính là chúng ta thực lực thực lực mới là quan trọng nhất triệu lỗi dẫn đội người chết cũng không phải là triệu lỗi Phương Bình nghe nói các cậu cũng gặp phải võ giả cấp 2 rồi, không có ai chết vậy là may mắn rồi. Tớ thấy nhà trường chỉ mong chết thêm vài người nữa mới tốt, có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Chúng ta là tân sinh viên. Tân sinh viên thì sao? Không nghe viện trưởng nói sao? Tân sinh viên chết rồi mới không có gì đáng tiếc, bởi vì trường học đầu tư tài nguyên chưa nhiều, đáng ghét, cũng đừng phàn nàn nữa. Đã vào lớp huấn luyện đặc biệt, lần trước ký giấy sinh tử chúng đã nên biết rõ như vậy và đường phong đạo sư cũng nói rồi hen thưởng trước đó cho chúng ta thực ra chính là tiền mua mạng của chúng ta chương 238, trưởng thành và thói quen hai mọi người thảo luận ồn ào trần vân hy nhát gan từ trước tới nay lúc này cũng cắn chặt môi một lời cũng không nói có người thấp giọng nói trường học không nói nhất định cứ phải chấp hành nhiệm vụ hay là hay là chúng ta nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa lúc này đội của phương bình không ít người đều nhìn về hướng phương bình Dựa theo kế hoạch ban đầu ngày mai bọn họ phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, Phương Bình hít sâu một hơi trầm giọng nói. Bây giờ nhiệm vụ vẫn chưa phải là quá khó, trường học khen thường cũng nhiều, lúc này không liều sau này có thể không có cơ hội như vậy nữa. Nếu như lúc này để thực lực thuộc lùi, sau này vào địa quật thì phải làm sao? Trước kia tớ cũng sợ, cũng không muốn đi làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ, bây giờ nhất định phải làm. Nhiệm vụ lúc này không tính là quá khó, chúng ta trước tiên nhận một vài nhiệm vụ đỉnh cấp một, Đợi chúng ta tôi cốt được nhiều đốt xương hơn rồi. Cũng đổi được binh khí hợp kim, sau đó hãng đi làm nhiệm vụ cấp 2. Chỉ có quý trọng thời gian này mới có thể lấy càng nhiều khen thưởng điểm thưởng chuẩn bị cho sau này dùng tới. Ý của trường học rất rõ ràng, người mạnh thì sống kẻ yếu sẽ bị loại bỏ. Tất cả mọi người đều là học trò cưng của ma võ, không có ai hy vọng bản thân bị rớt lại phía sau. Chỉ cần bị rớt lại phía sau một bước thì sẽ từng bước rớt lại phía sau. Có ai muốn rút lui không? Mọi người không ai nói gì. Đường Tùng Đình thở ra một hơi nói. Đã tới ma võ rồi còn nói cái gì rút lui hay không? Phương Bình lúc này đối với cậu tốt hơn một chút. Tên này có lẽ bướng bỉnh như lòng dạ không tính là quá xấu. Lần trước đối chiến với Thạch Phong, Phương Bình bảo Đường Tùng Đình đưa thanh đao hợp kim cho mình. Đối phương lúc đó cũng không có ẩm ở, sức khoát ném qua. Mọi người ít nhất vẫn là có sự tin tưởng nhau. Nghĩ đến đó, Phương Bình gật đầu nói. Hôm nay nên chuẩn bị một chút, nên đổi binh khí thì đổi, nên mua thuốc thì mua. Ngày mai tiếp tục. Hơn nữa, thương thế của mọi người thế nào rồi thương thế của tớ không nặng triệu tuyết mai trả lời một câu tôi cũng vậy không có vấn đề gì ớ tớ sợ là phải tô dưỡng vài hôm xương tay của triệu thanh bị dãy nên không thể nhanh khỏi như vậy không sao mọi người vừa dưỡng thương vừa làm nhiệm vụ võ giả cấp một cũng không khó đối phó cảm ơn triệu thanh cũng không muốn rút lui lúc này không đi thì không lấy được điểm thưởng Ngày sau tháng 11, phương bình dẫn đội ra ngoài lần này không có rối loạn như lần trước mọi người cũng không tự mình lái xe đi nữa mà thuê hai chiếc xe thương vụ bảy chỗ mà phương bình lần này trở về trường nhận lấy 25 điểm thưởng sau đó tiêu 40 điểm thưởng đổi một thanh đao nặng 4 kg vang. thi thoảng lực sát thương của đao còn mạnh hơn nhiều so với đôi giày đặc chế về điểm này phương bình đã được lĩnh hội ma đô lâm thị thành phố Sương phàm bên ngoài nhà máy bị bỏ hoang phương bình một đao chém đứt dao găm trong tay đối phương đá một cước vào ngực đối phương tiếng xương cốt cốt bị vỡ vang lên rõ ràng đánh dãy tay chân dẫn đi đường tùng đình lên trước rất nhanh đánh rẽ tay chân của đối phương dẫn theo người nói thực lực của chúng ta cũng có tăng lên suy nghĩ nhận nhiệm vụ cấp hay không không vội phương bình vừa đi vừa nói hiện tại mới là ngày 10. tớ có ý tưởng này chúng ta phân thành hai nhóm cậu và mấy người triệu tuyết mai một nhóm tớ dẫn mấy người một nhóm tiếp tục làm nhiệm vụ cấp 1. đợi đến ngày 20. chúng ta tập hợp lại làm nhiệm vụ cấp 2. cậu thấy thế nào hiện tại chúng ta mười người cùng nhau hành động, thu hoạch rất ít. Đương Tùng Đình hơi cao mày nói. Đạo sư chỉ có một mình, cậu cảm thấy ông ấy sẽ cứu chúng ta không? Có ông ấy hay không cũng đều như nhau. Phương Bình chửi bậy một câu, Châu Thạch Bình trước còn lộ diện bây giờ thì ngươi cũng không thấy nữa. Ủa? Đương Tùng Đình cắn răng một cái, gật đầu nói. Đến ngày 20, có lẽ tớ có thể tôi cốt được 45 đốt rồi. Gần đây tiến độ rất nhanh, tớ cũng vậy. Chữ tuyết mai nói một câu, nhìn Phương Bình nói. Thực ra một mình cộng đối phó với với võ giả cấp một cũng được, Phương Bình xua xua tay nói. Nhận nhiệm vụ cũng không phải lập tức có thể tìm được người. Phải tìm người, phải nghe ngóng tin tức, phải an bài những cái khác, một mình làm hiệu suất không cao. Lời này ngược lại không sai, Triệu Tuyết Mai cũng không nói nữa. Mọi người nhanh chóng chia đội thành hai nhóm, Triệu Tuyết Mai với đường Tùng Đình dẫn cho bốn người. Phương Bình dẫn ba người, Phương Bình cũng không biết Châu Thạch Phong theo đội nào. Những đạo sư cấp 6 này không muốn để lộ hành tung thì Phương Bình mấy người cũng không thể phát hiện được. Về việc đánh giá nhiệm vụ, Phương Bình cũng không quan tâm Châu Thạch Bình sắp xếp như thế nào. Đợi đến khi nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi chia đội, Phương Bình đã biết Châu Thạch Bình không đi cũng mình, có điều trường học vẫn là sắp xếp đạo sư tới, một vị đạo sư cấp 5 không quá quen thuộc xuất hiện phân chia phần thưởng nhiệm vụ cho mọi người. Ngày 15 tháng 11, Long Phương Bình đã hoàn thành hai nhiệm vụ, rời khỏi trường cũng được người ngày rồi, đầu tháng Phương Bình tôi cốt được 40 đốt, lúc này tốc độ tôi cốt của Phương Bình tăng nhanh, trung bình 2 ngày tôi luyện được 1 đốt. Đến ngày 15, số lượng xương đã được tôi dành của Phương Bình đạt 47 đốt, tài phú 8 triệu 800 nghìn, khí huyết 297 calo 297 calo, tinh thần 259 HZ 259 HZ, tôi cốt 47 đốt 90%, 1 đốt 58%, 158 đốt là 30%. Phương Bình lúc này mỗi khi tôi cốt được một đốt thì khí huyết có thể tăng lên một calo. Giai đoạn này chậm hơn một chút so với trước kia. Nhưng cho dù như vậy đợi cậu tôi cốt 50 đốt cũng có thể đạt đến 300 calo khí huyết rồi. Lúc đó, đạt được đỉnh cấp một khả năng khí huyết có thể đạt đến 320 calo. Rất nhiều võ giả cấp 2 mới đột phá khí huyết cũng chỉ nằm ở giữa 280-300 calo. Phương Bình lúc này khí huyết còn cao hơn võ giả cấp 2 thông thường. Khí huyết mang ý nghĩa lực bộc phát và sức bền bỉ. Trong một khách sạn nhỏ, Phương Bình liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút cắn răng nói. Trước tiên phải tôi cốt lên tới 50 đốt rồi nói. Lúc này tiến độ nhanh một chút cũng không có mấy người sẽ chú ý. Cho Thạch Bình không có ở đây, vị đạo sư cấp năm đó cũng xuất quỷ nhập thần. Phương Bình quyết định trước hết cứ dùng hệ thống tôi cốt. Cho dù điểm tài phú có tiêu hao nhiều một chút nhưng có thực lực mới có tài phú. Cậu lúc này còn khoảng 152% nữa mới tính tôi luyện được 50 đốt xương. Cũng là một triệu 520 ngàn điểm tài phú. Phương Bình Hà quyết tâm cũng không do dự, bắt đầu lẩm nhẩm thân tiến độ tôi cốt rất nhanh. Phương Bình cũng cảm nhận được khí huyết không ngừng công kích xương cốt của mình. Hệ thống tôi cốt cũng là dùng lực khí huyết, chỉ là trực tiếp tác dụng dụng lên xương cốt mà thôi, không tăng độ mềm và đàn hồi của da. Phương Bình lần này đã biết quả thật là có hạn chế, bình thường tôi cốt cho dù khí huyết chủ yếu phải rèn luyện xương cốt, nhưng cũng có thể sẽ cùng lúc rèn luyện kinh mạch và da. Hiện tại đơn độc tác dụng trên da thịt, chứng tỏ một khi cơ thể đạt đến cực hạn trực tiếp tăng lên tiến độ tôi cốt chỉ sợ là không thể thực hiện được biết là không dễ dàng như vậy phương bình cũng không bất ngờ đợi đến hơn nửa tiếng sau trong mặt nhìn điểm tài phú không ngừng giảm xuống chờ đến cảm giác tê dại của xương cốt kết thúc phương bình lại liếc nhìn số liệu tài phú bảy triệu hai trăm tám mươi nghìn khí huyết hai trăm chín mươi bảy calo hai trăm chín mươi chín calo tinh thần hai trăm năm mươi bảy hz hai trăm năm mươi chín hz Tới cốt năm mươi đốt chín mươi một trăm năm mươi sáu đốt ba mươi phương bình hoạt động chân một chút chân trai chuyển tới âm thanh lốp bốp 50 đốt rồi. Còn thiếu 12 đốt xương nữa là có thể đạt đến đỉnh cấp 1, hiện tại xem như là giai đoạn cấp 1 cao kỳ rồi. Giữa tháng sau có lẽ có thể đạt đến đỉnh cấp 1, ánh mắt Phương Bình hơi sáng lên, tiến độ của mình vẫn là nhanh hơn Lão Vương một chút. Lão Vương khi kết thúc học kỳ 1 mới đạt đến đỉnh cấp 1, đầu năm nay còn lấy danh nghĩa đỉnh cấp 1 thách đấu võ giả ma võ, khi huyết anh ấy nhất định không cao bằng mình, thời điểm đạt đến đỉnh cấp 1 cũng không nhanh như mình, lực lượng tinh thần sẽ không thể nào mạnh hơn mình. Nói như vậy, hy vọng đuổi kịp anh ấy vẫn rất lớn. Chương 239, sinh viên khoa võ trường khác, Phương Bình tính toán một hồi, lại nhìn tài phú từ hơn 1 ngàn vạn chưa được bao lâu liền biến thành hơn 7 triệu, lại có chút nhức nhối. Tài phú tiêu hao quá nhanh rồi, mấy ngày nay cậu không trở về trường, chưa nhận lại điểm thưởng nhiệm vụ, tạm thời cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ lận lợi ích. Nhưng Phương Bình phát hiện đa số những người này nghèo rất mồng tơi, có ít thuốc mang theo bên người cũng nhanh chóng dùng hết, thật sự đổ tốt vô cùng ít làm một hai nhiệm vụ cấp một nữa rồi chờ tụ học với nhóm triệu tuyết mai sau đó nhận nhiệm vụ cấp 2. võ giả cấp 2 lúc nào cũng có tiền hơn cấp 1. hiện tại thực lực của mình đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc đầu nếu đối đầu với cấp 2 lần nữa có lẽ không có khó như vậy võ giả cấp 2 trong xã hội hầu như không người tôi cốt hai lần phương bình tôi cốt lần thứ ba mới trở thành võ giả lúc này khí huyết của cậu còn cao hơn bọn họ nếu như giao thủ lần nữa ai áp chế ai còn chưa chắc ngày 17 tháng 11, đội phương bình lại lần nữa tìm được mục tiêu của nhiệm vụ triệu thanh mấy người đi theo phương bình còn chưa kịp động tay động chân đã thấy bóng dáng của phương bình biến ảo trong chớp mắt mũi chân dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi đa chúng vào cổ họng của đối phương phọc tầm trong chớp mắt mấy người nhìn thấy tên võ giả đỉnh cấp một chiếc mắt run rẩy ngã xuống đất sắc mặt triệu thanh khẽ biến nỏ giọng nói đội trưởng cậu gần đây có chút tiến bộ phương bình thản nhiên nói nhưng triệu thanh mấy người thấy đây mà chỉ là tiến bộ một chút thôi sao thực lực phương bình ở lớp huấn luyện đặc biệt lúc nào cũng thuộc loại tương đối mạnh nhưng trước đó phương bình đối mặt với đỉnh cấp một cũng phải dây dưa một trận thậm chí cần bọn họ giúp mới có thể giải quyết cuộc đấu nhưng mà bây giờ hoàn toàn không giống nữa đối mặt với đỉnh cấp 1, lần như chỉ nháy mắt đã giết chết đối phương cũng có thể do mục tiêu lần này thực lực không mạnh phương bình không nói nữa vị đạo sư đi theo bọn họ cũng rất nhanh liền xuất hiện ở hiện trường quan sát một hồi lại nhìn phương bình trên mặt mang theo nụ cười hiếm thấy tối ra tay dứt khoát bây mới xem như là danh xứng với thực phương bình không lên tiếng lần này là lấy mạng đổi lấy chiến tích như thế từ ngày hai cho đến bây giờ mới nửa tháng cậu nhận tổng cộng bảy nhiệm vụ ngoại trừ ba lần là bắt sống bốn người còn lại đều đánh chết thời gian nửa tháng tự tay giết chết bốn võ giả cộng thêm lần trước ở trường học mới nhập học chưa tới ba tháng võ giả chết trong tay cậu đã lên tới sáu người điều này trước khi lên võ đại phương bình căn bản chưa từng nghĩ tới nhiều lần như vậy tâm thái phương bình có chút thay đổi phong cách chiến đấu cũng không ngừng thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu còn e ngại không đành lòng nhưng bây giờ đã thành thói quen ra tay nhanh gọn tàn nhẫn. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều có sự thay đổi rõ ràng, đạo sư cấp 5 lại nói. Nhiệm vụ lần này, phương bình 60%, những người còn lại chia đều. Ba người bọn triệu thanh cũng không có ý kiến, phương bình cũng không có ý kiến. Người mặc dù là do cậu giết nhưng việc tìm người những chuyện này lại là công sức của triệu thanh bọn họ. Thỉnh thoảng, đồ khó của nhiệm vụ không phải là giết người mà là tìm người, những đối tượng bị truy bắt. Có vài người trốn rất kỹ, có vài người được cho địa chỉ nhưng chỉ là vị trí ước chừng, có thể nhanh tìm được mục tiêu như vậy cũng là nhiều, có bọn họ nên mới có nửa tháng Phương Bình đã hoàn thành xong 7 nhiệm vụ. Ngoại trừ hai nhiệm vụ lúc đầu, Phương Đình bây giờ tích lũy được 5 nhiệm vụ, vẫn chưa có trở về trường nhận điểm thưởng. Trong lòng tính toán một chút, 5 nhiệm vụ cậu nhận được tổng cộng 15 điểm thưởng. Cái này còn chưa tính đến nhà trường khen thưởng gấp đôi, nếu như được tính vậy là 30 điểm thưởng. Tốc độ kiếm điểm thưởng như vậy đã là vô cùng nhanh trong lòng đang nghĩ chuyện đó thì phương bình đã dẫn người ra khỏi khu công nghiệp bên ngoài khu công nghiệp có phó cục trưởng cục điều tra và truy bắt dẫn theo vài người đang đứng làm bảo vệ bên ngoài nhìn thấy nhóm phương bình lập tức vui vẻ nói phương tiên xin người người chết rồi phương bình trả lời một tiếng nhị không được liếc nhìn vị phó cục trưởng này đây chỉ là phó cục trưởng cục điều tra và truy bắt của một huyện thành nhỏ thực lực của cục điều tra và truy bắt cũng không mạnh cục trưởng của bọn họ phương bình chưa nhìn thấy còn về vị phó cục trưởng này thực lực cũng chỉ là đỉnh cấp một mà thôi nhìn ra người của ông ta bây giờ còn có thể ra tay hay không còn chưa chắc. Võ giả như vậy hiện tại càng ngày càng nhiều. Trong lòng Phương Bình khẽ thở dài, những năm tháng bình yên này, võ giả khí huyết thuần túy cũng xuất hiện rất nhiều. Nhưng mà bây giờ, nguy hiểm địa quật càng ngày càng lớn, cấp trên sẽ đề xuất thay đổi như thế nào đây? Thực ra những ngày này Phương Bình cũng cảm nhận được một vài biến hóa. Có lẽ là vì sự nguy hiểm đáng sợ của địa quật là nguyên nhân tăng mạnh, gần đây chính sách có chút thay đổi rồi. Hai ngày này trên mạng dư luận cuộn trào mãnh liệt, đột nhiên có một tin đồn nổi lên chính phủ có thể sẽ cho ra chính sách mới sau này quy trình xác định cấp độ của võ giả xã hội không còn dựa vào khí huyết và số lượng tôi cốt nữa trước đó định cấp võ giả xã hội tương đối đơn giản võ giả cấp một nhì khí huyết còn từ cấp một trở lên thì dựa vào số lượng tôi cốt về phần định cấp sau khi hoàn thành tôi cốt làm sao xác định hiện tại phương bình vẫn chưa biết nhưng nghe nói cũng có liên quan đến tiêu chuẩn của khí huyết không liên quan đến thực chiến bây giờ các bộ ngành đang bàn bạc thỏa thuận chuẩn bị thay đổi hiện trạng này bắt đầu định cấp lại. Một khi thật sự bắt đầu chính sách mới có lẽ rất nhiều võ giả khí huyết đều sẽ mất đi địa vị cũng như cấp bậc hiện tại. Những ngày này trên mạng đang tranh luận gắt gao, trong thực tế cũng đang tranh luận rất sát sao. Võ giả khí huyết càng ngày càng nhiều cũng dẫn đến việc không ít võ giả khí huyết chiếm giữ những vị trí cao. Một khi định cấp lại, vậy bọn họ có thể giữ vững địa vị hiện tại không? Không riêng gì võ giả khí huyết không đồng ý mà võ giả bên thực chiến cũng có một nhóm người cảm thấy không thích hợp. Có một vài võ giả khí huyết có thể leo lên địa vị cao cũng có liên quan đến những năng lực khác của bọn họ. Một khi loại trừ thân phận võ giả của bọn họ, một vài chính sách cố định trước đó cũng phải thay đổi theo. Thay đổi như vậy tương đối lớn. Còn có một nhóm người khác kiến nghị, sau này văn võ phân ra quản lý riêng, võ giả chuyên trách khoa võ, văn nhân chuyên trách văn chính. Nhưng ý kiến như vậy đều bị bác bỏ. Nếu thật như thế, vậy những cường giả có sức mạnh lớn có thể cam tâm cho những tên văn nhân tay trói giả không chật không chế sao? Có thể cam tâm đơn thuần làm tay chân bước vào địa quật mạo hiểm, có thể sẽ có người đồng ý nhưng không đại biểu là đa số võ giả sẽ đồng ý. Những đề tài này gần đây vẫn chỉ là tin đồn, hơn nữa bây giờ cũng không quá liên quan đến Phương Bình. Suy nghĩ trong lòng lóe lên liền biến mất, Phương Bình ứng phó vài lời với sự nhiệt tình của phó cục trưởng. Khéo láo từ chối lời mời dùng cơm, Phương Bình dẫn mấy người Triệu Thanh nhanh chóng rời đi. Tại khách sạn của thị trấn, Phương Bình gọi điện thoại cho Triệu Tuyết Mai, hỏi thăm tình hình tiến độ của bọn họ. Bên kia Triệu Tuyết Mai sau khi chia nhóm đã hoàn thành hai nhiệm vụ, ít hơn so với nhóm Phương Bình hơn nữa trong nhóm còn có người bị thương nhẹ chữ tuyết mai nói vài câu rất nhanh phương bình nghe thấy đường tùng đình chen ngang vào nói tớ vừa nghe ngóng được đội của phó xương đình hiện tại đã tích lũy được 90 điểm thường rồi đó còn chưa tính khen thường gấp đôi của nhà trường trần vân hy bọn họ ít hơn một chút tích lũy được 70 điểm thưởng đội của triệu lỗi nhiều nhất mặc dù có người chết nhưng sau khi dưỡng thương xong bọn họ vẫn tiếp nhận nhiệm vụ cấp 2, bây giờ tích lũy được 100 điểm thưởng rồi. Dương Tiểu Mạn gần bằng đội phó Dương Đình, Chúng ta bên này hai nhóm ngộp lại mới tích lũy được 94 điểm. Cái này còn là khen thưởng lần trước của Thạch Phong 30 điểm thường. Bằng không chúng ta cũng chỉ nhiều hơn Trần Vân Hy một chút. chương 240. Sinh viên khoa võ trường khác 2. Nhiệm vụ bắt Thạch Phong lần trước được tính gấp đôi nên được 60 điểm thưởng Điểm thưởng này vượt xa khen thưởng nhiệm vụ cấp 2. Cho dù là 30 điểm cũng vượt xa. Không tính 15 điểm gấp đôi đó. Ngóng Phương Bình hiện tại cũng chưa đạt đến 80 điểm thưởng Trong năm đội cũng không tính là cao. Đường Tùng Đình lúc này rõ ràng có chút gấp gáp cũng qua hơn nửa tháng rồi sắp hết tháng nếu tiếp tục như vậy rất có khả năng bị đội phía sau vượt qua phương bình trầm mặt trong chốc lát nói vậy ý của cậu là tớ nghĩ như vậy chúng ta chia thành hai nhóm nhưng không như hiện tại cậu tớ và triệu tuyết mai ba chúng ta lập thành một đội đi làm nhiệm vụ cấp 2, triệu thanh và những người còn lại một đội đi làm nhiệm vụ cấp 1. hiện tại thực lực của chúng ta cũng tăng lên không ít dựa theo cách chia nhóm hiện tại làm nhiệm vụ cấp 2 dẫn cho bọn triệu thanh không có tác dụng nhiều hoặc là chi đôi nhỏ hơn một chút chia làm ba đội. Nhóm Chu Nguyệt Hồng chủ yếu phụ trách thu thập tin tức và liên lạc với cục điều tra và truy bắt, giao thiệp với quân đội giúp chúng ta tìm người. Mà chúng ta không tham gia vào những công việc này. Chỉ cần nhận được tin tức liền chạy thẳng đến mục tiêu nhiệm vụ là được. Cậu thấy thế nào? Đường Tùng Đình đề xuất thay đổi đội hình. Đây cũng là một kiểu trưởng thành. Hiện tại, nhóm Triệu Thanh đi cho Phương Bình cũng rất ít có cơ hội nhúng tay vào. Cứ tiếp tục như vậy, chưa nói đến việc chia điểm thường của bọn họ cũng ít mà ngay cả cơ hội thực chiến cũng không có. Phương Bình suy nghĩ trong giây lát gật đầu nói. Có thể, vậy ngày mai chúng ta tập hợp, thương lượng cụ thể một chút, cho dù làm hậu cần cũng phải thương lượng tốt Phương Hán phân chia, bằng không cũng rất phiền phức. Được, cũng không cần đợi đến ngày mai đâu, tối nay bọn tớ sẽ qua bên cộng. Mọi người hẹn xong rồi, buổi tối hẹn nhau tập hợp ở thành phố Gia Tín lần Ma Rất nhanh Phương Bình liền dẫn người lái xe chạy thẳng đến Gia Tín, nội thành Gia Tín. khách sạn, lúc Phương Bình bọn họ tới, chữ tiết mai bọn họ cũng đã đến mọi người liền đến thẳng phòng ăn riêng. Vừa vào phòng, đường Tùng Đình liền nói. Mọi người có lẽ cũng đã biết, chúng ta hiện tại niềm thường đang xếp thứ hai, nhưng cứ dựa theo tình hình hiện tại của chúng ta để giữ vững vị trí thứ hai cũng rất khó. Chúng ta cho dù không tham gia chi đấu giao lưu. Nhưng không ai là không muốn kiếm nhiều điểm thưởng. Thứ nhất, khen thưởng ít nhất 100 điểm thưởng, chia đều cho mỗi người là được người điểm thưởng. Đến bây giờ chưa tính nhà trường khen thưởng gấp đôi chúng ta ngay cả người điểm thường cũng không có đủ. Vì vậy, cậu ta còn chưa nói xong, Triệu Thanh liền nói: "Ý kiến của cậu, đội trưởng cũng đã nói với bọn tớ, thật ra bọn tớ cũng cảm giác được, cứ như vậy không được, thực lực đội trưởng tăng lên rất nhanh, bây giờ đối phó với võ giả cấp 1 thì đánh một mình cũng được, căn bản không cần đến bọn tớ, mà bọn tớ thật sự muốn tham gia nhiệm vụ cấp 2 đi nữa thì hiệu quả cũng không lớn. Ngược lại còn gây cản trở, lần trước đánh giết Thạch Phong là một ví dụ, mấy người bọn tớ căn bản không phát huy tác dụng." Phương Bình lúc này lên tiếng, nói: "Mọi người có thể hiểu là tốt, vì vậy tiếp theo ờ triệu tuyết mai đưa tùng đỉnh ba người bọn tớ lập thành một đội đi làm nhiệm vụ cấp 2. triệu thanh ngô khắc bằng trương hạo năm người các cậu đi nhận nhiệm vụ cấp 1. trung nguyệt hồng trương bình hai người các cậu chủ yếu phụ trách liên lạc với các cục điều tra và truy bắt và quân nội cung cấp thông tin cho bọn tớ chúng ta tham gia nhiệm vụ vẫn phải dựa vào sự phân chia đóng góp còn về trung nguyệt hồng và trương bình sau khi mỗi nhóm bọn tớ hoàn thành nhiệm vụ các cậu được 10%, mọi người có ý kiến không? 10% không thấp, Trung Nguyệt Hồng và Trương Bình ở trong đội, mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ chưa chắc có thể chia được 5%. Bây giờ chỉ cần phụ trách thu thập tin tức mỗi người liền có thể lấy được 5%, hai nữ sinh này cũng không có ý kiến. Nóm Triệu Thanh cũng lắc đầu. Đối với điều này cũng không có dị nghị. Vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày mai chúng ta cứ theo đó mà làm. Hiện tại còn cách cuối tháng còn chưa tới 10 ngày. Mỗi nhóm tốt nhất có thể nên hoàn thành được từ 3 nhiệm vụ trở lên. Đôi khi may mắn không có, 10 ngày nửa tháng không tìm được người, không thể hoàn thành nhiệm vụ gặp phải tình huống này phương bình đơn giản nói nếu như thật sự gặp phải tình huống không tìm được người nhiều nhất là ba ngày sau ba ngày bắt buộc phải từ bỏ bắt đầu nhiệm vụ khác đương nhiên có thể bảo lưu không cần từ bỏ tớ đã từng hỏi qua trong một tháng có thể hoàn thành là được đợi đến khi kết thúc xếp hạng tháng này của chúng ta thì có thể làm tiếp cũng không sao mọi người vật đầu lần nữa dựa theo sự phân chia nhiệm vụ liền bắt đầu phương bình cũng tìm kiếm một chút rất nhanh liền nhìn thấy một nhiệm vụ cảm giác thích hợp với bọn họ danh tính diêu kim thành Giới tính Nam Tuổi tác 40 tuổi Thực lực Cấp 2 Hoàn thành rèn luyện chi giới Hoàn thành rèn luyện dương tay trái Địa điểm Thành Tây Giang Khen thường 15 điểm thường chú thích Mục tiêu là giáo đồ thánh huy giáo Bên cạnh rất có khả năng có giáo phái võ giả khác Sau khi giết chết sẽ được thêm khen thưởng Giáo đồ thánh huy giáo Phương Bình nhìn thông tin Sắc mặt khẽ biến nói Cuối cùng cũng gặp được Lần trước cậu ở Dương Thành đã từng gặp quang của tà giáo, sau đó thì không có tin tức bây giờ không ngờ lại nhận được một nhiệm vụ giúp cậu gặp lại loại giáo đồ tà giáo này lần nữa sắc mặt của triệu tuyết mai cũng thay đổi trầm giọng nói tà giáo thực lực có mạnh có yếu mấu chốt ở chỗ là có tổ chức sợ là sợ đột nhiên tổ chức tụ tập vậy chúng ta nguy hiểm rồi nếu như không gặp phải tụ tập vậy thực lực của tà giáo đồ cũng không phải quá mạnh hơn nữa loại giáo đồ cấp 2, bên cạnh thường đều có hai ba vị võ giả cấp 1, còn có thể khen thưởng thêm điểm thường thành tây giang thành tây giang cách nam giang không quá xa Phương Bình hơi nhíu mày, có điều Tây Giang có lẽ không phải là căn cứ của đối phương, nếu thật sự là căn cứ, chắc chắn cũng sẽ không để bọn họ đi giết võ giả cấp 2 của đối phương. Không lo được nhiều như vậy, ngày mai đi Tây Giang, xem tình hình rồi nói. Mấy người gật đầu, chuyện này đợi đến Tây Giang rồi tính, những người này rất ít khi tập hợp, nếu thật sự gặp phải, vậy tốt nhất là từ bỏ nhiệm vụ, để quân đội và cục điều tra và truy bắt tới giải quyết. Ngày hôm sau, nóng Phương Bình tới thành Tây Giang, nhóm Chu Nguyệt Hồng còn chưa đưa tin, Phương Bình bọn họ cũng không vội, trước tiên tìm khách sạn. Mới đến khách sạn, Phương Bình nhướng mày, như người nhìn thoáng qua cửa khách sạn. Bên ngoài cửa cũng có một đám người đi vào khách sạn. Đám người này cũng rất trẻ, tổng cộng 6 người. Quan trọng ở chỗ 6 người này đều là võ giả. Võ giả không phải bác cải, rất ít khi xuất hiện tập thể. Duy nhất một lần gặp phải nhóm võ giả 6 người, Phương Bình quan sát một lát, đại khai đoán được đây có thể là sinh viên của võ đại khác. Quân đội cũng có đội ngũ như vậy nhưng người của quân đội và sinh viên võ đại rất dễ dàng phân biệt. Phương Bình nhìn thoáng qua, rất nhanh rời tầm nhìn, lấy thầy Phong, đợi khi vào thang máy mới nói. Những người vừa rồi vào khách sạn là sinh viên của trường võ đại nào, xuất hiện cùng lúc 6 võ giả nếu là khóa trên vậy cũng không có gì. Nhưng nếu là tân sinh viên vậy thì không bình thường rồi. Mọi trường ma võ với kinh võ, võ đại phổ thông rất hiếm có nhiều võ giả tân sinh viên xuất hiện vào thời điểm này. Đương nhiên tình hình năm nay không giống, võ đại phổ thông tập trung tài nguyên, cũng bồi dưỡng không ít võ giả là tân sinh viên triệu tuyết mai với đường tùng đình cũng phát hiện ra suy nghĩ một chút triệu tuyết mai nói thi xã tây giang nằm ở tỉnh đông ngô ở đông ngô có đông ngô võ đại và các trường võ đại khác cũng có khoa võ có điều ở đây cách nam giang không xa nam giang cũng có ba trường võ đại mấy trường học này mở ra khoa võ không thể có khả năng nhiều võ giả như vậy nếu như là tân sinh nếu như là tân sinh vậy thì có thể là võ đại đông ngô hoặc nam giang võ đại